Tống ba ba thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bồi ngồi tại thê tử bên cạnh. Hắn không nghe thấy trước đó thê tử cùng nhi tử nói chuyện, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn thấy Tống Thư Hàng chứng chạc đàng hoàng đứng ở TV trước mặt lúc, liền đoán ra nhi tử là muốn biểu diễn chút gì. Chẳng biết tại sao, Tống ba ba đột nhiên có loại lá gan đau dự cảm. So sánh với về nhi tử mở ra xe đẩy về nhà, càng làm hắn lá gan đau nhức. Tống ba ba âm thầm sờ lên lồng ngực của mình, đang suy nghĩ muốn hay không đi trước lấy chút cái gì đối chứng dược hoàn, trước nuốt điểm làm dự phòng. Như vậy, trước biểu diễn chút gì tốt đâu, Tống Thư Hàng nói. Bia đá đạo hữu, tùy tiện biểu diễn chút gì đi, kỳ thật ngươi cũng không có gì tốt biểu diễn, ngươi bây giờ sẽ pháp thuật tới đi đi cứ như vậy mấy cái. Tống ba ba không khỏi nhìn về phía nhi tử bên hông treo tiểu thạch bia, đây là cái gì kiểu mới trí năng giọng nói thiết bị sao? Ai cao như vậy? Sở các chủ ngốc mau nói, lôi pháp phương diện, trừ trưởng tâm lôi bên ngoài, người cũng sẽ cái còn không có luyện trọn vẹn ngũ lôi oanh đỉnh. Mà ngũ lôi oanh đỉnh không thích hợp trong nhà biểu diễn. Ta sẽ còn cái nạp điện thuật, Tống Thư Hàng nói bổ sung. Sở các chủ ngốc mau khinh thường nói, đừng ném người mất mặt. Loại kia tiểu pháp thuật ngươi lấy ra, cho ngươi ba mẹ điện thoại nạp điện sao? Tống ba ba lần nữa nhìn về phía nhi tử đỉnh đầu ngốc mao. Nếu như nói tiểu thạch bia vật trang sức có thể là cái gì giọng nói IQ cao ai thiết bị, vậy cái này cọng tóc đây tính toán là cái gì? Dây anten. Tống ba ba trong lòng bất an dự cảm càng phát ra mãnh liệt, hắn lại quay đầu nhìn về bên trên thê tử. Thê tử đưa tay bắt hắn lại đại thủ, cùng hắn 10 ngón đan sen. Thế giới bên ngoài đều đang biến hóa, cho nên chúng ta tâm rộng một điểm. Tống ba ba chăm chú chế trụ thê tử ngọc thủ, ngay cả lá gan đau triệu chứng tựa hồ cũng chấn định lại. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, tóm lại. Ta đem ta biết một chút tiểu pháp thuật trước nhanh chóng vuốt một lần. Dứt lời, hắn trước nhẹ nhàng thổ tức giảng pháp tiêu chuẩn thấp nhất kỹ năng thiệt chán liên hoa kích hoạt. Từng đóa xinh đẹp bạch liên trống giống hiển hiện, trôi nổi tại hư không. Dị hương xông vào mũi, khiến người nghe liền dưới lưỡi nước miếng. Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, đưa tay quét qua, xoáy khí đem từng đóa bạch liên đưa đến phụ mẫu, Tô Thị A thập lục, Bạch Long tỷ tỷ, Vũ Nhu tử trước mặt. Ba ba ba, Vũ Nhu tử nhẹ nhàng vỗ tay. Tống ba ba một mặt mộng bức tiếp được không trung rơi xuống bạch liên. Có thể ăn, bên cạnh, Tô Thị A thập lục nhắc nhở. Tống ba ba, cái gì? Cái này bạch liên. Có thể ăn, Tô Thị A thập lục giống bắt kẹo que đồng dạng nắm lấy bạch liên, nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm. Tống ba ba nắm lấy bạch liên, lại ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử. Cho nên đây là cái gì quỷ dị phát triển? Làm ảo thuật, chờ chút, vừa rồi nàng dâu nói thế giới bên ngoài đang biến hóa, chẳng lẽ, Thư Hàng trên thân cũng phát sinh dị biến? Chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Thế giới biến hóa, tân nhân loại gen biến dị. Siêu năng lực giả sinh ra, loại hình khoa huyễn, ma huyễn phim, Tống ba ba cũng không phải chưa có xem. Tiếp theo là cái này, Tống Thư Hàng nhấc chân, trong hư không phóng ra một bước. Sau đó, có một đóa trong suốt như thủy tinh hắc liên trống rỗng xuất hiện tại dưới chân hắn, bộ bộ sinh liên tuyệt đối là cái bước cách rất cao năng lực. Coi như chỉ có 5 phân nhan trị, phối hợp bộ bộ sinh liên sau cũng có thể thu hoạch được 7 phân tả hữu đánh giá. Tống tiền bối bộ bộ sinh liên quả nhiên vẫn là đẹp mắt như vậy. Vũ Nhu tử hâm mộ nói, nàng kỳ thật đã sớm ghen tị Tống Thư Hàng cái thiên phú này, đáng tiếc loại này thần thông pháp thuật không phải là muốn liền có thể đạt được. Tống ba ba hơi suy nghĩ một chút về sau, chỉ vào Tống Thư Hàng hắc liên, nhỏ giọng hỏi, A thập lục, cái này cũng có thể ăn sao? Tô thị A thập lục nháy nháy mắt, nói, cái này hẳn là, không thể A. Dù sao đây là Thư Hàng dưới chân dẫm ra hoa sen. Tống ba ba cắn im mồm bên trong bạch liên, yên lặng gật đầu, thì ra là thế, ta không sai biệt lắm hiểu được. Thúc thúc lý giải cái gì rồi? Tô Thị A thập lục nghi hoặc hỏi. Thư Hàng, ngươi là sen hệ siêu năng lực giả đúng không? Tống ba ba trong miệng nói ngay cả chính hắn đều cảm giác rất hoang đường suy đoán dị năng giả loại hình, ấn lý thuyết đều hẳn là xuất hiện tại trong phim ảnh. Nhưng vấn đề là, con của mình ở trước mặt mọi người, biểu diễn hai tay hoa sen dị năng. Có lẽ, ta bây giờ còn đang trong mộng, vẫn chưa có tỉnh lại. Có lẽ hiện tại, vẫn là năm 2019 cuối năm, ta ngay tại qua năm ban đêm, làm một cái thú vị mộng. Cho nên, năm 2020 cùng đi,
thế giới bên ngoài đều đang biến hóa, nhi tử cũng thành dị năng giả. Bạch Long tỷ tỷ, ha 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 ha, sen hệ dị năng giả. Quyết định, Thư Hàng, người lần sau hiển thánh thời điểm, liền gọi Bá Liên. Chân đạp Hắc Liên phù ở hư không tống Thư Hàng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc trước bởi vì Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục, thực sự tiếp xúc đến tu chân thế giới quan sụp đổ ngày đó. Không phải dị năng giả, Tống Mụ Mụ dáng chống đỡ lấy tâm tạng lớn, nói, là tu chân. Tống Ba Ba, đúng, là tu chân. Tống Thư Hàng nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp xuống. Mặc kệ cha mẹ có thể hay không tiếp nhận, hắn sẽ chân chính hiện ra thủ đoạn của tu sĩ. Tại phụ mẫu mặt chủ động trang bức, gắn xong còn không cần chạy, ngẫm lại còn rất kích thích. Dứt lời, Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, một đôi sắc bén bảo đao từ hắn trong đan điền chui ra, lơ lửng tại bên cạnh hắn, linh hoạt vận chuyển, đây là ngự đao phi hành bên trong ngự đao thuật. Lúc này, Tống Mụ Mụ đột nhiên hỏi, không phải ngự kiếm thuật. Đâm tâm, lão mụ, ta là người thân sinh sao? Tống Thư Hàng tâm tính đều băng. A di, Tống tiền bối không có ngự kiếm thiên phú. Bất quá hắn đao pháp thiên phú rất không tệ. Bên cạnh Vũ Nhu Tử giải thích nói, ngự kiếm thuật, ta am hiểu. Dứt lời, Vũ Nhu Tử há mồm phun một cái, một đạo kiếm mang từ trong miệng nàng lóe ra. Kiếm mang hóa thành một thanh xinh đẹp trường kiếm, trên đó có điệp văn. Trường kiếm phi hành thuật lúc, bên cạnh sẽ còn hiển hiện linh điệp đảo pháp thuật huyễn quang, như ngầm hiện cánh bướm vuốt, tức xinh đẹp lại xoái khí. Ba ba ba, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ cùng nhau vỗ tay. Đẹp mắt, Vũ Nhu Tử cái này ngự kiếm thuật, mới chính thức có được tiên thuật khí chất. Bọn hắn nhìn qua Vũ Nhu Tử tinh mỹ ngự kiếm thuật, lại quay đầu nhìn về phía nhi tử ngự đao pháp không cần phải nói, Tống Thư Hàng ngự đao thuật tại thị giác bên trên bị song bảo. A Thập Lục, người cũng sẽ loại pháp thuật này sao? Tống Ba Ba lần nữa nắm lên Tống Mụ Mụ tay nhỏ, hỏi. Ta cũng đao đạo hệ. Tô Thị A Thập Lục dứt lời, đưa tay hướng về phía trước hư nắm. Sau một khắc, có một thanh cổ phong ô giấy dầu xuất hiện tại A Thập Lục trong tay. A Thập Lục nắm lấy cán dù, nhẹ nhàng co lại, một thanh hàn quang lấp lóe thẳng lưỡi đao đao từ dù bên trong rút ra. Nàng bản mệnh pháp khí đoản đao khi lấy được Tống Thư Hàng thiên đạo thuốc nhỏ mắt thoải mái về sau, thành công tiến hóa, kết hợp nàng họa đạo, đản sinh ra bây giờ dù đao tư thái. Sau đó, A Thập Lục tay nhỏ xoay chuyển, lưỡi đao hướng phía dưới, nàng nhẹ nhàng buông tay, chuôi này xinh đẹp thẳng lưỡi đao đao trống rỗng lơ lửng, lấy thân đao làm trung tâm, có một bộ sơn thủy phong cảnh họa khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ phòng khách. Ba ba ba, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ dùng sức vỗ tay. Mặc dù đại não vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, khả năng còn theo bản năng muốn kháng cự tu chân loại này hoang đường khái niệm. Nhưng Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ đã trải qua thành công bị Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục ngự kiếm, ngự đao chi pháp tin phục. Tống Mụ Mụ đến lúc này, đã trải qua không sai biệt lắm bắt đầu tiếp nhận nhi tử nói tới tu chân thiết lập. Đương nhiên cái này tiếp thụ quá trình cũng không phải là trực tiếp lập tức liền hoàn toàn tiếp nhận, mà là cần một điểm thích ứng kỳ. Tựa như là chứa một cái chương trình đồng dạng, cần từ 1% đến 100%. Nàng viên kia di truyền cho Tống Thư Hàng tâm tạng lớn, ở phương diện này không thể bỏ qua công lao. Tương đối Tống Mụ Mụ đến nói, Tống Ba Ba ở phương diện này năng lực tiếp nhận liền tương đối kém. Nhưng là, vừa bên trên lão bà đều một mặt bình tĩnh bắt đầu tiếp nhận nhi tử cùng tu chân loại này khái niệm, nếu như hắn biểu hiện ra không thể nào tiếp thu được, thất kinh loại hình cảm xúc, chẳng phải là rất mất mặt. Cho nên, cầm chặt lấy Tống Mụ Mụ tay nhỏ Tống Ba Ba, mặc kệ đại não có phải là tiếp nhận, dù sao thân thể trước tiếp nhận loại này khái niệm lại nói. Quay đầu lại từ thân thể đem cái này khái niệm phản hồi cho đại não, hảo hảo suy tư, suy nghĩ một chút đây rốt cuộc là hiện thực vẫn là mộng. Nghĩ như vậy về sau, Tống Ba Ba đối mặt Vũ Nhu Tử ngự kiếm cùng Tô Thị A Thập Lục ngự đao thủ pháp lúc, cũng bắt đầu bình tĩnh bắt đầu. Thậm chí tại không qua đầu óc trạng thái, hắn còn có thể quay đầu nhìn về phía nhi tử, Thư Hàng, người trừ sẽ ngự đao bên ngoài, còn có cái gì thủ đoạn khác sao? Tống Thư Hàng. Kỳ thật, Thư Hàng đao của hắn pháp thiên phú rất mạnh. Bất quá hắn đao pháp không thích hợp biểu diễn, vừa ra tay liền sẽ hủy thiên diệt địa, trong nhà cũng không thi triển được. Tô Thị A Thập Lục còn đao về dù về sau, bắt đầu vì Tống Thư Hàng soát điểm. Hủy thiên diệt địa, Tống Mụ Mụ nhìn lấy mình nhi tử bên người xoay tròn song đao, cố gắng bắt đầu não bổ nói thật,
không phải nàng cái này mẹ không thân sinh, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng con của mình muốn làm sao cái hủy thiên diệt địa pháp. Quá khảo nghiệm nàng não bổ năng lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhà mình nhi tử năm ngoái đầu năm lúc, vẫn là cái sinh viên đại học bình thường. Năm nay thoáng qua một cái đến, liền nói cho nàng nhà mình nhi tử ngốc có thể hủy thiên diệt địa, là cái mụ mụ đều rất khó tiếp nhận loại này thiết lập A. Bất quá, Tống mụ mụ nheo mắt lại ngắm nhìn Tô Thị A thập lục. Tiểu cô nương này, có hy vọng. Thân là người từng trải, nàng đương nhiên có thể nhìn ra tiểu cô nương này khắp nơi tại giữ gìn nhà mình nhi tử ngốc. Bất quá, bên cạnh vị kia vũ nhu tử cô nương mặc dù nhìn qua ở vào nhảy nhót vui sướng trạng thái, nhưng trước đó nàng cũng tựa hồ vô tình hay cố ý vì chính mình nhi tử giải vây. Hai cái cô nương đều tốt xuất sắc, mà lại là hai loại khác biệt họa phong vẻ đẹp, Tống mụ mụ trong lòng phun lên một niềm hạnh phúc phiền não. Mẹ, người cái này một mặt không tin bộ dáng quá rõ ràng, ta cái kia bị động đọc mặt nhất định là di truyền ngươi. Tống Thư Hàng thở dài nói, kỳ thật ta hiện tại tu chân giới cũng coi là có chút danh tiếng. Chư thiên vạn giới, báo lên ta bá Tống danh hiệu, cũng có thể chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Bá Tống là cái quỷ gì ý tứ? Tống ba ba nghe được cái danh xưng này lúc, bản năng cảm giác được từng đợt xấu hổ cảm giác. Đây là thánh hào, bát phẩm huyền thánh nhân tiền hiển thánh về sau, lấy được thánh hào. Cũng là tu chân cảnh giới đẳng cấp một loại biểu tượng. Tô Thị A thập lục phối hợp giải thích nói. Tống mụ mụ gật đầu hỏi, cái kia vũ nhu tử cùng A thập lục, các ngươi là cảnh giới gì? Nàng cùng Tống ba ba tại cùng A thập lục giao lưu bên trong, thu hoạch được càng nhiều liên quan tới tu chân tin tức. Ta cùng vũ nhu tử trước mắt đều là ngũ phẩm cảnh giới. Tô Thị A thập lục giải thích nói. Tống ba ba gật đầu nói, thì ra là thế, khó trách Thư Hàng ngự đao thuật như thế áp chế, nguyên lai hắn cùng các ngươi ở giữa kém ba đẳng cấp A. Tại đại bộ phận người trong nước trong lòng, phẩm đẳng cấp này, số lượng càng lớn, phẩm giai hẳn là càng nhỏ. Dù sao tại cổ đại lưu truyền cửu phẩm quan tép siêu, nhất phẩm đại tướng quốc. Thư Hàng bát phẩm, Tô Thị A thập lục cùng vũ nhu tử thì là ngũ phẩm, vậy khẳng định là A thập lục cùng vũ nhu tử lợi hại hơn mới đúng. Vũ nhu tử hì hì cười nói, thúc thúc ngươi hiểu lầm, tu sĩ đẳng cấp cũng không phải là tính như vậy. Tu sĩ đẳng cấp, nhất phẩm trúc cơ, cửu phẩm kiếp tiên. Tống tiền bối bát phẩm huyền thánh là gần với cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Trên thực tế, tại lúc mới đầu, tu sĩ giới là không có mấy phẩm khái niệm. Mà là án lấy trúc cơ, hậu thiên, tiên thiên, kim đan, nguyên anh các loại tiêu chí tới phân chia cảnh giới. Phẩm giai khái niệm hẳn là đang đến gần viễn cổ thời đại lúc mới chính lưu hành bắt đầu. Tống ba ba. Hắn lần nữa ngắm nhìn con của mình, một mặt không dám tin. Xem ra ta nếu là không lộ hai tay, thật muốn bị các ngươi xem thường. Tống Thư Hàng soái khí từ Hắc Liên bên trên nhảy xuống, sau đó triển khai giá thức, chuẩn bị thi triển thánh viên long lực thần công. Tại hắn bắt đầu phát công lúc, sau lưng có sán lạn công đức chi quang hiển hiện. Công đức xà Mỹ nhân hai tay mở rộng, bày ra bạch hạc lưỡng xí tư thế, chóp đuôi phân nhánh, thân thể phía bên trái khuynh đảo, cố gắng dọn xong kim kê độc lập bộ dáng, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Tống Thư Hàng thanh âm oan. Tạo hóa tiên tử bày ra tiêu chuẩn bạch hạc lưỡng xí cộng kim kê độc lập tư thế, đứng ở giữa vị, ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch a. Tống Thư Hàng thanh âm. Sau cùng da đen vũ nhu tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra, cùng hai vị tiền bối bày ra cùng khoản tư thế, thân thể hữu khuynh. Tại công đức xà Mỹ nhân công đức chi lực chấn áp xuống, nàng hiện thân thời gian không dài, có thể tránh ảnh hưởng đến người bình thường cảm xúc. Nàng không có thích hợp lời kịch, cũng may tạo hóa tiên tử lâm thời cho nàng đưa đoạn thu tốt giọng nói, da đen vũ nhu tử chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem cái này giọng nói phát hình ra. Ta nghĩ, có lẽ, khả năng, có lẽ, ta cần một cây, que thử thai. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa. Tống ba ba, Tống mụ mụ, Tống Thư Hàng, người một nhà, chính là muốn như thế chỉnh chỉnh tề tề. Sau một lúc lâu, Tống ba ba hỏi, ba vị này cô nương là pháp thuật hiệu quả sao? Không, là vật trang sức. Tô Thị A thập lục trên cổ bạch long tỉ tỉ phát ra tiếng đạo, nhưng nàng cũng không có biểu hiện thân hình của mình. Bên phải màu đen cô nương thoạt nhìn như là vũ nhu tử. Tống mụ mụ mắt sắc. Vũ nhu tử đắc ý nói, đó là của ta tâm ma. Ngay cả mình tâm cũng thả trên người Thư Hàng.
chẳng lẽ Vũ Nhu Tử mới là có hy vọng cái kia? Tống Mụ Mụ lại không khỏi nhìn nhiều mắt Vũ Nhu Tử. Tống Ba Ba xoa cằm nói, cái kia A Thập Lục có tâm ma trên người Thư Hàng sao? Tô Thị A Thập Lục khe khẽ lắc đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút ít thất lạc. Lúc này, Tống Thư Hàng cười nói, A Thập Lục tâm ma không có trên người ta, bất quá trên người ta kỳ thật cũng có cái cùng nàng có liên quan cái kia. Chính là tính cách có chút không tốt. Tống Mụ Mụ. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng. Hoa. Ở bên cạnh hắn, có một đám lửa hiển hiện. Hỏa diễm bên trong, có một vị lớn lên bản Đại Thập Lục hiện thân. Đại Thập Lục hiện thân về sau, đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy phía trước ngồi hàng hàng Tống Thư Hàng phụ mẫu, Vũ Nhu Tử, cùng. Tô Thị A Thập Lục. Nhìn thấy A Thập Lục thời điểm, ánh mắt của nàng sáng lên. Nhưng nàng chưa kịp có hành động, Tống Thư Hàng lại vỗ tay phát ra tiếng, Đại Thập Lục tại không cam lòng bên trong tiêu tán không gặp. Tống Mụ Mụ không khỏi lại nhiều ngắm nhìn Tô Thị A Thập Lục, kết hợp Đại Thập Lục bộ dáng, âm thầm gật đầu. Tốt A, nhìn đến đây, ta và cha ngươi cha hẳn là bao nhiêu có thể tiếp nhận một chút tu chân thiết lập. Tống Mụ Mụ gật đầu nói. Chờ chút, Mụ Mụ, ta còn không có chân chính lộ hai tay. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Tống Ba Ba khoát tay áo nói, không cần, chúng ta trong lòng đã trải qua nắm chắc. Mặt khác, cũng cho chúng ta trước hảo hảo tiêu hóa một chút liên quan tới vừa rồi A Thập Lục, Vũ Nhu Tử cùng chúng ta giảng thuật nội dung. Ngươi cũng không cần lại lộ hai tay, dù sao ngươi mục đích đã đạt đến. Tống Thư Hàng, thật là khó chịu, để ta bộc lộ tài năng A, để ta chân chính lộ xong một tay A. Tống Ba Ba giảng phi thường có đạo lý. Tống Thư Hàng sở dĩ muốn tại người nhà trước mặt bộc lộ tài năng, mục đích chủ yếu chính là vì để người nhà tin tưởng tu chân tồn tại. Hiện tại, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ đã trải qua tiến vào tin tưởng quá trình bên trong. Thân thể của bọn hắn đã trải qua trung thành hướng đại não phản hồi tu chân là chân thật tồn tại tin tức, đại não cũng đã đang thong thả đọc đầu cũng xác định tin tức này. Kể từ đó, Tống Thư Hàng lại bộc lộ tài năng liền lộ vẻ không cần thiết chút nào. Thậm chí, Tống Thư Hàng nếu như lại cưỡng ép tiếp tục bộc lộ tài năng, sẽ chỉ tăng cường Tống Ba Ba, Tống Mụ Mụ đại não gánh vác. Lúc này, bọn hắn cần không phải càng nhiều chứng cứ, mà là cho bọn hắn một chút thời gian, để bọn hắn hảo hảo vuốt một vuốt, tỉnh táo suy nghĩ một chút. Sở các chủ ngốc mau đồng ý nói, một hơi ăn không thành mập mạp, Thư Hàng, cha mẹ ngươi như là đã bắt đầu tiếp nhận, vậy liền cho bọn hắn một chút thời gian hảo hảo tiêu hóa. Ngươi liền an tĩnh ở tại bên cạnh. Chờ người cha mẹ có nghi hoặc lúc, lại thay bọn hắn giải hoặc. Tống Thư Hàng viên kia ngo ngoe muốn động biểu diễn tâm, đành phải tạm thời áp chế. Một lát sau, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ song song ngồi dựa vào trên ghế salon. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục ngồi tại Tống Mụ Mụ bên cạnh. Tống Thư Hàng chen tại Tống Ba Ba bên cạnh. Công đức xà Mỹ nhân cái đuôi cuộn thành một đoàn, ngồi tại bàn trà đối diện, ánh mắt nhìn qua trên bàn trà Bạch Liên. Tạo hóa tiên tử thì tại ghế sofa sau đi tới đi lui, cũng không biết nàng đang làm gì. Da đen Vũ Nhu Tử lo lắng sẽ bị Tống Ba Mụ tạo thành ảnh hưởng, sáng song tướng sau liền lặng lẽ lẻn về Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Đột nhiên cảm giác náo nhiệt rất nhiều, Tống Mụ Mụ nói, mặt khác nàng rốt cục chú ý tới một sự kiện, nhi tử biến pháp thuật đồng dạng biến ra, tất cả đều là cô nương. Liền ngay cả đỉnh đầu cây kia mau mau, phát ra đều là dễ nghe nữ tử thanh âm. Cái này tựa hồ không phải chuyện xấu, nhưng cũng không phải chuyện tốt ha. Tống Mụ Mụ âm thầm mắt liếc bên trên Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Tống Ba Ba rụi rụi con mắt, nhìn qua công đức xà Mỹ nhân cái đuôi, quả nhiên không phải đang nằm mơ a. Ba Ba, đừng kháng cự thực tế. Tống Thư Hàng an ủi, hôm nay, cha và mẹ thế giới quan, cũng phải theo hắn cùng một chỗ sụp đổ. Độc băng băng không bằng chúng băng băng. Việc này hắn đã sớm muốn làm. Hiện tại rốt cục có cơ hội làm được, siêu hăng hái. A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử, các ngươi là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc tu chân sao? Tống Mụ Mụ hơi suy nghĩ một chút về sau, bắt đầu dò hỏi. Ta là tu chân thế gia Thiên Hà Tô Thị thành viên. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói. Ta là Linh Điệp Đảo thành viên, chúng ta Linh Điệp Đảo là cái hoàn cảnh rất tốt hải ngoại tiên đảo. Kỳ thật ngay từ đầu. Ta còn dự định để Tống tiền bối đi theo ta đến Linh Điệp Đảo tu luyện. Vũ Nhu Tử cười nói. Đi cùng Linh Điệp Đảo tu luyện, Tống Mụ Mụ cảm giác trong này có cố sự.
Tô Thị A Thập Lục nghe đến đó, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng đã từng mời qua thư hàng gia nhập Thiên Hà Tô Thị tới, bất quá Thiên Hà Tô Thị bình thường là không thu ngoại nhân, cho nên nàng mời phương pháp tương đối đặc biệt. Loại này mời phương pháp, thời khắc này nàng lại là không có ý tứ cùng Tống Mụ Mụ nói. A Thập Lục cũng từng mời qua thư hàng sao? Tống Mụ Mụ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng A Thập Lục, trong lòng hơi động, cảm giác bên này cũng có hy vọng. Ha ha, ha ha. Một bên Tống Thư Hàng đột nhiên phóng khoáng cười ha hả. Phóng khoáng tiếng cười bên trong lại không che giấu được một chủng loại giống như chột dạ hương vị. Cười như thế quái làm gì? Tống Mụ Mụ đưa tay thăm dò qua Tống Ba Ba, dùng sức đập vào Tống Thư Hàng trên đùi, đừng quấy rối. Đồng thời, nàng tâm minh bạch, Tô Thị A Thập Lục quả nhiên cũng mời qua con trai mình, mà lại trong này cố sự khả năng càng có chiều sâu. Đông. Tống Mụ Mụ một trưởng này đập vào Tống Thư Hàng trên đùi lúc, phát ra kim loại chuông lớn bị đập thanh âm. Thanh âm kéo dài, êm tai. Tống Mụ Mụ nhíu mày. Ngươi trong chân trang tấm sắt, nàng ngay cả tay đều đập đau đớn. Không có, mẹ ngươi đừng hiểu lầm. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, đây là ta hộ thể thần công, ta tu luyện có biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công cùng mới tăng thêm thể lỏng kim thân quyết. Cho nên kỳ thật ta hiện tại thân thể, so với sắt tấm muốn cứng rắn nhiều. Nào chỉ là so với sắt tấm cứng rắn nhiều, tấm sắt độ cứng cho Tống Thư Hàng ra mặt sách dày cũng không xứng. Sở các chủ ngốc mau nhìn không được nói, người thật là tú. Toàn thân đều như vậy, Tống Mụ Mụ hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, trên cơ bản đều có loại trình độ này phòng ngự cấp bậc. Có địa phương sẽ cứng hơn một chút. Tống Mụ Mụ không tin tà. Đưa tay hướng Tống Thư Hàng cánh tay vặn đi. Nàng đưa tay vặn lấy Tống Thư Hàng trên cánh tay cơ bắp lúc, chỉ cảm thấy vặn tại sắt thép đúc thành thiết nhân trên cánh tay đồng dạng. Mụ mụ hiện tại tin chưa? Tống Thư Hàng nói. Tống Mụ Mụ có chút gánh thầm nghĩ, người bộ dáng này, ngã bệnh làm sao trích? Trên thế giới này còn có thể cắm vào Tống Thư Hàng thân thể kim tiêm sao? Vạn nhất muốn làm giải phẫu làm sao bây giờ? Cái này làm bằng sắt thân thể muốn làm sao mở ra? Cưa điện. Vũ Nhu Tử an ủi, A Di ngươi không cần lo lắng, tu sĩ sinh bệnh đương nhiên là có tu sĩ phương pháp trị liệu. Cũng đúng, ta trong lúc nhất thời vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng tới. Tống Mụ Mụ vuốt vuốt mi tâm. Nhi tử đem mình toàn thân trên dưới đều luyện thành cục sắt, cái kia tương lai hắn một nửa khác có thể chịu được sao? Tống Mụ Mụ nhìn qua bên trên Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Hai tiểu cô nương da mịn thịt mềm. Đau đầu. Không có việc gì đem thân thể của mình dày vò thành cục sắt làm gì. Tống Mụ Mụ nghĩ tới đây, vừa oán hận tại Tống Thư Hàng trên cánh tay vỗ một cái. Đáng hận chính là, đau là bàn tay của nàng. Tống Ba Ba vội vàng vuốt vuốt lão bà bàn tay, đề nghị, đừng có dùng tay, một hồi dùng thước đập, dạng này không cấn tay. Cha, thân sinh sao? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Nói chính sự, Thư Hàng ngươi hôm nay đem tu chân sự tình hướng chúng ta thẳng thắn, có phải là có tiếp theo bước hành động? Tống Ba Ba lên tiếng hỏi. Hắn thế giới quan đã trải qua băng được không sai biệt lắm, bắt đầu tái tạo quá trình. Đúng vậy, ta là muốn mượn lấy thiên địa biến dị tràng cảnh bên dưới, thừa cơ đem tu chân sự tình hướng các ngươi thẳng thắn, dạng này các ngươi tiếp thụ cũng dễ dàng một chút. Sau đó, ta muốn đem các ngươi chuyển rời đến Nho Gia Kim Liên thế giới đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chư thiên vạn giới sợ rằng sẽ dung chuyển bất an một đoạn thời gian. Đem các ngươi chuyển rời đến Nho Gia Kim Liên thế giới về sau, ta cũng có thể yên tâm một chút. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Cũng chính là chuyển cái nhà. Chúng ta muốn rời xa bao lâu? Tống Mụ Mụ tận lực để cho mình tỉnh táo lại, hỏi. Ít thì 10 năm 8 năm, dài. Khả năng 100 năm, ngàn năm cũng có thể. Tống Thư Hàng nói. Tống Ba Ba đưa tay nói. Trăm năm, ngàn năm, mặc dù tạm thời không cách nào giải quyết các ngươi tu luyện vấn đề, nhưng bằng vào ta khả năng hiện giờ, cho các ngươi duyên thọ ngàn năm, không thành vấn đề. Tống Thư Hàng tự tin nói. Tống Ba Ba. Đúng a, tu chân đều đi ra, duyên thọ tự nhiên cũng là tiêu chuẩn thấp nhất. Lúc nào dọn nhà, Tống Mụ Mụ hỏi. Ta hướng Nho Gia muốn một nhóm danh ngạch, cho nên, nếu như các ngươi cảm thấy cần. Chúng ta mấy ngày nay có thể mang một bộ phận gia thuộc, cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ Nho Gia. Tống Thư Hàng trả lời. Đây cũng là lúc trước hắn cùng Vũ Nhu Tử nói qua,
có thể sẽ tại Văn Châu thành phố ngây ngốc mấy ngày nguyên nhân. Đến lúc đó làm sao cùng thân hữu giải thích, Tống Ba Ba nhíu mà nói. Nói thật, liên quan tới tu chân loại chuyện này, nếu là không có nàng dâu tại bên cạnh lời nói, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cùng nàng dâu tin tưởng bắt đầu đều như thế khó khăn, chớ nói chi là thân hữu nhóm. Mặt khác, còn có hắn thật vất vả tích lũy tiền trả hết hàng khoản phòng ở A. Tống Thư Hàng cười nói, điểm ấy ngược lại là rất dễ dàng, phối hợp thiên địa bên ngoài dị biến, thoáng biên cái lý do liền tốt. Vũ Nhu Tử cô nương nói bổ sung, tỉ như bên ngoài thiên địa đại biến, thế giới sẽ có nguy hiểm to lớn. Mà trong tay chúng ta có một quốc gia cấp an toàn tị nạn địa điểm, có thể tị nạn loại hình. Danh ngạch có bao nhiêu người? Tống Mụ Mụ nhíu mày hỏi. Bên ngoài thật sẽ rất nguy hiểm. Tống Ba Ba đồng thời hỏi. Tống Thư Hàng an ủi, danh ngạch cụ thể không có định, nhưng số lượng vẫn là có hạn, chúng ta tận lực áp xúc một cái đi. Dù sao Kim Liên thế giới là Nho Gia địa bàn, bất quá không cần lo lắng, nhóm đầu tiên ta an bài trước tiến vào Nho Gia Kim Liên thế giới, nhóm thứ hai đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp an bài. Chúng ta trước theo thân cận trình tự, an bài nhóm đầu tiên. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta trở ra, an bài nhóm thứ hai. Mỗi người đều có thân hữu của mình, thân hữu lại có chính bọn hắn thân hữu, cho nên loại chuyện này là rất khó an bài hoàn mỹ. Tống Thư Hàng không có khả năng mang theo trùng trùng điệp điệp số lớn nhân mã, tiến vào chiếm giữ Nho Gia Kim Liên thế giới. Cho nên chỉ có thể an bài trước thân cận một nhóm. Sau đó, phải xem hắn hạch tâm thế giới lúc nào có thể đồng bộ nhân tạo tiểu thế giới. Nếu như hắn cảnh giới tiến thêm một bước, đem nhân tạo tiểu thế giới khai phát hoàn tất, vô luận đến bao nhiêu thân bằng hảo hữu, mang nhà mang người đều có thể an bài rõ ràng. Chờ đem phụ mẫu an bài tốt về sau, hắn liền sẽ điều chỉnh trạng thái, tấn cấp. Chỉ có cảnh giới tăng lên, thực lực càng mạnh về sau, mới có thể tốt hơn dung hợp nhân tạo tiểu thế giới. Cũng chỉ có nắm đấm đủ cứng, hắn mới có tư cách đi làm mình muốn làm sự tình, đi đạp mình đạo. Không uổng công sống một thế này. Mặt khác, ngoại giới đến tột cùng có thể bị nguy hiểm hay không, kỳ thật ta cũng không xác định. Nhưng có thể khẳng định là, mặc kệ địa cầu có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng phụ mẫu các ngươi nếu như tiếp tục lưu lại Văn Châu thành phố, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Tống Ba Ba một mặt mộng bức, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta a. Tống Thư Hàng rất có tự mình hiểu lấy chỉ mình, ta nói qua, hiện tại ta tại tu chân giới cũng là có chút danh tiếng. Ở sau đó khoảng thời gian này, sẽ có rất nhiều đại lão sẽ tới khiêu chiến ta. Trong thời gian này, rất có thể sẽ đem các ngươi tác động đến đi vào. Tống Mụ Mụ. Tống Ba Ba gật đầu nói, ta hiểu ngươi ý tứ, ta chọn nhóm đầu tiên thân hữu, sau đó cùng bọn hắn hảo hảo thương lượng một chút. Tận lực nghĩ cái có thể để cho bọn hắn tiếp nhận điểm lý do. Vũ Nhu Tử cô nương nói cái kia tị nạn lý do, rất dễ dàng gây nên thân hữu bối rối, cũng không thích hợp. Hắn sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cái nhu một điểm lý do, tại không làm cho thân hữu hốt hoảng điều kiện tiên quyết, mang một nhóm thân cận nhất thân hữu tiến vào chiếm giữ Nho Gia. Nếu như là cách xa xôi thân hữu, đến lúc đó chúng ta có thể cung cấp tới cửa tiếp người phục vụ. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Được, ta và mẹ ngươi thương lượng một chút, Tống Ba Ba nói. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu ở trên điện thoại di động bắt đầu huy động. Cái này lựa chọn, cũng không dễ dàng. Tống Mụ Mụ đồng dạng cau mày rơi vào trầm tư, suy tư nhân tuyển thích hợp. Thừa dịp Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ đang suy tư thời điểm, Tống Thư Hàng thừa cơ thi pháp, hóa ra đại lượng bạch liên, đưa chúng nó nâng đến A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử, cùng công đức xả mỹ nhân, tạo hóa tiên tử các nàng bên người. Chúng ta ở chỗ này mấy ngày? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng đứng dậy, đi vào bên cửa sổ bên trên, nhìn qua ngoài phòng thế giới, 3 đến 4 ngày tả hữu cũng đủ rồi. Cái kia Tống tiền bối, chúng ta bây giờ đi soát tà vọng không? Vũ Nhu Tử hai tay đều cầm lấy một con bạch liên, ngẩng đầu hỏi. Tống Mụ Mụ bén nhạy ngẩng đầu hỏi, tà vọng là cái gì? Danh tự này, nghe liền cảm giác nguy hiểm. Một loại tiểu quái, cũng có thể là một loại nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng trả lời. Tống Mụ Mụ. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười giải thích nói, tà vọng là một loại đối với người bình thường khả năng tạo thành tổn thương tà vật, thừa dịp bọn chúng còn nhỏ yếu thời điểm, đưa chúng nó giải quyết, sẽ tương đối dễ dàng. Không có nguy hiểm a.
Tống Mụ Mụ có chút bận tâm. Tống Thư Hàng vỗ vỗ lồng ngực nói, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, so với Tả Vọng đến, con của ngươi ta càng nguy hiểm. Tống Mụ Mụ, đang khi nói chuyện, có chuông điện thoại di động vang lên. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, là Tống Ba Ba điện thoại. Ba Ba đã bắt đầu liên hệ người. Tống Thư Hàng hỏi, không phải, là số xa lạ, lúc này chẳng lẽ còn có người muốn chào hàng sản phẩm tới. Thật là đủ kinh nghiệp, Tống Ba Ba cười điểm mở nghe. Uy, ngài tốt, xin hỏi là Tống tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền ra một cái ôn hòa nữ tử thanh âm này hiển nhiên là luyện qua, điều chỉnh ra thanh tuyến nghe xong liền sẽ làm lòng người sinh hảo cảm. Ngươi là, Tống Ba Ba hỏi. Chúng ta bên này là phụ trách cho năm nay mới mang thai chuẩn chúng nương nương làm kiểm chắc, ngài thê tử hôm nay có ở nhà không? Nếu như thuận tiện, chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên tới cửa đến, vì ngài thê tử làm kiểm tra, đăng ký hạ hài tử tin tức. Cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm trả lời. Nguyên lai là cái này, sáng nay TV tin tức bên trên cũng nhắc qua việc này. Tại nhà, các ngươi tùy thời có thể tới. Tống Ba Ba nói, đột nhiên lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Đầu mở động hỏi, Thư Hàng, người có muốn hay không cũng tiện thể lấy kiểm chắc cái. Không, ta tình huống này tương đối đặc thù. Kỳ thật, ta đây không tính là mang thai. Trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng, chờ người cùng lão mụ tỉnh táo một chút về sau, ta lại tinh tế cùng các ngươi giải thích nhân quả. Tống Thư Hàng khoát tay áo nói. Hắn cũng không phải thật mang thai, nói mang thai cũng chỉ là cách nói khuếch đại. Được rồi. Vậy chúng ta bên này nhân viên chuyên nghiệp rất nhanh liền sẽ đến các ngài, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm nói. Tống Thư Hàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần thức quét ngang. Quả nhiên tại một cây số tả hữu bên ngoài, có một cỗ xe cứu thương bắt đầu khởi động, xuất phát, hướng Tống Thư Hàng nhà ra. Tống Thư Hàng sở dĩ xác định chiếc xe này, là bởi vì xe này bên trên ba cái nhân viên chuyên nghiệp bên trong, có hai vị người mang linh lực. Là đê giai tu sĩ. Hoa Hạ đối với thiên địa dị biến sự tình, quả nhiên sớm đã có chỗ an bài. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng mỉm cười, lấy ra A Thập Lục mặt nạ, mang lên mặt. Ngươi làm gì đâu? Tống Ba Ba hỏi. Tống Thư Hàng cười nói, cái mặt nạ này, vì để tránh cho hù đến tu sĩ giới tiểu bối, ta cảm giác vẫn là đeo lên mặt nạ tương đối thỏa đáng. Mù mân mê, người đeo lên mặt nạ ngược lại mới dọa người được không? Tống Ba Ba giờ khóc giờ cười. Giờ khắc này Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ, hoàn toàn còn không biết bọn hắn con ruột bá Tống tại tu chân giới, đến cùng có được như gì kinh khủng uy danh. Tống Thư Hàng thần thức lặng lẽ thu hồi, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng đối thần thức tinh thần lực trưởng khống, chiếc kia xe cứu thương bên trên hai vị tu sĩ trẻ tuổi hoàn toàn không có cảm ứng được Tống Thư Hàng tinh thần lực đã từng từ trên người bọn họ đảo qua. Chênh lệch về cảnh giới quá lớn. Trên xe cứu thương hai vị tiểu tu sĩ, căn bản không biết mình muốn tiến về bá Tống Huyền Thánh nhà, muốn đi vì bá Tống Huyền Thánh thân sinh mẫu thân làm thai nhi kiểm chắc, cũng ghi chép bá Tống Huyền Thánh sắp ra đời muội muội hoặc đệ đệ. Nếu như bọn hắn biết chân tướng, coi như cho bọn hắn 100 vạn khỏa linh thạch, bọn hắn cũng không có can đảm tới. Nghề nghiệp của bọn hắn là trợ giúp mọi người kiểm chắc thai nhi, không phải vì chính mình. Có đôi khi không biết cũng là một niềm hạnh phúc chí ít tại tận mắt nhìn đến bá Tống Huyền Thánh trước đó, trong xe cứu hộ ba vị nhân viên công tác, còn tại rất vui vẻ, rất chờ mong nói chuyện phiếm. Tiếp xuống cái này một nhà là Tống tiên sinh nhà, nhà hắn thê tử mang chính là hai thai, là hai tháng này vừa mang thai, dự tính sẽ tại nội trong năm nay xuất sinh. Trên tư liệu đánh dấu, nhà bọn hắn đại nhi tử đã rất lớn, nghe nói đã lên đại học. Hai cái tu sĩ bên trong. Bên trái cái kia thư sinh ăn mặc tu sĩ lên tiếng nói. Vị này thư sinh đạo hiệu Thương Hải thư sinh, là một vị cùng nho gia có chút nguồn gốc hải ngoại tiên đảo đệ tử. Thụ sư môn mệnh lệnh, hiệp trợ quan phương chấp hành kiểm trắc thai nhi nhiệm vụ, xem như nhập thế tu hành một bộ phận. Nói cách khác hai đứa bé ở giữa tuổi tác chênh lệch tại 18 tuổi phía trên. Cái này tại người bình thường bên trong cũng không thấy nhiều a. Thương Hải thư sinh bên cạnh là vị trẻ tuổi đạo cô, đạo hiệu Diệu Thanh. Không có cách, dù sao hai thai chính sách vừa mở ra không lâu. Mấy năm trước, sinh hai thai có thể là phạm pháp. Phụ trách lái xe chính là trước đó gọi điện thoại cho Tống Ba Ba nữ sĩ, thanh âm của nàng ôn nhu, khiến người cảm giác thân thiết. Bất quá, nàng không phải tu sĩ, chỉ là một vị người bình thường.
Nói cách khác, vị này Tống tiên sinh thê tử tuổi tác cũng không nhỏ. Hy vọng thai nhi sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu không, lấy nàng tuổi tác cùng trạng thái, có thể không chịu nổi dày vò. Thương Hải thư sinh nói khẽ. Hắn vừa mới nhập thế tu hành, vừa tiếp xúc thế gian thăng trầm, tâm tình lòng từ bi, không thể gặp bi kịch sinh ra. Bên cạnh Diệu Thanh đạo cô đảo trong tay liên quan tới Tống ba ba tư liệu, đột nhiên nói khẽ, họ Tống A. Tống chữ này mấy tháng gần đây tại tu chân giới phi thường lửa, cái này tất cả đều là vị kia không ngừng đổi lấy tư thế mỗi tháng biểu diễn giảng pháp bá Tống Huyền Thánh nồi. Tê bên cạnh Thương Hải thư sinh đột nhiên thở một hơi lãnh khí. Lái xe nữ sĩ thông qua kính chiếu hậu, thấy được hai vị cao nhân đột nhiên biến hóa sắc mặt, trong lòng hiển hiện nhàn nhạt hiếu kỳ. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, miễn cho không cẩn thận bóp các cao nhân trong lòng vết sẹo. Diệu Thanh đạo cô nhẹ nhàng cầm trong tay liên quan tới Tống ba ba, Tống mụ mụ tư liệu khép lại không biết có phải hay không tâm lý ảo giác, khi nàng đem Tống họ cùng vị kia ngay cả danh tự cũng không dám sách tồn tại đáng sợ liên hệ với về sau, nàng đột nhiên cảm giác vị này Tống tiên sinh biến quen mặt bắt đầu. Không bao lâu, xe cứu thương ngược lại đến Bạch Kình Đường, Tống thư hàng nhà dưới lầu. Lái xe nữ sĩ mang theo Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô xuống xe. Thư sinh cùng đạo cô đồng thời trên người mình pháp y bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, hai người trang phục liền biến hóa thành nhân viên y tế quần áo. Nơi này linh khí rất dồi dào, ấn dĩ vãng tiêu chuẩn đến xem, có thể tính là khối không tệ linh địa. Thương Hải thư sinh thoáng cảm ứng Tống thư hàng nhà bốn phía, lên tiếng nói. Thiên địa dị biến bắt đầu về sau, các nơi trên thế giới linh khí phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng hiện lên. Rất nhiều dĩ vãng phổ thông khu dân cư, đều đạt đến linh địa tiêu chuẩn. Linh khí càng là sung túc, cái kia phụ nữ mang thai nhi sinh ra biến hóa khả năng lại càng lớn. Hy vọng mẹ con bình an đi, Diệu Thanh đạo cô nói khẽ. Thương Hải thư sinh mỉm cười nói, bất quá, đây cũng là cần chúng ta tới kiểm trắc nguyên nhân, cái này một nhóm muốn xuất thế hài tử, chính là toàn bộ tu luyện giới chân quý tài phú. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Vị kia thanh tuyến duyên dáng nữ sĩ nhẹ gật đầu, tiến lên đè lên Tống thư hàng nhà chuông cửa. Tới, chờ một chút, Tống ba ba lên tiếng đáp. Sau đó hắn quay đầu nhìn về nhi tử nói, thư hàng, dưới lầu thay mụ mụ ngươi kiểm trắc thai nhi người đến, ngươi xuống dưới kéo cửa xuống. Hắn vừa quay đầu lúc, liền nhìn thấy Tống thư hàng lại đem cái kia cổ quái mặt nạ đeo lên, đứng tại bên cửa sổ bên trên không nhúc nhích. Không chỉ có như thế. Tống Thư Hằng còn đem Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử kéo đến bên cạnh hắn, ba người nương tựa cùng một chỗ, sắp xếp đứng, làm bộ thưởng thức ngoài phòng phong cảnh. Tống ba ba một mặt mộng bức. Khục, nhất định phải ta đi mở cửa. Tống Thư Hằng cười khan nói. Tống ba ba khóe miệng co giật, được rồi, để ta đi. Đợi Tống ba ba đứng dậy xuống lầu về sau, Tống Thư Hằng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử ba người chen chặt hơn chút nữa. Đồng thời, tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân đều bị Tống Thư Hàng thu hồi. Thông nương thì bị Tống Thư Hàng để vào túi. Tống mụ mụ từ trong phòng ra lúc, liền nhìn thấy tụ tập tại bên cửa sổ bên trên nhi tử, nghi ngờ nói, làm gì vậy? Không có việc gì, mẹ ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta đây là đang cố gắng giảm xuống tồn tại cảm đâu. Tống Thư Hàng nói, Tống mụ mụ, nếu như đổi thành dĩ vãng, nàng khẳng định phải đem nhi tử bắt tới. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng chen thành một đoàn lúc, Tống mụ mụ liền âm thầm bỏ đi suy nghĩ. Hai tiểu cô nương thích liền tốt. Dưới lầu, Tống ba ba mang theo ba vị chữa bệnh và chăm sóc trang phục thành viên lên lầu. Cần chuẩn bị thứ gì sao? Tỉ như đốt điểm nước sôi à? Hoặc là cái gì? Tống ba ba vừa đi, vừa nói. Không cần không cần. Chúng ta lần này kiểm trắc thủ đoạn cùng dĩ vãng khác biệt. Thương Hải thư sinh mỉm cười nói. Vị này Tống tiên sinh nhìn từ ngoài, tuổi còn rất trẻ. Bộ dáng so trên tư liệu muốn trẻ tuổi thật nhiều. Xem ra, hắn rất có thể là lần này thiên địa dị biến người được lợi. Tống ba ba nhẹ gật đầu, lại hỏi, lại nói, các ngươi lần này kiểm trắc, có thể kiểm trắc ra là nữ hài vẫn là nam hài sao? Tống tiên sinh, sinh nam sinh nữ đều như thế. Nữ hài tử so nam hài tử càng đáng yêu. Thương Hải thư sinh nghiêm túc nói, đều niên đại gì, lại còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Tống ba ba đồng ý nói, đúng a, cho nên nếu như là nữ hài liền tốt.
nhà ta đã có con trai, nếu như lại nuôi con trai, sẽ rất không có ý nghĩa. Huyền Thanh đạo cô. Vào nhà về sau, Tống Mụ Mụ tiến lên đón. Vị này chính là phu nhân sao? Thương Hải thư sinh lần nữa kinh ngạc ngắm nhìn Tống Mụ Mụ, vị phu nhân này bộ dáng cũng trẻ tuổi vô cùng. Cái này đối vợ chồng vận khí tốt như vậy, đều thành lần này linh lực biến dị người được lợi. Cần vào nhà kiểm trắc sao? Tống Mụ Mụ hỏi. Không cần không cần, ở đây kiểm trắc là được. Thương Hải thư sinh cười nói. Nói trở lại, chẳng biết tại sao, từ khi sau khi vào phòng, hắn liền cảm giác toàn thân đều không thích hợp. Thương Hải thư sinh ánh mắt trong phòng chuyển động bắt đầu. Nhưng ánh mắt dạo qua một vòng về sau, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Kỳ quái, Thương Hải thư sinh thầm nghĩ. Bên người, Diệu Thanh đạo cô làm bộ từ trong dương hành lý lấy ra một bộ nhìn như rất phức tạp máy móc. Nhưng trên thực tế, bộ này máy móc trước mắt chỉ là cái bài trí, là cái vỏ bọc. Chân chính dụng cụ đo lường vẫn còn gia tốc nghiên cứu phát minh bên trong thiên địa dị biến tới quá đột ngột, dẫn đến có rất nhiều sự tình còn chưa kịp tới chuẩn bị thỏa đáng, liền phát sinh. Thật, thời gian không đợi người. Cho nên, tại cái kia có thể phái được công dụng dụng cụ đo lường nghiên cứu ra đến trước đó, kiểm trắc công tác liền cần người dùng tay tiến hành. Diệu Thanh đạo cô chuyển ra như thế một bộ phức tạp máy móc, là vì gia tăng có độ tin cậy. Bị kiểm trắc thai phụ người nhà nhìn thấy cái này phức tạp máy móc lúc, liền sẽ cảm giác không hiểu cao đại thượng. Kể từ đó, sau đó kiểm trắc thai nhi công tác triển khai, có thể thuận lợi hơn một chút. Cao đại thượng máy móc trong phòng khách triển khai về sau, Diệu Thanh đạo cô ra hiệu Tống Mụ Mụ tại máy móc trước ngồi xuống, để nàng đem để tay nhập một cái cùng loại đo đạc huyết áp máy móc trong cửa vào. Ngay sau đó, Diệu Thanh đạo cô thừa cơ vì Tống Mụ Mụ bắt mạch, âm thầm thi pháp, tinh thần lực bao phủ Tống Mụ Mụ thân thể, phối hợp một loại chuyên vì kiểm trắc thai nhi trạng thái nghiên cứu ra được pháp thuật, kiểm trắc thai phụ cùng thai nhi trạng thái thân thể. Bên cạnh Thương Hải thư sinh đứng tại bên cạnh, âm thầm bóp lấy pháp ấn, phụ trợ Diệu Thanh đạo cô tiến hành kiểm trắc quá trình. Tống bà ba nhìn qua có chút khẩn trương. Máy móc bên trên, có một chuỗi không hiểu thấu số liệu bắt đầu bắn ra. Thương Hải thư sinh làm bộ nhìn xem số liệu, sau đó chứng trạc đàng hoàng đối Tống ba ba, Tống Mụ Mụ nói, thai phụ trạng thái thân thể phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề. Thai nhi phát dục trạng thái tốt đẹp, Tống tiên sinh ngươi cùng thê tử tiếp xuống chỉ cần tiếp tục bảo trì tốt trạng thái, thai nhi khỏe mạnh phương diện liền sẽ không xảy ra vấn đề. Tống ba ba khẽ gật đầu, tiếp lấy hắn lại không ngừng mà đối Thương Hải thư sinh nháy mắt là cái nam hầu vẫn là nữ hài. Tống tiên sinh ngươi không cần phải gấp gáp, chúng ta chỉ phụ trách kiểm trắc hài tử khỏe mạnh cùng các loại trạng thái, chúng ta cũng không phụ trách giám định hài tử giới tính. Thương Hải thư sinh mỉm cười nói. Tống ba ba. Thương Hải thư sinh dứt lời, tiếp tục nhìn chằm chằm máy móc màn hình. Âm thầm thì bắt đầu cùng Diệu Thanh đạo cô bắt đầu giao lưu, thai nhi số liệu thế nào? Có hay không bị ngoại lai linh lực ảnh hưởng? Thiên địa dị biến trong lúc đó mang thai tại thai hài tử, có rất lớn có thể sẽ nhận linh khí ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này cũng không tất cả đều là tốt, phần lớn thai nhi không chịu nổi linh khí quấy nhiễu, rất có thể sẽ sinh ra ác trạng dị biến. Thương Hải thư sinh nhiệm vụ của bọn hắn chính là phân biệt thai nhi có hay không nhận thế giới dị biến ảnh hưởng. Nếu như có, cái kia được chỗ sâu một bước giám định đến cùng là tốt biến hóa. Vẫn là ác tính dị biến. Nếu là tốt biến hóa, vậy cái này hài tử chính là to lớn tiềm lực, bọn hắn sẽ phụ trách đem hài tử tin tức ghi chép lại. Đến lúc đó chờ hài tử xuất thế, sẽ có một loạt phúc lợi chế độ tiến một bước theo vào. Nếu là ác tính dị biến lời nói, vậy thì do Thương Hải thư sinh xuất thủ, hắn sẽ phụ trách tận lực xua tan thai nhi trên người ác tính dị biến triệu chứng. Nếu như dị biến trình độ đã rất sâu, hắn ứng phó không được lời nói, liền phải đem tin tức phản hồi trở về. Diệu Thanh đạo cô cau mày, trả lời, có thể khẳng định, cái này thai nhi nhận lấy thiên địa dị biến ảnh hưởng. Nhưng nàng số liệu, cùng trước đó kiểm trắc tất cả thai nhi đều có chút bất đồng. Cùng tiêu chuẩn số liệu ở giữa chênh lệch cũng cực lớn. Để ta lại nhìn kỹ một chút. Thương Hải thư sinh nghi hoặc chênh lệch nói, chênh lệch cực lớn. Làm sao cái khác biệt pháp? Hình dung như thế nào tốt đâu? Nếu như nói trước đó kiểm tra qua chịu ảnh hưởng thai nhi số liệu là mượt mà đường vòng cung, vậy vị này Tống phu nhân thể nội thai nhi số liệu, chính là không ngừng chập trùng gợn sóng tuyến, mà lại ba động đường cong phi thường kịch liệt. Cái này ba động trình độ,
quả thực tựa như là tạo hóa pháp vương đang hát ba động. Diệu Thanh đạo cô ví von nói. Thương Hải thư sinh, tạo hóa pháp vương tiền bối tiếng ca. Khoa trương như vậy, kia rốt cuộc loại biến hóa này là tốt tiến hóa, vẫn là ác tính dị biến. Thương Hải thư sinh khẩn trương hỏi. Trước mắt còn nhìn không ra, chờ chút, không đúng. Số liệu tựa hồ lại phát sinh biến hóa, vừa rồi cái kia chấn động kịch liệt, kiểm trắc đến không phải thai nhi tin tức. Chân chính thai nhi tin tức, giấu ở phía dưới. Đột nhiên, Diệu Thanh đạo cô vừa lại kinh ngạc nói. Vừa rồi số liệu biến hóa, tựa hồ là cùng vị này thai phụ huyết mạch tương liên một cái khác đầu nguồn. Chân chính số liệu, bị cái này giống như tạo hóa pháp phương tiếng ca ba động số liệu che giấu. Chẳng lẽ là song bào thai? Không, không phải, loại tình huống này, tựa hồ là ngoại lai lực lượng tại gia trì. Diệu Thanh đạo cô mày nhíu lại thành một đoàn. Nàng lại bắt đầu tinh tế cảm ứng. Sau một lúc lâu, cẩn thận lặp đi lặp lại quan trắc, cân nhắc, nàng cảm giác, cái này khoa trương ba động số liệu hẳn là một chủng loại giống như công đức lực lượng, đang yên lặng thủ hộ lấy vị này thai nhi. Mà giấu ở cái này ba động số liệu hạ chân thực thai nhi số liệu, là một đoạn rất phẳng chậm lại tăng số liệu đường cong. Là tốt phản ứng, cái này thai nhi nhận lấy thiên địa lực lượng ảnh hưởng về sau, bày biện ra tới phản ứng là tốt biến hóa. Đường cong mượt mà, từ số liệu đến xem, phi thường ưu tú. Về phần trước đó cái kia đoạn ba động kịch liệt số liệu. Rất có thể là cái này một đôi vợ chồng hoặc là bọn hắn thành viên gia đình bên trong, có một vị bình thường làm việc thiện tích đức, có được đại công đức thành viên. Vị này thành viên gia tộc công đức, tại che chở tự thân đồng thời, sẽ còn phúc phận người nhà của hắn. Diệu Thanh đạo cô phỏng đoán nói. Đại công đức chi lực, còn phúc phận đến người nhà. Cái này cần là bao lớn đại thiện công đức. Thương Hải thư sinh nghi ngờ nói, hẳn là vị này Tống tiên sinh trong gia tộc có người tu luyện. Tóm lại, vị này thai nhi trạng thái tốt đẹp, mà lại là ưu tú tốt tiến hóa, trước khi chép lại. Diệu Thanh đạo cô trả lời. Nàng cảnh giới không đủ, có thể đoán ra đồ vật cũng chỉ có nhiều như vậy. Như thế ưu lương kiểm trắc số liệu báo lên về sau, nói không chừng sẽ hấp dẫn đến đại tông môn trưởng bối ánh mắt a. Nếu là may mắn, vị này Tống phu nhân trong bụng hài tử, đem tiền đồ vô lượng. Thương Hải thư sinh gật đầu nói, đi, ta đến phụ trách ghi chép. Người trước chậm rãi thu hồi pháp thuật, đừng có gấp, đừng ảnh hưởng đến thai phụ cùng thai nhi trạng thái. Diệu Thanh đạo cô nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng bật hơi. Sau đó nàng tâm niệm vừa động, bắt đầu kết thúc thi pháp. Tinh thần lực của nàng từ thai nhi trên thân rời khỏi, lại rời khỏi tầng kia ba động kịch liệt thủ hộ. Lại chậm rãi rời khỏi thai phụ mẫu thể. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng ngay tại Diệu Thanh đạo cô tinh thần lực, triệt để từ Tống mụ mụ trên thân rời khỏi lúc. Đột nhiên, tinh thần lực của nàng nhận một loại xúc động. Tại loại này xúc động tim đập nhanh ảnh hưởng dưới, nàng không tự chủ được quay đầu, hướng về cửa sổ một góc nhìn lại. Thi pháp kết thúc nàng, tinh thần lực bên trên khả năng mang tới cái kia một sợi ba động kịch liệt khí tức. Tại tầng này nhân quả dẫn đạo bên dưới, con mắt của nàng sáng lên. Nàng đột nhiên thấy được lúc này ở bên cửa sổ, có ba đạo thân ảnh hất lên một đầu thật mỏng cái chăn, chen thành một đoàn. Ở giữa đạo thân ảnh kia mang theo một cái nhìn quen mắt mặt nạ, mặc dù co lại thành một đoàn, nhưng hắn trên thân lại có loại khiến người không thở nổi đáng sợ khí tức. Mặc dù bên ngoài sắc trời còn sớm, nhưng Diệu Thanh đạo cô lại cảm giác toàn thân run lên, phảng phất lành lạnh bóng đêm giáng lâm. Mà tại cái này mang mặt nạ thân ảnh bên người, là một vị nhỏ nhắn xinh xắn hình thể thiên tử cùng một vị chân dài chói sáng thiên tử. Ba người hất lên một đầu cái chăn, co lại thành một đoàn, rõ ràng hẳn là rất hỉ cảm hình tượng. Nhưng là, Diệu Thanh đạo cô căn bản cười không nổi. Cái này tổ hợp, ba vị này thành viên. Linh Điệp Tử Cổ Thánh, Tô Sơn Huyền Thánh, cùng, vị kia nhắc lên danh tự liền có thể sẽ khiến người mang thai tồn tại đáng sợ. Bá Tống Huyền Thánh, Diệu Thanh đạo cô nghẹn ngào kêu lên. Nàng đột nhiên gọi như vậy một cuống họng, đem bên cạnh Thương Hải thư sinh, Tống ba ba cùng Tống mụ mụ giật nảy mình. Thương Hải thư sinh đột nhiên nghe được cái tên này, chỉ cảm thấy thân thể bản năng cứng đờ, cái gì? Vì cái gì Diệu Thanh đạo hữu muốn đột nhiên kêu lên cái này không thể miêu tả danh tự đến. Bá Tống, Diệu Thanh đạo cô đưa tay chỉ cửa sổ một góc, đầu lưỡi thắt nút. Nói chuyện đều cả lăm. Thậm chí Tống ba ba còn từ vị cô nương này thanh âm bên trong nghe được giọng nghẹn ngào.
Tống Mụ Mụ quay đầu, nhìn về phía núp ở cửa sổ nơi hẻo lánh kẻ cầm đầu Tống Thư Hàng. Bá Tống cái này đạo hiệu, tựa hồ là nhi tử đạo hiệu. Trước đó nói chuyện phiếm thời điểm, Tống Thư Hàng nhắc qua việc này. Nhà ta sắt thép nhi tử ngốc đáng sợ như thế. Bá, bá, Tống tiền bối. Thương Hải thư sinh tại Diệu Thanh đạo cô chỉ dẫn bên dưới, rốt cục cũng nhìn thấy vị này trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại. Sau một khắc, Thương Hải thư sinh trong đại não trống rỗng. Vì cái gì bá Tống tiền bối sẽ xuất hiện ở đây? Vị này đáng sợ tiền bối không phải vừa giảng xong lần thứ 5 hiển thánh. Hiện tại hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng chứ? Chẳng lẽ là ảo giác? Không, không phải ảo giác, là chân chính bá Tống huyền thánh. Hắn liền đứng cách mình 5 mét có hơn. Hiện tại, bọn hắn cùng bá Tống hô hấp lấy cùng một cái không gian không khí. Trong nháy mắt, có trăm ngàn vạn cái suy nghĩ nổi lên. Nhưng là, vì cái gì bá Tống tiền bối lại ở chỗ này? Bọn hắn vì sao lại bị bá Tống huyền thánh để mắt tới? Không có lý do a. Bọn hắn chỉ là rất phổ thông nhập thế tu luyện, không có lý do gây nên bá Tống tiền bối chú ý a. Thương Hải thư sinh một vạn cái không nghĩ ra. Hắn không khỏi đưa tay ấn về phía bụng mình. Bản năng làm hắn muốn trốn tránh bá Tống huyền thánh ánh mắt, nhưng bước chân lại không nghe sai khiến, cũng không dám tùy tiện xê dịch. Tống ba ba nhìn qua hai vị bị dọa thành chim cút hình, run lẩy bẩy nhân viên công tác, sau đó lại nhìn phía nhà mình nhi tử. Nhà mình nhi tử là ác ma sao? Vì cái gì hai cái này chưa từng thấy qua nhân viên công tác sẽ bị dọa thành bộ dạng này? Mặt khác, ba ba Tống phát âm, nghe thật xấu hổ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vị kia thanh âm rất êm tai dẫn đường nữ sĩ, cũng nhìn ra tình huống quỷ dị, không dám tùy tiện mở miệng. Sau một lúc lâu, Thư Hàng, Tống ba ba lên tiếng kêu. Nhi tử đã làm gì người người oán trách sự tình, đều đem người dọa thành dạng này. Ai, Tống Thư Hàng đẩy mặt nạ của mình, đưa tay đem cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn kéo ra. Có ít người, tựa như là trên bầu trời mặt trời, vô luận như thế nào ẩn núp, cũng còn sẽ bị người tìm ra. Ta liền biết chúng ta khẳng định giấu không được, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tô Thị A Thập Lục đưa tay từ Tống Thư Hàng trong tay tiếp nhận cái chăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khục, cái kia tới. Tống Thư Hàng phất phất tay nói, chớ sợ, ta lại không biết ăn các ngươi. Bình tĩnh một chút, đừng dọa đến người nhà của ta. Phong phú kinh lịch. Để Tống Thư Hàng cũng đã có được một chút đại tiền bối khí chất. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô hít vào một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Mặt khác, vừa rồi bá Tống huyền thánh nói cái gì? Người nhà của hắn. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô không khỏi ngắm nhìn cái này đối nhìn như trẻ tuổi Tống vợ chồng. Chẳng lẽ, cái này đối Tống vợ chồng là bá Tống huyền thánh huyết mạch hậu duệ? Thì ra là thế. Bởi như vậy bá Tống huyền thánh sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân, liền có thể giảng rõ ràng. Giống bá Tống tiền bối dạng này đại tiền bối, một cái bế quan liền có thể là ngàn năm, thậm chí càng lâu. Chờ hắn xuất quan thời điểm, lại tìm kiếm huyết mạch của mình, loại chuyện này tại tu chân giới cũng không hiếm thấy. Khó trách ta trước đó nhìn Tống tiên sinh tư liệu lúc, sẽ cảm giác hắn cùng bá Tống tiền bối tương tự, nguyên lai là bá Tống huyền thánh hậu duệ. Kể từ đó... Tống phu nhân trong bụng thai nhi, ghê gớm a. Diệu Thanh đạo cô thầm nghĩ trong lòng. Có bá Tống tiền bối dạng này lão tổ tông trấn trận, lại thêm Tống phu nhân trong bụng thai nhi cái kia ưu tú tiềm lực, tương lai đứa nhỏ này vừa xuất thế, tuyệt đối sẽ trở thành một thời đại chói mắt nhất tồn tại. Khiến người ghen tị. Xác định bá Tống tiền bối hiện thân ở đây nguyên nhân về sau, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong lòng an định không ít. Hải ngoại tiên đảo thư kiếm các đệ tử Thương Hải thư sinh, gặp qua bá Tống tiền bối, gặp qua Linh Điệp tử cổ thánh, gặp qua Tô Sơn thánh quân. Thương Hải thư sinh đối Tống Thư Hàng, Vũ Nhu tử, Tô Thị A Thập Lục tôn kính hành đại lễ. Tú Nhạc quan đệ tử Diệu Thanh, gặp qua bá Tống tiền bối, Linh Điệp tử tiền bối, Tô Sơn tiền bối. Diệu Thanh đạo cô đầu lưỡi vẫn là thắt nút. Không cần đa lễ, Tống Thư Hàng đem trên mặt nạ đẩy, lộ ra đẹp mắt hạ nửa gương mặt. Hai vị tiểu hữu công tác vất vả. Dứt lời, Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu ở mình vòng tay không gian cùng hạch tâm thế giới bên trong lục lọi lên, muốn tìm kiện thích hợp đồ vật ra, thưởng cho hậu bối. Nhưng là lật ra nửa ngày sau, hắn đều lật không ra thích hợp bảo vật tới. Côn Vương bảo tàng đẳng cấp quá cao,
khen thưởng tiểu bối không thích hợp. Cấp thấp bảo vật cùng trước kia thu hoạch chiến lợi phẩm, lại bị hắn khắc kim không còn, chỉ còn lại một chút thiên nhân nhóm chữ vật bình nhỏ. Chẳng lẽ lại muốn thưởng cái bình? Xấu hổ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đưa chuôi tọa độ đao gỗ ý tứ một cái đi. Ẩn chứa hắn đao ý đao gỗ, trên đó đao ý khôi giáp có thể vì cấp thấp tu sĩ ngăn lại một kích chí mạng. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì tốt đồ vật có thể đưa cho hai vị tiểu hữu. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, đưa tay chuẩn bị lấy ra tọa độ đao gỗ. Lại không biết, hắn lời này mới mở miệng, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô đều nhanh sợ quá khóc. Chư thiên vạn giới người tu luyện, ai không biết bá Tống Huyền Thánh lợi hại nhất chính là lấy ánh mắt đưa mang thai. Không có gì đồ vật tốt đưa, cho nên liền đưa bụng của ngươi một cái búp bê. Không cần, bá Tống tiền bối, thật không cần. Chỗ chức trách, chúng ta vạn vạn không dám thu bá Tống tiền bối ban thưởng. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô liên tục khoát tay. Nhìn thấy giống như chim sợ cành cong hai vị đạo hữu, Tống Thư Hàng lấy tọa độ đao gỗ tay nhỏ có chút cứng đờ. Cái này trạng thái hạ còn thế nào giao lưu? Không phải sao, bầu không khí lại lúng túng. Mà thôi, tặng quà sự tình, trước chậm rãi đi. Khục, Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, quay đầu đối Tống Ba Ba nói, cho nên, cha, nhìn thấy chưa? Kỳ thật ta tại tu chân giới cũng là có chút danh tiếng. Ngài nào chỉ là có chút danh tiếng a, ngài nếu là có chút danh tiếng, cái kia chư thiên vạn giới liền không có danh nhân. Thư sinh cùng đạo cô thầm nghĩ trong lòng. Nhưng một lát sau, đột nhiên hai người đầu óc run lên. Chờ chút, bá Tống Huyền Thánh vừa rồi xưng hô Tống tiên sinh là cái gì tới? Cha! Không nghe lầm chứ, là cha. Vị này Tống tiên sinh, không phải bá Tống Huyền Thánh hậu duệ, mà là bá Tống chi ba. Lại hoặc là... Chẳng lẽ vị này Tống tiên sinh đạo hiệu tên gọi tắt là cha loại hình âm đọc, cho nên bá Tống Huyền Thánh đang gọi hắn đạo hiệu. Làm sao có thể a, ai sẽ đem đạo hiệu của người khác giản lược thành cha âm đọc. Nếu quả thật có loại này chiếm tiện nghi người khác đạo hiệu, sớm đã bị người đánh chết a. Cho nên, vị này thật chẳng lẽ là bá Tống phụ thân. Nhưng là vị này Tống tiên sinh, dù sao phiết nại thấy thế nào đều là vị người bình thường, không có tu luyện qua cái chủng loại kia. Cũng không phải là hồng trần lịch luyện cao nhân. Hắn làm sao lại là bá Tống Huyền Thánh phụ thân? Dù sao bá Tống tiền bối thực lực, cảnh giới còn tại đó, tuyệt đối là tu luyện ngàn ngàn vạn vạn năm viễn cổ cự đầu. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô, một mặt mê mang nhìn qua Tống Ba Ba. Bọn hắn liền xem như vắt hết óc cũng nghĩ không ra vị này Tống tiên sinh muốn như thế nào, mới có thể trở thành bá Tống phụ thân. Tống Thư Hàng nhìn ra hai vị tiểu tu sĩ nghi ngờ trên mặt. Hắn khẽ mỉm cười nói, cho hai vị tiểu hữu giới thiệu một chút, vị này là ba của ta, thân sinh cái chủng loại kia. Bên cạnh là ta mụ mụ, đồng dạng là thân sinh cái chủng loại kia, điểm ấy các ngươi không cần hoài nghi. Vậy mà là thật, thân sinh, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô một mặt khiếp sợ nhìn qua Tống Ba Ba, Tống mụ mụ. Loại này viết lên mặt không dám tin, là cái người đều có thể nhìn ra. Tống Ba Ba, Tống mụ mụ. Nhi tử là thân sinh chuyện này, vì cái gì trong mắt người ngoài xem ra, sẽ rất bộ dáng khiếp sợ. Hai vợ chồng liếc nhau một cái như thế xem ra, Tống Thư Hàng tại tu chân giới, thật rất lợi hại. Đối diện, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô tại sửng sốt một lát sau, rất nhanh khôi phục lại. Dù sao cũng là đã có tư cách xuống núi xuất sư đệ tử, mặc dù trong bọn họ tâm vẫn như cũng nghi hoặc cùng chấn kinh. Bất quá bọn hắn vẫn là ngay lập tức để cho mình bình tĩnh trở lại. Thương Hải thư sinh quay người đối Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ, thi lễ một cái, hải ngoại thiên đảo thư kiếm các đệ tử Thương Hải thư sinh, gặp qua. Chờ chút, gặp qua, cái gì tốt đâu. Bá Tống Huyền Thánh cha mẹ, bọn hắn muốn thế nào xưng hô. Bá Tống Ba Ba muốn kêu cái gì. Bá Tống Mụ Mụ lại phải gọi cái gì. Bá Tống Chi Phụ, Bá Tống Ba Ba, Bá Ba. Bá Tống Chi Mẫu, Bá Tống Mụ Mụ, Bá Mụ, luôn cảm giác gọi thế nào đều không đúng. Thương Hải thư sinh đại não điên cuồng vận chuyển bắt đầu, hắn cần tại trong thời gian ngắn nhất lựa chọn một cái thích hợp nhất xưng hô, đến đối mặt bá Tống tiền bối phụ thân cùng mẫu thân. Tống gia lão tổ, sốt cục, Thương Hải thư sinh trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái thích hợp xưng hô. Ngay sau đó, hắn lại có chút quay người nhắm ngay Tống Mụ Mụ, nối liền nói,
gặp qua Triệu tiên tử lão tổ. Tống gia lão tổ, Tống ba ba. Triệu tiên tử lão tổ, Tống mụ mụ. Trời thấy đáng thương, Tống ba ba năm nay mới 45 tuổi, lại bị người mang lên lão tổ xưng hào. Tống mụ mụ càng là so với hắn còn muốn nhỏ hơn một tuổi. Mang lên lão tổ loại này danh hiệu, bình thường đến nói đều cũng đã bị khắc vào linh bia bên trên, chôn ở trong mộ đi. Hai vợ chồng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình tại bên cạnh cười ngây ngô nhi tử. Nhà mình nhi tử tại tu chân giới địa vị, tuyệt đối không chỉ là có chút danh tiếng đơn giản như vậy. Bên cạnh Vũ Nhu tử cùng Tô Thị A thập lục vụng trộm cười khẽ. Mà có Thương Hải thư sinh phía trước mở đường, Diệu Thanh đạo cô cũng vội vàng đuổi theo, Tú Nhạc quan đệ tử Diệu Thanh, gặp qua Tống gia lão tổ, gặp qua Triệu tiên tử lão tổ. Không, không cần khách khí, Tống ba ba cũng không biết dùng cái gì mặt ngoài đến đối mặt hai vị này nhân viên công tác. Đi xong lễ về sau, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ ít xưng hô bên trên cửa này trước qua. Sau đó, hai vị tiểu tu sĩ lại lặng lẽ mắt liếc Tống ba ba cùng Tống mụ mụ. Trong đầu tiếp tục suy đoán các loại khả năng. Có thể hay không bá Tống tiền bối có chuyển sinh bí pháp. Hắn một thế này đã từng mượn nhờ Tống tiên sinh vợ chồng chi thân, chuyển sinh qua một lần. Lại hoặc là, Tống tiên sinh vợ chồng là viễn cổ thời đại tồn tại, bị bá Tống huyền thánh băng dấu phong ấn, mãi cho đến mấy năm gần đây mới mở ra phong ấn. Làm quan trọng tại cái này đại thế bên trong. Vì mình cha mẹ ruột mưu một đầu đường ra. Từng cái kỳ hoa ý nghĩ, hiện lên ở thư sinh cùng đạo cô trong đầu. Nhân loại cường đại nhất năng lực chính là não bổ. Tại đối mặt một chút không hợp lý nhưng lại là sự thật sự tình lúc, nhân loại đại não liền sẽ tự động tiến hành não bổ, tận khả năng sự tình não bổ đến hợp lý. Ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi, liên quan tới ta cha mẹ sự tình, giải thích tương đối mơ hồ, các ngươi nhất thời nửa khắc cũng sẽ không tin tưởng loại kia. Bất quá dù sao ta là thân sinh, điểm ấy không cần hoài nghi. Tống Thư Hàng vui vẻ chào hỏi hai vị tiểu tu sĩ cùng vị kia thanh âm dễ nghe nữ sĩ tọa hạ nghỉ ngơi. Đạo cô, thư sinh cùng nữ sĩ ba người chen tại một chương hai người chỗ ngồi trên ghế salon, nơm nớp lo sợ. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ đi vào bên cạnh chỗ ngồi xuống. Chớ sợ, cha mẹ ta còn không có chính thức tiến hành tu luyện, các ngươi quá khẩn trương, bọn hắn cũng sẽ câu thúc. Đến, trước đưa các người điểm lễ gặp mặt, Tống Thư Hàng dứt lời, chỉ tay một cái. Ở phía sau hắn có một tầng gợn sóng không gian hiển hiện, chính là hạch tâm thế giới cửa ra vào. Sau đó, có ba đạo đao mang từ hạch tâm thế giới bên trong chợt lóe lên, rơi vào đạo cô, thư sinh cùng nữ sĩ trong tay. Chính là Tống Thư Hàng tọa độ đao gỗ, thân đao từ không đầu mộc thân thể cảnh chế thành, trên đó bổ sung lấy bá Tống huyền thánh một đạo hộ thể đao ý. Cùng một cái thần binh kỳ giám không gian ấn ký. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chỉ là thân đao đều là bảo vật quý mộc hệ pháp khí nguyên vật liệu. Coi như những này nhánh mầm là thông qua linh lực thúc đẩy sinh trưởng ra, nhưng nó cường độ vẫn như cũ có ngũ phẩm tả hữu. Đối với phổ thông tiểu tu sĩ đến nói, chỉ là đao gỗ bản thân, chính là bảo vật chân quý. Cái này đao gỗ là ta trong lúc rảnh rỗi thiện tay khắc họa tác phẩm, trên đó bổ sung lấy ta một đạo hộ thể đao ý. Có thể tại trong lúc nguy nan bảo hộ các ngươi một lần. Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Hắn lúc này, trong lúc vô tình liền có thể tản mát ra chân chính đại tiền bối khí chàng đối đại lão nhiều, mình trong bất chi bất giác cũng đã thành đại lão cấp nhân vật. Cái này cùng bệnh nhiều thành lương y là một cái đạo lý. Cảm ơn bá Tống tiền bối. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tọa độ đao gỗ. Không hổ là đại tiền bối. Khe hở bên trong tùy tiện lưu ít đồ ra, đối bọn hắn những tiểu tu sĩ này đến nói đều là chí bảo. Mặt khác, cả hai mới vừa rồi còn chú ý tới, bá Tống huyền thánh sau lưng cái không gian kia gợn sóng tại mở ra sát na, trong đó hiện ra mấy đạo khí tức kinh khủng, khí tức kia dù chỉ là chợt lóe lên, đều làm các nàng toàn thân cứng ngắc, không nhịn được muốn run rẩy. Tạ ơn bá Tống tiền bối, vị kia thanh âm dễ nghe nữ sĩ cũng đi theo hành lễ, nàng tuy là người bình thường. Nhưng cũng biết loại bảo vật này chân quý. Mẹ ta trong bụng thai nhi, trạng thái như gì? Tống Thư Hàng lại thuận miệng hỏi. Bá Tống tiền bối muội muội trạng thái phi thường ưu tú, tại thiên địa đại biến ảnh hưởng dưới, nàng ở vào tốt tiến hóa trạng thái bên trong. Có bá Tống tiền bối ngài công đức phúc phận hộ thân, nàng sinh ra sẽ nhất định bình an thuận lợi. Huyền Thanh đạo cô vội vàng nói.
Là muội muội a, Tống Thư Hàng xoa cằm. Là nữ nhi a, Tống ba ba xoa cằm. Hai cha con ăn ý nhẹ gật đầu, một mặt hài lòng. Trọng nữ khinh nam cũng là bệnh, muốn trị, nam nữ bình đẳng, không thể nặng cái này nhẹ cái kia, nặng cái kia lại nhẹ cái này. Thương Hải thư sinh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn cũng chỉ dám ở trong lòng thầm suy nghĩ nghĩ, cũng không dám thật mở miệng thuyết phục. Hắn mặc dù nội tâm chính trực thiện lương, nhưng đối mặt bá Tống Huyền Thánh dạng này cường quyền, cũng chỉ có thể chiến lược tính khuất phục. Về sau, Tống Thư Hàng lại cùng đạo cô, thư sinh cùng vị nữ sĩ kia hàn huyên một hồi. Ước chừng lên hiểu rõ Hoa Hạ đối với thiên địa dị biến tình huống thường có cái gì khẩn cấp biện pháp, như thế nào tại cục diện hỗn loạn này bên trong ổn định thế cục, cùng có hay không hắn có thể giúp đỡ bận bịu địa phương vân vân loại hình vấn đề. Thương Hải thư sinh từng cái vì bá Tống Huyền Thánh giải đáp nghi hoặc. Hiện tại chúng ta đối mặt tương đối đau đầu sự tình, hẳn là bốn phía xuất hiện tà vọng. Tà vọng tính chất hay thay đổi, mỗi loại tà vọng đều cần khác biệt phương án đi giải quyết. Tốt tại Hoa Hạ các nơi có bộ phận tông môn không còn ẩn thế, chủ động thanh lý tông môn phụ cận tà vọng, chia sẻ áp lực. Theo lão sư ta nói, liên quan tới tà vọng vấn đề chỉ sợ chư thiên vạn giới đều tại đau đầu. Thương Hải thư sinh trả lời. Bên cạnh Diệu Thanh đạo cô lại tiếc nuối nói bổ sung, đáng tiếc bá Tống tiền bối ngài một lần cuối cùng giảng pháp đều kết thúc. Kỳ thật tại tà vọng mọc thành bụi thời điểm, chúng ta rất nhiều tiểu bối đều đang mong đợi bá Tống tiền bối ngài mỗi tháng một lần giảng pháp, có thể cho chúng ta giảng giải một chút như thế nào đối phó tà vọng. Không thể không nói, bá Tống tiền bối giảng pháp để cho người ta lại sợ lại yêu. Sợ sâu bao nhiêu, yêu liền có bao nhiêu nặng. Mỗi lần bá Tống tiền bối bắt đầu giảng pháp lúc, đoàn người đều nơm nớp lo sợ. Nhưng là 99.9% đạo hữu đều sẽ lựa chọn cắn răng xem bá Tống tiền bối giảng pháp. Thật là thơm. Diệu Thanh đạo cô tiếng nói vừa dứt, đối diện Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cường đại tinh thần lực phun trào, ở hai mắt của hắn bên trong hóa thành u u ánh sáng. Tốt vào lúc này, cặp mắt của hắn bị mặt nạ sở che đầy, hiện tại hắn nửa mang theo mặt nạ, lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Trên mặt nạ hai cái lỗ không có nhắm ngay hai mắt, người đối diện tự nhiên không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nếu không, ánh mắt hắn sáng lên, đối diện Diệu Thanh đạo cô cùng Thương Hải thư sinh đến khóc gọi bá bá. Diệu A, Diệu A, Tống Thư Hàng trong lòng nói thầm. Giảng pháp mới tư thế ghét thành công. Chư thiên vạn giới tu luyện giả đều cho là hắn đã hoàn thành một lần cuối cùng giảng pháp, thậm chí lúc ấy liền chính hắn đều cho là mình là một lần cuối cùng giảng pháp. Nhưng trên thực tế, hắn còn giữ một lần cuối cùng hiển thánh giảng pháp cơ hội. Lừa gạt cảnh giới tối cao, chính là đem chính mình cũng lừa gạt. Chờ đem cha mẹ tiếp vào Nho Gia Kim Liên thế giới về sau, ta liền tay chuẩn bị chân chính trùng kích bát phẩm huyền thánh cảnh giới, sau đó nhân tiền hiển thánh, bắt đầu cuối cùng một đợt giảng pháp. Giảng pháp nội dung đã có, liền giảng tại thiên địa đại biến tà vọng mọc thành bụi thời khắc, đối phó tà vọng 365 loại phương pháp. Mặt khác, nếu như mấy ngày kế tiếp, hắn cùng Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục cùng một chỗ soát tà vọng, tìm ra xử lý tà vọng phương pháp, còn có thể đang giảng pháp cuối cùng giảng một cái như thế nào đem tà vọng dầu chiên đến vàng óng, khiến cho sát phách bế quan tiền bối chảy xuống hâm mộ nước bọt tiểu thiên chương, xem như giảng pháp phiên ngoại. Tại Hoa Hạ, bất kể là quái vật gì, chỉ cần là có dùng ăn giá trị hoặc là dược dụng giá trị, hắn liền không có phách lối sinh trưởng không gian. Đến lúc đó, tà vọng thứ này mơ tưởng hoang dại, nhất định phải tiến vào nhân công nuôi dưỡng khâu. Tống Thư Hàng xoa cằm, yên lặng gật đầu, rất tốt, rất tốt. Đối diện Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thập Lục, Vũ Nhu Tử, chúng ta lập tức đi soát phê tà vọng thử một chút. Tống Thư Hàng có chút không kịp chờ đợi bắt đầu, trong đầu càng là có thật nhiều cái phương án, bắt đầu hiển hiện. Vũ Nhu Tử mặt mày hớn hở, Tống tiền bối, người hôm nay nói nhiều lời như vậy, câu nói này ta thích nhất. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục gật đầu, đối Thương Hải thư sinh nói, trong tay các ngươi có Văn Châu Thị tà vọng phân bố địa điểm tin tức sao? Trong đó tương đối cường đại cùng đối phó độ khó tương đối lớn tà vọng, có thể trước đánh dấu đi ra. Thừa dịp chúng ta còn tại Văn Châu thời điểm, sẽ tận lực trợ giúp đem so với so sánh phiền phức tà vọng trước giải quyết hết. Đối diện thư sinh cùng đạo cô nghe vậy, trong lòng vui vẻ, bá Tống tiền bối, Tô Sơn tiền bối, Linh Điệp Tử tiền bối, các ngươi muốn đồng loạt ra tay. Tống Thư Hàng cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi,
soát một nhóm tà vọng chơi đùa. Mặt khác, thuận tiện ta muốn làm một số thí nghiệm, vừa vặn cần dùng đến tà vọng. Thương Hải thư sinh hưng phấn nói, không có vấn đề, bá tống tiền bối ngài chờ một chốc lát. Ta lập tức liên hệ trưởng bối, đem tin tức cần truyền tới. Văn Châu thì tà vọng nhất định bi kịch, cứ nhiên sinh trưởng tại bá tống tiền bối cố hương, đây quả thực là tự tìm đường chết. Dứt lời, Thương Hải thư sinh bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ trưởng bối. Một bên khác, Diệu Thanh đạo cô hơi suy nghĩ một chút về sau, chờ mong hỏi, bá tống tiền bối, ngài tại đối phó tà vọng thời điểm, có thể hay không cho phép hai chúng ta tại bên cạnh. Bá tống tiền bối tự mình xuất thủ, đây chính là cơ duyên lớn lao. Mặc dù các nàng khả năng xem không hiểu bá tống tiền bối xuất thủ chiến đấu nguyên lý, nhưng là đứng ngoài quan sát bá tống đại lão chiến đấu hình ảnh, chí ít cũng có thể từ chung học tập đến một số kinh nghiệm. Nếu như các nàng có thể may mắn từ đó lĩnh ngộ được một chiêu nửa thức, nói không chừng liền có thể được lợi cả đời. Cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thân là một cái tiểu tu sĩ, các nàng sẽ liều mạng bắt lấy bên người hết thảy cơ duyên, để tự thân càng tiến một bước. Thành A, đến lúc đó có các ngươi dẫn đường lời nói, tìm kiếm tà vọng thì càng dễ dàng một chút. Tống Thư Hàng đem mặt nạ mang tốt, phát ra đại tiền bối tự ái tiếng cười. Tạ ơn bá tống tiền bối. Diệu Thanh đạo cô cảm kích nói. Bá tống tiền bối chân nhân, so với giảng pháp thời điểm tựa hồ muốn càng thân thiết hơn một số. Mặt khác, nàng còn có thể cảm giác đến, dù là chỉ là ở tại bá tống tiền bối bên người 5 mét phạm vi bên trong, đầu óc của nàng liền biến đặc biệt rõ ràng, tinh thần linh mẫn. Trong đầu càng là thỉnh thoảng hiện lên một số liên quan tới tu luyện lĩnh ngộ. Đây chính là ở tại đại lão bên người manh tân hạnh phúc, đại lão trên người tự mang pháp tắc, sự hiện hữu của bọn hắn chính là một cái phức tạp tin tức pháp tắc tổng hợp thể. Manh tân chỉ muốn ở tại đại lão bên cạnh, đều có thể được ích lợi vô cùng. Thật hận không thể có thể treo ở bá tống tiền bối trên người A. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Trong lúc đang suy tư, Thương Hải thư sinh điện thoại di động kêu lên. Tới, hẳn là tà vọng tin tức muốn truyền tới. Thương Hải thư sinh cười nhận nghe điện thoại. Số điện thoại là nội bộ dãy số, hẳn là nội bộ một vị tiền bối. Uy, tiền bối chào ngài. Thương Hải thư sinh nói. Ha ha ha. Là thư kiếm các Thương Hải tiểu hữu đi. Lão phu trường sinh kiếm tông minh hành tử, vừa rồi tại hậu trường trông thấy tiểu hữu người đã upload một cái ưu tú tư chất họ tống nữ oa tin tức, trong lòng rất mừng. Đúng, các ngươi còn tại cái kia họ tống người ta trong nhà sao? Chờ lão phu một lát, lão phu lập tức ngự kiếm tới, tốt cho cái này chưa xuất thế tiểu cô nương một trận tạo hóa. Một cái cởi mở thanh âm trong điện thoại vang lên. Nam phương trường sinh kiếm tông. Chính là quần bên trong cầu đầu lâu lâu chủ phá dương kích quách đại tiền bối sở tại tông môn, chính là tu chân giới danh môn đại tông. Thương Hải thư sinh, vị này trường sinh kiếm tông minh hành tử tiền bối không phải hướng hắn truyền lại Văn Châu thị tà vọng phân bố tin tức, mà là muốn ngàn dặm xa xôi sang đây xem bá tống đại lão cái kia chưa xuất thế muội muội. Đợi đã, minh hành tử tiền bối, ngài trước chờ một chút. Kỳ thật, vị này chưa xuất thế họ tống tiểu cô nương đã người mang đại tạo hóa. Thương Hải thư sinh vội vàng kêu lên. Vị này chính là nổi tiếng thiên hạ bá bá tống đại lão muội muội, thân sinh cái chủng loại kia nhà khác nữ nhi là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, mà vị cô nương này trực tiếp là ngậm lấy tiên khí thìa giáng sinh. Bá bá tống thân muội muội, chờ nàng tương lai ra đời một khắc này, chư thiên vạn giới 90% phía trên tu luyện giả bao nhiêu đều muốn cho nàng một phân mặt mũi. Có bá tống đại lão ở phía sau chống đỡ, lại thêm nàng cái này ưu tú tư chất. Tương lai nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới nổi tiếng tiên tử. Trước đó, Diệu Thanh đạo cô phụ trách kiểm trắc bá tống đại lão muội muội tin tức, mà hắn phụ trách đem vị này chưa xuất thế muội muội tin tức thượng truyền phản hồi trở về. Hắn tại thượng truyền bá tống muội muội tin tức thời điểm, còn không biết cái này vị tư chất ưu tú cô nương là bá tống đại lão muội muội, sở dĩ tại phản hồi tin tức thời điểm, không có đánh dấu điểm này. Về sau, hắn cùng Diệu Thanh đạo cô thì bị bá tống tiền bối đăng tràng chấn kinh, hiện tại còn nơm nớp lo sợ núp ở trên ghế salon. Căn bản không thời gian bớt thời gian đi sửa đổi thượng truyền trở về tin tức. Người mang đại tạo hóa, cứ nhiên có người trước lão phu một bước, nhanh chân đến trước. Trường sinh kiếm tông minh hành tử tiền bối sững sờ. Hắn nhưng là ở phía sau đài, vừa nhìn thấy Thương Hải thư sinh phản hồi qua tới tin tức, lập tức trước tiên liên hệ thư sinh.
không nghĩ tới cư nhiên có người còn nhanh hơn hắn. Minh Hành Tử tiền bối trong lòng cực độ không cam lòng, là cái nào lão thất phu như thế thần tốc. Thương Hải tiểu hữu ngươi xưng tên ra, đợi lão phu đi cùng hắn lý luận lý luận. Bực này ưu tú tư chất nữ oa, nếu là có thể dẫn vào đến Trường Sinh Kiếm Tông, tương lai cực có thể trở thành Trường Sinh Kiếm Tông trụ cột. Mà bảo bối như vậy, lại bị người khác vượt lên trước một bước, bỏ lỡ 100 triệu. Thương Hải thư sinh. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn bá tống tiền bối lão thất phu bá tống. Điện thoại thanh âm mặc dù không cao, nhưng bá tống tiền bối nhưng tại hắn 5 mét phạm vi bên trong, khẳng định đem trong điện thoại Minh Hành Tử tiền bối lời nói toàn nghe qua đi. Tốt tại đối diện bá tống tiền bối tựa hồ cũng không hề để ý, ngược lại chất phác cười một tiếng, cứ nhiên nhìn ra muội muội ta tư chất ưu tú, vị này Minh Hành Tử đạo hữu ngược lại là có chút ánh mắt. Thấy thế, Thương Hải thư sinh liền yên tâm một số. Hắn trả lời, hồi Minh Hành Tử tiền bối, kỳ thật cũng không phải là có người nhanh chân đến trước, mà là vị này tống gia tiểu cô nương bản thân thân phận đặc thù vô cùng. Minh Hành Tử nghi hoặc hỏi, thân phận gì? Bá tống chi muội, Thương Hải thư sinh trả lời. Cái gì? Minh Hành Tử một mặt mộng bức. Sau một lúc lâu, bá tống huyền thánh, bá nho, bá ma, bá long, bá diệt cái vị kia. Minh Hành Tử thuộc như lòng bàn tay. Đem ngũ liên bá thánh hảo báo ra. Thương Hải thư sinh trả lời, đúng vậy. Minh Hành Tử, thân sinh. Thương Hải thư sinh xác định nói, thân sinh, mặc kệ là muội muội vẫn là phụ mẫu, đều là thân sinh. Mà lại, bá tống tiền bối ngay tại ta bên cạnh đây. Minh Hành Tử, gặp quỷ, cái này nội dung cốt truyện không hợp logic à. Bá tống tiền bối tu vi cao thâm mà chắc, là chư thiên vạn giới nổi danh đại lão. Càng là giới này kế thừa thiên đạo, chứng đạo bất hủ hạt giống tuyển thủ. Cha mẹ của hắn, có thể sống đến hiện tại, chí ít cũng cần phải là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới A. Hai vị cửu phẩm kiếp tiên lại còn có thể mang thai. Không phải đã nói bát phẩm liền tuyệt dục sao? Cái này hoàn toàn không nói quy tắc. Đợi đã, chẳng lẽ, bá tống huyền thánh đã đánh hạ bát phẩm huyền thánh tuyệt dục nan đề, sở dĩ cha mẹ của hắn thành nhóm đầu tiên người được lợi. Không hổ là bá tống đại lão. Minh Hành Tử một trận não bổ, trong suy nghĩ bá tống đại lão hình tượng càng thêm cao thâm mà chắc bắt đầu. Thế là, lại một lát sau. Minh Hành Tử nói thật nhanh, thật xin lỗi, quấy rầy, cáo từ, đừng tiễn. Tiếp đó, hắn không chút do dự cúp điện thoại, sợ treo chế, bị bá tống huyền thánh bắt được cơ hội. Đồng thời hắn thuận tay lại đem Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô số điện thoại di động cho kéo đen. Miễn cho bọn hắn gọi điện thoại về. Trong khoảng thời gian này, hắn đến điệu thấp làm việc, tốt nhất chạy ở căn cứ động phủ không ra, miễn cho không cẩn thận đụng tới bá tống đại lão. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại hơn 10 phút về sau, Trường Sinh Kiếm Tông Minh Hành Tử đạo trưởng, vẫn là thảm hề hề bản thân đưa tới cửa. Hắn là tự mình tới, đem Văn Châu Thị Tà Vọng phân bố tin tức đưa đến bá tống huyền thánh nhà. Lúc đầu những tin tức này thông qua điện thoại cùng mạng lưới truyền bá là đủ. Nhưng liên quan tới bá tống đại lão bây giờ đang ở Văn Châu Bạch Kinh Lộ, cùng bá tống đại lão thân sinh muội muội đã thành phôi thai, dần dần phát dục sự tình, đều bị Thương Hải thư sinh báo cáo đi lên. Làm đối bá tống tiền bối vốn có tôn kính, Minh Hành Tử đành phải kiên trì, tự mình mang theo liên quan tới Văn Châu Thị cùng Văn Châu Thị phụ cận Tà Vọng tin tức tới cửa. Thuận tiện lấy. Hắn còn đại biểu toàn thể nhân viên chuẩn bị một phần lễ mọn, đưa tới cửa mang cho bá tống phụ mẫu, chúc mừng tống gia sẽ phải sinh ra một vị thiên kim. Minh Hành Tử đạo trưởng tuyệt vọng vọng thiên. Nhưng dù cho trong lòng hoảng đến ép một cái, nhưng hắn trên mặt vẫn phải là lộ ra nụ cười chân thành. Vừa thấy mặt về sau, Minh Hành Tử đạo trưởng trước đem cái kia phần lễ mọn đưa lên tuy nói là lễ mọn, nhưng bởi vì là toàn thể nhân viên gom lại, quà tặng số lượng vẫn là rất phong phú. Thuận tiện còn có một phần lễ mọn danh sách, có thể tại bá tống đại lão trước mặt lộ cái đạo hiệu, cũng là cực tốt sự tình. Tiếp đó, Minh Hành Tử đạo trưởng thân sau sẽ in ra Văn Châu Thị Tà Vọng phân bố tin tức giao cho bá tống tiền bối, phần này trong tin tức đã trọng điểm tiêu chú mạnh mẽ và tương đối khó đối phó Tà Vọng. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, vất vả đạo hữu chạy chuyến này, kỳ thật điểm ấy tin tức thông qua trên mạng truyền tới liền tốt, không cần phiền toái như vậy. Về phần đối phương trước đó trong điện thoại gọi hắn lão thất phu sự tình, Tống Thư Hàng căn bản không thèm để ý. Dù sao đối phương là đang khen thưởng cái kia chưa xuất thế muội muội,
tuệ nhãn thức châu, Tống Thư Hàng trong lòng rất vui mừng. Không khổ cực, không có chút nào vất vả, có thể có cơ hội gặp bá Tống tiền bối một mặt, là lớn lao duyên phận. Minh Hành Tử đạo trưởng chân thành nói. Bên cạnh Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ gặp vị này tuổi tác so với bọn hắn hai còn lớn hơn đạo trưởng, một mặt chân thành kêu con trai mình tiền bối, luôn cảm giác quái dị khó chịu. Tống Thư Hàng lật nhìn ra tay đến tư liệu, thuận miệng hỏi, Văn Châu Thị bên này có chuyên môn tu sĩ xử lý tà vọng sao? Có, trong đó làm chúng ta tương đối ngoài ý muốn chính là, lần này Vô Cực Ma Tông phái ra rất nhiều đệ tử tinh anh, bốn phía chém giết tà vọng. Ma môn làm việc, làm cho người suy nghĩ không thấu. Minh Hành Tử trả lời. Vô Cực Ma Tông, luôn cảm giác là cái làm cho người hoài niệm danh tự. Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn lặng lẽ duỗi tay bắt được bên cạnh A Thập Lục tay nhỏ, đại thủ đem tay nhỏ bao khỏa. A Thập Lục cùng Vô Cực Ma Tông ở giữa, thế nhưng là có oán còn không giải quyết. Minh Hành Tử đạo trưởng không có ở Tống Thư Hàng nhà ở lâu, giao tiếp xong tư liệu, lại trả lời Tống Thư Hàng một vài vấn đề về sau, liền đứng dậy cáo từ. Dù sao chột dạ, nào dám ở lâu. Đạo cô cùng thư sinh cùng nữ sĩ xuống lầu, trước đưa tiễn Minh Hành Tử đạo trưởng. Bất quá hắn hai cũng không biết rời đi, một hồi bọn hắn sẽ còn đi theo bá Tống tiền bối, Tô Sơn tiền bối cùng Linh Điệp Tử tiền bối, đi soát tà vọng, sau đó đứng ngoài quan sát bên dưới bá Tống tiền bối vô địch chiến lực. Đãi khách người sau khi rời đi, Tống Thư Hàng đột nhiên một mặt thần bí hướng phía người nhà vẫy vẫy tay. Tống ba ba, làm gì? Hắc hắc, cha, mẹ, ta cho các ngươi nhìn một kinh hỉ. Tống Thư Hàng cười nói. Tống Mụ Mụ nghi ngờ nói. Cái gì kinh hỉ? Nhìn kỹ, Tống Thư Hàng dìu lên tay áo, duỗi tay vỗ. Trong hư không lần nữa tạo nên một tầng gợn sóng không gian. Hạch tâm thế giới mở ra. Liền ngay cả Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đều nghi ngờ hướng Tống Thư Hàng trông lại, hiếu kỳ hắn muốn cho mọi người xem cái gì kinh hỉ. 3. Lúc này, có một đạo màu bạc bóng người nhỏ bé từ hạch tâm thế giới không gian xa xuất ra, vừa vặn ngã tại Tống Thư Hàng trong ngực. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ hướng Tống Thư Hàng trong ngực nhìn lại. Đó là cái tinh xảo tiểu cô nương, nhìn qua chỉ có 2 tuổi tả hữu lớn nhỏ, khả năng còn muốn càng nhỏ hơn một số. Mái tóc dài màu bạc tán tại sau lưng. Lông mi thật dài trong nháy mắt, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ, tại bên người nàng tựa hồ còn có một số sương mù nhàn nhạt, quấn quanh ở bên người nàng. Đó là cái người gặp người thích tiểu cô nương, Tống ba ba cùng Tống mụ mụ vừa nhìn thấy tiểu cô nương này lúc. Liền sinh lòng ưa thích. Mà lại, xem xét tỉ mỉ lời nói, đó có thể thấy được tiểu cô nương này bộ dáng, tựa hồ cùng Tống Thư Hàng có mấy phần rất giống. Nói đúng ra hẳn là Tống Thư Hàng bây giờ tướng mạo, cùng tiểu cô nương này có mấy phần rất giống. Từ khi bắt đầu tu luyện về sau, Tống Thư Hàng tướng mạo tự nhiên cũng phát sinh một chút biến hóa. Cảnh giới, công pháp, linh quỷ, dùng ăn qua thiên tài địa bảo, công đức chi lực, tâm cảnh tu vi. Phục sinh thủ đoạn vân vân các loại nhân tố, cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng đến tu sĩ bề ngoài. A Tống, tóc bạc tiểu cô nương hiện thân về sau, vui vẻ dùng đầu tại Tống Thư Hàng trong ngực cọ sát. Tống Thư Hàng sờ lên tiểu cô nương đầu, ôn nhu nói, Âm Trúc, gọi ra ra, còn có nãi nãi. Lý Âm Trúc xoay đầu lại, nhìn về phía Tống ba ba cùng Tống mụ mụ, sau đó nàng giòn tan kêu lên, ra ra, nãi nãi. Tống ba ba, Tống mụ mụ, cái này tiếng ra ra nãi nãi, không chỉ có xốp giòn Tống ba ba cùng Tống mụ mụ tâm, càng là làm bọn hắn tâm tính bạo tạc. Tống mụ mụ cơ hồ trước tiên quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Hai cái này tiểu cô nương, đều không phải là tóc bạc. Ngoan, Tống Thư Hàng đem tiểu Âm Trúc ôm lấy, đưa về phía ba ba, nàng là tiểu Âm Trúc, âm nhạc âm, cây trúc trúc. Tống ba ba vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tôn nữ. Hôm nay tâm tình của hắn là thật băng đến không được. Nhi tử là tu chân giả, vợ mình mang thai cái nữ nhi, bị người ở trước mặt hô lão tổ, hiện tại trong nháy mắt lại biến thành gia gia. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, tặc hắn mẹ kích thích. Tống ba ba ôm một lát tiểu Âm Trúc về sau, lại chân quý đưa nàng chuyển giao cho Tống mụ mụ. Tống mụ mụ tiếp nhận tôn nữ. Ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục trên người. Không phải ta, Vũ Nhu Tử liên tục khoát tay, ta còn không sinh qua bé con, mặc dù ta muốn sinh một cái chơi đùa, nhưng không phải hiện tại.
cái kia chính là A Thập Lục rồi. Tống Mụ Mụ ánh mắt rơi trên người A Thập Lục. Tống Mụ Mụ ánh mắt quá nặng nề, Tô Thị A Thập Lục vô ý thức chột dạ tránh đi Tống Mụ Mụ ánh mắt. Nàng cái này một tránh, Tống Mụ Mụ trong đầu lập tức liền hiển hiện một bộ đầy đủ vườn trường yêu đương nội dung cốt truyện tới. Bên trên Vũ Nhu Tử thấy thế, giải thích nói, cũng không phải A Thập Lục giống như ta, đều là năm ngoái cùng Tống Tiền Bối nhận biết. Đều là năm ngoái mới quen, Tống Mụ Mụ sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực Âm Trúc. Tiểu Âm Trúc nhìn qua ước chừng 2 tuổi tả hữu, nếu như lại thêm 10 tháng hoài thai thời gian, cái kia nàng liền sẽ không là Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục sở sinh. Kết hợp Tiểu Âm Trúc tuổi tác hướng phía trước suy đoán thời gian. Tiểu Âm Trúc, không phải là nhi tử ở cấp 3 thời điểm liền lén cùng nữ tử thần bí sinh hạ. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tống Mụ Mụ nhìn về phía nhi tử ánh mắt bên trong, tràn đầy nhìn cặn bã hương vị. Hắc hắc, mẹ ngươi có phải hay không đang suy đoán, Tiểu Âm Trúc có thể là ta cao trung lúc sở sinh hạ hài tử. Tống Thư Hàng mỉm cười, đắc ý nói, ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì đây là hắn cố ý trong bóng tối dẫn đạo lão mụ ý nghĩ kết quả. Hắn đem thu nhỏ quản lý Âm Trúc từ hạch tâm thế giới bên trong ôm ra, lại móc lấy cong làm nền nửa ngày, không trực tiếp giới thiệu lai lịch của nàng, vì chính là bì như thế một chút, để cho lão mụ lão ba hiểu sai. Bì lần này rất vui vẻ sao? Đương nhiên, bì lần này khoái hoạt trình độ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tống Mụ Mụ. Sở dĩ, kỳ thật Tiểu Âm Trúc cùng ta quan hệ trong đó cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Giữa các tu sĩ quan hệ, có thể rất phức tạp. Lão mụ ngươi không thể dùng thế tục quan hệ, đến cưỡng ép bộ nhập ta cùng Tiểu Âm Trúc quan hệ. Tống Thư Hàng dùng một loại thâm trầm giọng nói. Tống Mụ Mụ. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có loại muốn cầm đại côn tử hung hăng rút dừng lại Tống Thư Hàng xúc động không thể dùng tay rút, bởi vì tay sẽ đau nhức. Nếu không phải nàng lúc này ôm Tiểu Âm Trúc, nàng thật sự muốn xuất thủ. Lý Âm Trúc cười hì hì, đem cái đầu nhỏ tựa ở Tống Mụ Mụ trên bờ vai, không âm thanh nũng nịu. Nàng nũng nịu nhuận vật tế vô thanh, Tống Mụ Mụ cơn tức trong đầu lập tức liền tiêu tán không thấy. Sở dĩ, Tiểu Âm Trúc cùng ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Mụ Mụ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Âm Trúc, hỏi. Nếu quả như thật có thể coi là lời nói, có thể tính là dưỡng nữ. Nhưng quan hệ so đơn thuần dưỡng nữ muốn thân mật một số. Mà lại, kỳ thật Mụ Mụ các ngươi lần trước đã gặp Tiểu Âm Trúc. Tống Thư Hàng trả lời, nói tóm lại, ta kế thừa Tiểu Âm Trúc phụ thân nhân quả, từ hướng này đến tính toán, nàng cũng có thể xem như ta thân sinh. Lý Thiên Tố đạo trưởng tại Thiên Lý Phi Thi về sau, vỡ vụn thần hồn đưa tới Tống Thư Hàng một đời linh quỷ dị biến. Tống Thư Hàng linh quỷ chịu đến Lý Thiên Tố đạo trưởng ảnh hưởng sau hóa thành thời cơ, khiến cho Tống Thư Hàng có thể nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trưởng, kinh lịch cuộc đời của hắn. Mượn nhập mộng, hắn vẫn phải gặp qua đi Xích Tiêu Tử đạo trưởng, cũng từ Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong tay nhận lấy phần Thiên Hỏa Diễm Đao. Hắn cùng Lý Âm Trúc ở giữa nhân quả dây dưa, đã không thể chia cắt. Cái kia phụ thân của nàng lại tại, Tống Mụ Mụ lời nói đến một nửa, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nàng kịp thời ngừng lại cái đề tài này, thương tiếc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Âm Trúc, lại đối nhi tử chân thành nói, mặc dù ta còn không phải rất hiểu nhân quả loại hình tu chân quan hệ, bất quá đã ngươi quyết định thu dưỡng Tiểu Âm Trúc, vậy các ngươi liền tận lực đem Tiểu Âm Trúc xem như là mình thân sinh, hảo hảo đưa nàng nuôi dưỡng thành người. Nếu như, ta nói là nếu như, các ngươi cảm thấy nuôi dưỡng Tiểu Âm Trúc có khó khăn lời nói, có thể đem Tiểu Âm Trúc giao cho chúng ta đến mang nuôi. Nàng nửa câu đầu là hướng về phía Tống Thư Hàng nói, cuối cùng nửa câu dùng lại là các ngươi cái từ này. Tống Mụ Mụ đây là cố ý. Vừa đến, nàng có chút lo lắng Vũ Nhu Tử hoặc A Thập Lục sẽ không có cách nào tiếp nhận Tống Thư Hàng đã có cái nữ nhi tình huống. Mặc kệ tương lai, vị nào sẽ trở thành con trai của nàng nàng dâu, tóm lại trước tập thể đánh tề dự phòng châm lại nói. Thứ hai, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không mượn nhờ cơ hội này, thăm dò ra điểm thực chất đồ vật đi ra. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, a. Bên trên Tô Thị A Thập Lục suy tư một lát sau, gật đầu chân thành nói, mặc dù không phải thân sinh. Nhưng ta có thể làm được coi như con đẻ. Tống Mụ Mụ nhãn tình sáng lên hắc, thăm dò đi ra. Chúng. Vậy là tốt rồi, trong lòng vui vẻ Tống Mụ Mụ, cố gắng duy trì bình tĩnh, mỉm cười gật đầu. Tống Thư Hàng nghe được Tô Thị A Thập Lục nghiêm túc trả lời, trong lòng nhịn không được vui vẻ.
Tô Thị A Thập Lục câu trả lời này đại biểu cho có ý tứ gì? Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe hiểu. Hắn quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục, có lẽ là thời điểm thi triển một chút giới vẩy chính thức rồi. Không đúng không đúng, lúc này không tới phiên giới vẩy đăng tràng. Lúc này hẳn là muốn càng ấm một điểm. A Tống, lúc này, Lý Âm Trúc từ Tống Mụ Mụ trong ngực trượt xuống, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào đến Tống Thư Hàng trong ngực, vui vẻ cọ sát, về sau chúng ta chính là chân chính chứng nhận qua người nhà rồi. Vẫn luôn là, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Lý Âm Trúc ngọt ngọt cười, sau đó, làm chứng nhận thành người nhà chúc mừng nàng muốn bỉ một chút. Tại Tống Thư Hàng bên người ngây người lâu như vậy về sau, tâm trí phương diện còn như là tiểu hài Lý Âm Trúc, tính cách phương diện khó tránh khỏi lại nhận Tống Thư Hàng ảnh hưởng, bị truyền nhiễm đến một ít thừa số. A Tống, về sau ta sẽ từ từ thích ứng, sau đó ta sửa lại đối ngươi xưng hô. Lý Âm Trúc tựa hồ tại lấy dũng khí nói, ba ba. Không cần không cần, gọi A Tống liền rất tốt. Tống Thư Hàng cười sờ lên Lý Âm Trúc. Thật kêu ba ba lời nói, hắn ngược lại sẽ cực độ không thích ứng. Lý Âm Trúc nháy nháy mắt, sau đó nàng lại vui vẻ từ trên thân Tống Thư Hàng leo đến Tô Thị A Thập Lục trên người. Con mắt màu bạc cùng Tô Thị A Thập Lục nhìn nhau, lóe sáng trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Tô Thị A Thập Lục thuận thế duỗi tay, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. A Tống lập gia đình người, cái kia đại gia xưng hào ta đều phải đổi biến đổi. Lý Âm Trúc ngọt ngọt cười, đối Tô Thị A Thập Lục kêu, A Thập Lục muội muội. Phốc, đang uống nước Tống Thư Hàng một miệng trà toàn bộ phun tới. Bi lần này, siêu vui vẻ, Lý Âm Trúc ngồi trên người A Thập Lục, đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Nói xong, nàng tựa ở Tô Thị A Thập Lục trong ngực, nhẹ nhàng cọ sát A Thập Lục. Đây là đang biểu đạt chính nàng đối A Thập Lục ưa thích. Bi về bi, nàng vẫn là rất ưa thích Tô Thị A Thập Lục. Cọ xong sau, Lý Âm Trúc lại tại A Thập Lục trong ngực tìm cái thoải mái vị trí, co quắp tại nàng trong ngực không nhúc nhích. Một lát sau, nàng lông mi thật dài khép lại, mấy giây ở giữa liền sa vào đến trạng thái ngủ. Đều đều tiếng hít thở vang lên, theo nàng có tiết tấu hô hấp, có hàn khí từ trên người nàng khuếch tán ra tới. Hàn khí khuếch tán ra đến về sau, thân thể của nàng bắt đầu biến hóa. Tại Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ ánh mắt kinh ngạc bên trong nháy mắt, Lý Âm Trúc thân thể bắt đầu trưởng thành, rất nhanh phát triển đến 5-6 tuổi lớn nhỏ. A, Tống Ba Ba sững sờ. 5-6 tuổi Lý Âm Trúc bộ dáng, hắn rốt cục bắt đầu nhìn quen mắt lên. Tiểu Âm Trúc đây là đang nóng nở ra lạnh co lại. Tống Thư Hàng chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn giải thích nói, Tiểu Âm Trúc bởi vì lạnh chứng nguyên nhân, thân thể sẽ tại từng cái tuổi tác giai đoạn tiến hành hoán đổi. Đương thể nội hàn khí dâng lên lúc, thân thể của nàng sẽ lạnh co lại. Mà khi hàn khí bị bài xuất bên ngoài cơ thể về sau, nhiệt độ cơ thể tăng trở lại lúc, thân thể của nàng liền sẽ lớn lên một số. Cái này phi thường khoa học. Lần trước, hắn đem Lý Âm Trúc cùng Tiểu Quả Quả mang về nhà lúc, Lý Âm Trúc liền duy trì lấy 5-6 tuổi bộ dáng. Lúc này nàng nóng trứng sau bộ dáng, hẳn là khơi gợi lên Tống Ba Ba ký ức. Bất quá lần trước trở về nhà lúc, hắn cùng Lý Âm Trúc quan hệ giữa cùng hiện tại khác biệt, cũng không có xác định người nhà quan hệ. Tống Ba Ba, người quản cái này gọi là nóng nở ra lạnh co lại. Lần trước cùng Tiểu Hòa Thượng kia đồng thời trở về chính là Âm Trúc. Tống Mụ Mụ hơi kinh ngạc sờ lên A Thập Lục trong ngực Tiểu Âm Trúc. Chuyện thần kỳ như vậy, trực tiếp phát sinh ở các nàng trước mắt. Cái này so Tống Thư Hàng thi triển ngự đao phi hành thuật pháp, đáng tin hơn nhiều. Đúng vậy, lần trước ta mang theo nàng và Tiểu Quả Quả trở lại qua. Tống Thư Hàng lại bổ sung giới thiệu nói, mặt khác, bởi vì từ nhỏ đã thụ hàn chứng ảnh hưởng, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Âm Trúc phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say. Hậu kỳ bệnh tình tăng thêm lúc, hàn khí càng là trực tiếp sẽ đem nàng băng phong. Cho nên nàng tại tính cách phương diện, cơ hồ cùng một đứa bé không khác. Thậm chí so với phổ thông hài tử, càng phải ngây thơ một số. Tại giới thiệu nơi này lúc, Tống Thư Hàng tự động thay vào vong phụ Lý Thiên Tố đạo trưởng nhân vật, trên mặt tràn đầy tình thương của cha. Đợi đã, Tiểu Quả Quả sẽ không cũng là con của ngươi à? Tống Mụ Mụ đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu Quả Quả nhà hắn người còn sống thật tốt. Mà lại ta cũng không có gặp mặt liền thu người làm con trai cùng nữ nhi yêu thích à. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười.
Tống Mụ Mụ tiếc nuối nói, đáng tiếc, tiểu gia hỏa kia hổ đầu hổ não, rất khả ái. Tống Thư Hàng, nếu như mẹ ngài biết hắn sẽ lặng lẽ rời nhà ra ngoài, đem bản thân bán cho bọn buôn người, liền vì cắt cái chỉ, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy hắn khả ái. Hổ đầu hổ não ngược lại là thật sự, cái kia hùng hài tử đặc biệt hổ, không chỉ có sẽ tự mình rời nhà trốn đi, sẽ còn mang hai cái tiểu loli cùng một chỗ rời nhà. Tống ba ba đến trong phòng lấy đầu chăn lông, đưa cho Tống Thư Hàng. Tại một số chi tiết phương diện, ấm nam Tống ba ba so Tống Mụ Mụ còn muốn cẩn thận. Tống Thư Hàng quay người đem chăn lông nhẹ nhàng đắp lên tiểu âm trúc cùng Tô Thị A Thập Lục trên người. Tiểu âm trúc cụ thể lớn bao nhiêu rồi? Tô Thị A Thập Lục cúi đầu nhìn qua trong ngực Lý Âm Trúc, lặng lẽ hướng Tống Thư Hàng truyền âm hỏi. Tống Thư Hàng cười vỗ vỗ Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ, truyền âm trả lời, cụ thể tuổi tác ta không biết, nhưng tiểu âm trúc vừa cùng ta gặp mặt lúc, đã là tứ phẩm cảnh giới, có thể ngự sử kiếm hoàn. Trong ngực tiểu âm trúc tại Tô Thị A Thập Lục trong ngực ủi ủi, hơi nhíu lên lông mày. Ngủ say bên trong nàng lại lật cái thân, quanh thân hàn khí nội liếm, thân hình kịch liệt thu nhỏ, khôi phục lại một tuổi tả hữu lớn nhỏ. Lúc này, nàng nhíu chặt lông mày mới hài lòng buông ra, hài lòng núp ở A Thập Lục trong ngực. Trên cổ khăn quàng cổ tỉ tỉ nhịn không được phát ra tiếng cười, A Thập Lục còn cần mau mau lớn lên mới giải A. Nghe nói sinh con về sau, có thể để thiếu nữ hai lần phát dục. Cũng không biết cái này truyền ngôn là thật là giả. Khăn quàng cổ tỉ tỉ đang suy nghĩ cái gì muốn hay không hướng Tô Thị A Thập Lục nói một chút đề nghị này. Lưu cho Tống Thư Hàng thời gian đã không nhiều lắm. Ai cũng không thể cam đoan Tống Thư Hàng quay đầu có thể hay không lập tức chân chính tấn thăng bát phẩm cảnh giới, nhân tiền hiển thánh, giảng một đợt pháp, sau đó liền triệt để tuyệt dục. Dưới lầu, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô đưa tiễn Trường Sinh kiếm tông minh hành tử về sau, đứng dậy trở về. Vừa vào nhà lúc, bọn hắn liền nhìn thấy Tô Sơn huyền thánh trong ngực lại nhiều thêm một vị bát phẩm đại lão âm trúc cổ thánh. Mặc dù âm trúc cổ thánh thu thỏ thành hài nhi lớn nhỏ, nhưng nàng trên người thiên hạ không ai không biết ngài thánh ấn hiệu quả vẫn còn ở đó. Bá Tống tiền bối nhà hôm nay có thể nói là đại lão tụ tập. Bất quá âm trúc cổ thánh là lúc nào qua tới. Lại một vị đại lão đăng tràng, để Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô có chút câu thúc bắt đầu. Mà lúc này, Tống Mụ Mụ vừa vặn mở miệng nói, ngoại trừ âm trúc nữ nhi này bên ngoài, người còn có hay không kinh hỉ muốn nói cho chúng ta biết. Một hơi toàn đổ ra đi. Âm trúc cổ thánh lại là Bá Tống tiền bối nữ nhi. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô lại lấy được một đầu rung động tin tức, âm thầm ghi tạc trong lòng. Năm ngoái hiển thánh nhiều như vậy vị bát phẩm thánh quân bên trong, tựa hồ có rất nhiều đều cùng Bá Tống tiền bối ở giữa có quan hệ tốt đẹp. Thất sinh phù, thường viễn tử, thiên nhai tử ba vị cũng không cần nói, bọn hắn thế nhưng là đã từng may mắn cùng Bá Tống tiền bối cùng một chỗ độ kiếp, đúc thành tu chân giới lần đầu nhiều người độ bát phẩm thiên kiếp ca tụng tồn tại. Bọn hắn cùng Bá Tống tiền bối quan hệ trong đó, khẳng định rất tốt. Còn có Bạch Thánh Quân, nghe nói lần này Bạch Thánh sau khi xuất quan, cơ hồ cùng Bá Tống tiền bối như hình với bóng. Có đoạn thời gian, muốn tìm Bạch Thánh Quân lời nói, chỉ muốn đánh nghe bên dưới Bá Tống tiền bối ở đâu, liền có thể tìm tới Bạch Thánh Quân. Linh Điệp Tử Cổ Thánh cùng Tô Sơn Huyền Thánh, cùng Âm Trúc Cổ Thánh, bây giờ đang ở Bá Tống tiền bối nhà ngồi. Linh Điệp Thánh Quân thì là phụ thân của Linh Điệp Tử Cổ Thánh, một môn hai huyền thánh, phi thường đáng sợ. Như thế tính toán, năm ngoái tấn thăng huyền thánh bên trong, tuyệt đại bộ phận đều cùng Bá Tống huyền thánh có quan hệ. Thương Hải thư sinh con mắt một mù, phát hiện hoa điểm. Có lẽ đón lấy đến có vị tiền bối nào muốn tấn thăng huyền thánh lời nói, phải cùng Bá Tống tiền bối tạo mối quan hệ. Kể từ đó, nhất định có thể tăng cường độ kiếp xác suất thành công, nhân tiền hiển thánh. Bên trên Diệu Thanh đạo cô cũng có tương tự suy nghĩ, hai người nhao nhao đem điểm ấy ghi ở trong lòng, chuẩn bị trở về đầu phản hồi cho sư môn trưởng bối. Nữ nhi loại hình đã không có, bất quá, ta còn thu mấy vị đệ tử. Lúc này, Tống Thư Hàng trả lời, nhị đệ tử Sở Sở, còn tại bồi dưỡng bên trong. Nàng là kiếm pháp cùng tiên chủ song tu, hiện tại đang tại tu chân giới đỉnh tiêm tiên chủ đại sư nơi đó bồi dưỡng tiên chủ bí pháp. Đợi nàng xuất sư về sau. Ta mang nàng tới gặp các ngươi, đến lúc đó để cho các ngươi nếm thử thủ nghệ của nàng. Sở Sở, nghe nói trước đó không lâu Biệt Tuyết Tiên Cơ ở đâu tới vị gọi Sở Sở tiên tử, tại nàng nơi đó học tập trù nghệ thuật.
vị này lại là bá tống tiền bối đệ tử. Thương Hải thư sinh ngay lập tức đem điểm ấy ghi chép lại. Sở Sở tiên tử tương lai đến trọng điểm tiêu ký, tuyệt đối không nên trêu chọc. Đương nhiên, tin tức này muốn giữ bí mật, không thể tùy tiện tiết lộ. Tống Thư Hàng vừa tiếp tục nói, mặt khác, tam đệ tử đã từng độ kiếp, xảy ra chút ngoài ý muốn. Bây giờ còn đang một lần nữa sinh trưởng bên trong. Đại đệ tử đâu? Tống Ba Ba hỏi. Mới mở miệng trước giảng nhị đệ tử cùng tam đệ tử, dạng này hắn rất khó chịu được không? Đại đệ tử xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, vẫy tay. Một đầu khả ái tiểu thải tước bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tống Ba Ba, Tống Mụ Mụ, đại đệ tử, tiểu tước nhi. Trong khoảng thời gian này, tiểu thải một mực đang duy trì các ngươi. Tống Thư Hàng cười nói. Tiểu thải gặp qua hai vị sư tổ, tước yêu tiểu thải chắp tay cánh, soái khí nói. Cái này thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tiểu thải là vị tiểu cô nương, Tống Mụ Mụ hỏi. Còn có trước đó cái kia gọi Sở Sở, nghe cũng giống là nữ hài danh tự. Làm mụ mụ, góc độ chính là như thế xảo trá. Hồi sư tổ, tiểu thải thật là thân nữ nhi. Tiểu thải không có nghe được Tống mẹ lời nói bên trong ý tứ, nàng cánh có chút thu hồi, soái khí tại sư phụ lòng bàn tay nhảy lên. Lúc này tiểu thải đã dùng qua Tống Thư Hàng từ Hắc Long thế giới mang về hóa hình thạch nhũ, hiện nàng đã có thể huyễn hóa thành người. Chỉ là so sánh với nhân loại hình thái, nàng càng ưa thích chim tước hình thức. Cương thủ cộng đao pháp cộng đao ý thông huyền hạt sen, nàng là chuẩn bị đi xong đao lưu thải tước. Tống Mụ Mụ nhếch miệng lên, nhìn về phía nhi tử từ Tống Thư Hàng tiến vào gia môn đến bây giờ, nàng phát hiện nhi tử hướng các nàng giới thiệu tất cả thành viên đều là cô nương. Mặc kệ là bạn gái, vật trang sức, hài tử, đệ tử, thậm chí ngay cả chim tước đệ tử đều là cô nương. Nhà ta nhi tử ngốc lúc nào như thế được ưa chuộng rồi. Mẹ! Kỳ thật ta còn có cái hai cái dự bị đệ tử. Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng nói bổ sung. Hiểu con không ai bằng mẹ, trái lại Tống Mụ Mụ ý nghĩ sóng điện tuyến lộ đồ Tống Thư Hàng cũng phi thường tinh thông, dù sao cũng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Sư phụ còn có dự bị đệ tử. Tiểu thải nghi ngờ nhìn về phía sư phụ, việc này nàng vậy mà đều không biết. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng nói, vị kia đệ tử gọi Joseph, là vị người ngoại quốc. Bởi vì một số cơ duyên xảo hợp, hiện tại miễn cưỡng xem như ký danh đệ tử đi. Mặt khác, ta tại một cái thế giới khác còn có một vị tiềm lực lớn vô cùng đệ tử, ta đang chờ hắn trưởng thành, xông qua ta thí luyện, sau đó thu hắn làm đệ tử, hắn cùng ta rất xứng đôi. Hắc Long thế giới thiếu niên Xích Đồng, là một cái tự mang phục sinh năng lực, cũng đã từng quả quyết xóa nick luyện lại thiên tài. Tống Thư Hàng cùng hắn ước định cẩn thận, hiện tại chỉ chờ hắn trưởng thành, trở thành đệ tử của mình. Sự bị đệ tử đều là nam, Tống Mụ Mụ hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tống Mụ Mụ cũng không hiểu thấu nhẹ gật đầu. Bên trên Tống Ba Ba một mặt không hiểu thấu. Giữa trưa, Tống Mụ Mụ chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Tống Thư Hàng bọn người cảnh giới bây giờ, sớm đã đạt đến tích cốc tu vi, ăn cơm đã biến thành có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Nhưng Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba vẫn là người bình thường. Các ngươi buổi chiều liền muốn đi soát cái kia vọng, Tống Mụ Mụ hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sở dĩ thừa dịp hiện tại ta còn tại Văn Châu Thị, liền nhiều thay Cố Hương giải quyết điểm phiền não đi. Tống Ba Ba ủng hộ nói, cũng đúng, nơi này là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. Coi như chúng ta tạm thời muốn rời khỏi, cũng không thể quên căn. Người Hoa đều có lá dụng về cội lý niệm, chỉ muốn không ra cái gì tình huống đặc biệt. Như vậy căn ở nơi nào, nhà ở nơi nào, cả một đời cũng sẽ không biến. Bên trên Diệu Thanh Đạo cô cùng Thương Hải thư sinh may mắn tham gia bá tống huyền thánh gia đình liên hoan hoạt động, nội tâm kích động không được. Bá tống tiền bối, ta có thể chụp tấm hình chiếu sao? Diệu Thanh Đạo cô lấy dũng khí hỏi. Tống Thư Hàng cười nói, loại sự tình này tùy ý đi. Sau đó không lâu, hắn liền muốn tiếp phụ mẫu đi Nho Gia Kim Liên thế giới định cư. Sở dĩ hiện tại, hắn không còn lo lắng cho mình phụ mẫu tin tức giữ bí mật vấn đề. Mặt khác, xưa đâu bằng nay, hắn hôm nay đã không còn lo lắng hạng giá áo túi cơm dám đối phó người nhà của hắn. Ưa thích chụp ảnh yêu thích, cũng làm cho hắn nhớ tới Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Lệ Chi tiên tử. Đạt được bá tống tiền bối đồng ý về sau, Diệu Thanh Đạo cô mặt lộ vẻ mừng rỡ.
Nàng móc ra tự chụp cán, đưa điện thoại di động giơ lên cao cao, quả nhiên, không phải mỗi người đều cùng Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối như thế, tao thao tác phong phú. Lệ Chi tiên tử vì tự chụp, thậm chí còn nghiên cứu ra chuyên môn dùng để chụp ảnh pháp thuật, có thể để máy ảnh hoặc điện thoại tiến vào không người quay chụp hình thức. Diệu Thanh đạo cô có thể làm không đến. Đập xong ảnh chụp về sau, Diệu Thanh đạo cô lại chờ mong hỏi, tiền bối, ta có thể phát bằng hữu vòng sao? Tiêu đề nàng đều nghĩ kỹ, hôm nay có may mắn cùng bá tống tiền bối cùng bàn ăn cơm, cả bàn đồ ăn là bá tống tiền bối mẫu thân Triệu gia lão tổ tự tay nấu nướng. Tùy ý đi, Tống Thư Hàng vui a nói. Tạ ơn tiền bối, Diệu Thanh đạo cô vui vẻ cúi đầu, tại điện thoại di động của mình bên trên thao tác bắt đầu. Bá tống tiền bối chân nhân, quả nhiên so trong truyền thuyết muốn thân thiết rất nhiều, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tống mụ mụ. Loại con này đột nhiên thành đại nhân vật cảm giác, nàng trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng. Có trời mới biết con của mình một năm qua này đều kinh lịch cái gì. Lại nói Thư Hàng, Tống ba ba đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, Ta và mẹ của ngươi hiện tại tu luyện còn tới kịp sao? Tống ba ba nghiêm túc hỏi, hắn còn muốn tiếp tục yêu Tống mụ mụ một vạn năm, yêu thương chưa xuất thế nữ nhi một vạn năm. Tống Thư Hàng trả lời, trên lý luận tới nói, trễ, vượt qua 8 tuổi liền cái gì hí. 8 tuổi năm đó, ngươi cũng vẫn còn ở đó. Tống ba ba lời nói đến một nửa lúc, đột nhiên cắt đứt. Nhi tử thật vất vả mang theo hai cái có hí cô nương trở về, hắn sao có thể tại hai vị cô nương trước mặt yếu đi nhi tử mặt mũi. Huống chi, còn có Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô ở bên, hắn tự nhiên muốn giữ gìn nhi tử hình tượng. Bên trên Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô vội vàng cúi đầu không nói, sợ nghe được bá tống tiền bối cái gì hắc lịch sử. Sở dĩ ta nói rõ lý lẽ luận lên a. Tống Thư Hàng cười nói, lại cho ta chút thời gian, về sau sẽ có biện pháp. Tin tưởng các ngươi nhi tử thủ đoạn. Hiện tại dẫn đạo phụ mẫu đi tu luyện, ý nghĩa không lớn. Chờ đến Nho gia thế giới về sau, hắn sẽ thỉnh cầu Nho gia trước cho phụ mẫu đánh xuống phương diện tu luyện lý luận tri thức. Dù sao Nho gia dạy bảo năng lực thiên hạ vô song. Sau đó, liền chờ tương lai lại nói. Bá tống tiền bối, quả nhiên là muốn tranh đoạt thiên đạo. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù không biết bá tống tiền bối phụ mẫu vì cái gì không có tu luyện, vẫn là người bình thường. Nhưng quả nhiên, bá tống tiền bối đem phụ mẫu phong ấn đến cái niên đại này giải phong, vì cho phụ mẫu mưu đồ tương lai. Người bình thường đến bá tống phụ mẫu tuổi đời này, sớm đã không có tu luyện khả năng. Bất kể là cái nào thể hệ tu luyện giả, tuổi tác đến trình độ nhất định về sau, trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, nếu không đều nhất định tiền đồ không ánh sáng. Nhưng nếu như, bá tống tiền bối tranh đoạt thiên đạo, chứng đạo bất hủ về sau, vì chính mình phụ mẫu nghịch thiên cải mệnh, há không dễ như trở bàn tay. Bởi như vậy, tựa hồ rất nhiều vấn đề đều có thể giải thích thông. Bá tống tiền bối bóp lấy thời đại này chứng đạo, hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Không hổ là bá tống tiền bối, khiến cho cả cái thời đại run rẩy nam nhân. Tại Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong lòng, bá tống tiền bối hình tượng lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Nghỉ ngơi một chút, một hồi về sau, chúng ta xuất phát. Tống Thư Hàng đứng lên nói. Tống tiền bối, bạch tiền bối tại quần bên trong ngươi. Lúc này, bên trên Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói. Bạch tiền bối thượng tuyến rồi. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra. Bạch tiền bối không phải còn tại mưu đồ tạo thần sao? Hôm nay cứ nhiên có không thượng tuyến. Mở ra điện thoại, mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần về sau, Tống Thư Hàng thấy được bạch tiền bối lên tiếng. Bá Diệt, Thư Hàng, có online không? Tống Thư Hàng trả lời, bạch tiền bối tìm ta. Ta là Lưu Tinh Kiếm, chủ nhân còn tại vội vàng. Bạch tiền bối tài khoản trả lời. Khó trách bạch tiền bối không thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng trực tiếp liên hệ Tống Thư Hàng, nguyên lai là hắn bản mệnh phi kiếm Lưu Tinh Kiếm tại thao tác tài khoản. Đợi đã. Lưu Tinh Kiếm sinh ra ý thức. Tống Thư Hàng nói, lợi hại, bạch tiền bối. Lưu Tinh Kiếm đây là ra đời hoàn chỉnh khí linh. Cùng hắn nghịch kình khí linh tiểu tiên tử khác biệt, bạch tiền bối Lưu Tinh Kiếm khí linh độ hoàn thành cực cao, ngưng tụ thành hình về sau, liền đã có thể thay thế chủ nhân thượng tuyến nói chuyện phiếm. Đây là đạt đến Xích Tiêu Kiếm tiền bối đẳng cấp khí linh. Tô Thị A Thập Lục nói,
Bạch Tiền Bối Lưu Tinh Kiếm ngay từ đầu liền đã có được yếu ớt ý thức, có người lần trước cho hắn thuốc nhỏ mắt về sau, Lưu Tinh Kiếm sinh ra khí linh cũng không kỳ quái. Bất quá hắn đã có thể thay Bạch Tiền Bối thượng tuyến nói chuyện phiếm, đây mới là chỗ lợi hại nhất, không hổ là Bạch Tiền Bối. Trong tay chúng ta cũng có thuốc nhỏ mắt, cho nên chúng ta không thể yếu hơn Bạch Tiền Bối, tranh thủ sớm ngày bồi dưỡng được thuộc về chúng ta khí linh tới. Vũ Nhu Tử nắm tay, vì mọi người cổ vũ sĩ khí. Diệu Thanh Đạo Cô cùng Thương Hải Thư Sinh một mặt mộng bức sinh ra khí linh loại chuyện này, cùng thuốc nhỏ mắt có quan hệ gì? Đây là hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt chủ đề a. Mặt khác, bá tống tiền bối trong miệng Bạch Tiền Bối chỉ hẳn là Bạch Thánh. Bạch Thánh quả nhiên không giống bình thường, thậm chí ngay cả bá tống huyền thánh đều muốn gọi hắn một tiếng tiền bối, mà lại có khí linh pháp khí, phi thường hiếm thấy. Mỗi một kiện sinh ra khí linh pháp khí, đều đủ để tái nhập tu chân giới lịch sử. Phải biết, đại bộ phận cửu phẩm kiếp thiên pháp khí đều không có khí linh, trên cơ bản đã biết có được khí linh pháp khí, toàn bộ là trường sinh giả thần binh. Trên cơ bản, khí linh thần binh hiếm có trình độ cùng trường sinh giả thành có quan hệ trực tiếp. Bạch Thánh thần binh cứ nhiên đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh khí linh, còn hiểu đến thượng tuyến nói chuyện phiếm, không hổ là tu chân giới đám người tình nhân trong mộng Bạch Thánh quân. Bạch Thánh quân chuôi này Lưu Tinh Kiếm vậy mà lại thượng tuyến tán gẫu. Thư Hàng, một hồi người tài khoản ta mượn dùng một chút, ta có không cùng Lưu Tinh Kiếm tâm sự. Tống Thư Hàng bên hông bia đá đạo hữu vui vẻ nói. Cùng là Bạch tác phẩm, bia đá đạo hữu cảm giác mình cùng Lưu Tinh Kiếm ở giữa nhất định rất có tiếng nói chung. Ha ha, người một cái bia đá, cùng Lưu Tinh Kiếm đạo hữu ở giữa có thể có cái gì cộng đồng chủ đề. Thư Hàng, tài khoản giao cho ta. Đồng dạng thân là có được khí linh thần kiếm, ta cảm giác ta cùng Lưu Tinh Kiếm đạo hữu ở giữa tương đối nói chuyện tới. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối không cam lòng yếu thế, dùng thanh âm dễ nghe trả lời. Đều nói khí linh cùng chủ nhân ở giữa sẽ có mấy phần rất giống, cái này Lưu Tinh Kiếm là Bạch Thánh khí linh, khẳng định cũng giống như Bạch Thánh phi phàm tuấn mỹ, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đối là cái khó được tốt đối tượng. Y Tống Thư Hàng quyền sáo nổi lên hiện một người muội muội khoản khí linh. Nghịch kinh khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân tại quyền sáo bên trên, tay nhỏ hướng về phía trước duỗi trở đi, trong miệng phát ra sục sôi tiếng kêu. Ba cái khí linh. Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh Đạo Cô nuốt ngụm nước miếng bá tống tiền bối, danh bất hư truyền. Một thân ba khí linh thần trang, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Khi biết Bạch Tiền Bối tài khoản lại là Lưu Tinh Kiếm tại bên trên lúc, quần bên trong các tiền bối đều bị kinh đến. Dược sư, giọng nói Lưu Tinh Kiếm, người đang dùng cái gì đưa vào cú pháp? Chấn kinh rồi được không, vừa ngưng tụ khí linh Lưu Tinh Kiếm tốc độ viết chữ đều nhanh hơn hắn. Ta cùng chủ nhân một dạng, bất kể là ghép phần đưa vào cú pháp vẫn là năm bút thậm chí là viết tay, ta đều biết. Lưu Tinh Kiếm rất thành thật trả lời. Dược sư, Tuyết Lang động chủ hiếu kỳ nói, cái kia Lưu Tinh Kiếm. Ngươi dùng mũi kiếm đâm chữ sao? Ta là khí linh A, ta có thể ngưng tụ ra khí linh hình thái, lấy tay đánh chữ. Lưu Tinh Kiếm trả lời. Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói, Lưu Tinh Kiếm ngươi nhanh phát trương tự chụp, để cho chúng ta nhìn xem hình dạng của ngươi. Tạm thời ta bề ngoài còn không có hoàn toàn xác định được, ta còn tại bóp mặt, sở dĩ Lệ Chi tiên tử, chờ ta bóp tốt bề ngoài sau ta tái phát tự chụp đi. Lưu Tinh Kiếm trả lời. Tiểu gia hỏa này. Có thể thành thật. Vô luận quần bên trong tiền bối hỏi cái gì, nó đều sẽ trả lời thành thật. Cuồng đao tam lãng, Lưu Tinh Kiếm, người bây giờ đã bóp ra giới tính sao? Bóp giới tính là tiên tử vẫn là không phải tiên tử. Hệ thống tin tức nhắc nhở, người sử dụng cuồng đao tam lãng đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn một ngày. Cuồng đao tam lãng một mặt mộng ép nhìn qua bị cấm ngôn bản thân. Chẳng lẽ là Hoàng Sơn tiền bối âm thầm dòm bình phong? Đem hắn cấm ngôn rồi. Là Hoàng Sơn tiền bối xuất thủ sao? Mê Chi mỉm cười biểu lộ Bắc Hà tán nhân hỏi. Không phải, ta không xuất thủ. Là Lưu Tinh Kiếm xuất thủ đem tam lãng cấm ngôn. Bạch tiền bối tài khoản là nhân viên quản lý tài khoản. Hoàng Sơn tiền bối trả lời. Bắc Hà tán nhân, lợi hại Lưu Tinh Kiếm. Thậm chí ngay cả cấm ngôn công năng đều sẽ thao tác, tam lãng chết không oan. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Đại gia trước đừng làm rộn, có vấn đề muốn hỏi Lưu Tinh Kiếm lời nói, một hồi nhắc lại. Bạch tiền bối có chuyện tìm Tống Thư Hàng tiểu hữu A.
đừng chậm trễ Bạch tiền bối sự. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, ngón tay bay động tại quần bên trong đưa vào nói, Bạch tiền bối có chuyện gì tìm ta sao? Thư Hàng đạo hữu gần nhất hiện thế tả vọng tình huống như thế nào? Lưu Tinh Kiếm hỏi. Thiên đạo sụp đổ về sau, hiện tại chư thiên vạn giới hỗn loạn một đoàn, có thiên đạo di thuế hiện thế, các nơi tà vọng cũng nhao nhao hiển hiện. Ta gần nhất đang định soát quét một cái tà vọng, hảo hảo nghiên cứu một chút bọn chúng tác dụng. Tống Thư Hàng trả lời. Lưu Tinh Kiếm, nếu như Thư Hàng đạo hữu ngươi chuẩn bị đối phó tà vọng lời nói, cái kia mời giúp chủ nhân thu thập một nhóm tà vọng hạch tâm. Phàm là uy hiếp độ lớn hơn ngũ phẩm cảnh giới tà vọng thể nội, hẳn là đều sẽ có hạch tâm tồn tại. Hạch tâm bộ dáng nhiều mặt, có hạt châu hình, có thủy tinh hình, có thậm chí là khung xương hoặc là một miếng thịt chất vật. Dù sao chỉ cần là tà vọng hạch tâm đều có thể. Chủ nhân thí nghiệm bên trong cần đại lượng tà vọng hạch tâm. Chủ nhân nói, có thể giá cao thu mua, sẽ cho ngươi một cái động tâm giá tiền đâu. Ta còn thiếu Bạch tiền bối một số lớn không cách nào hoàn lại nợ khổng lồ đâu, ta một hồi đi soát tà vọng thời điểm, sẽ chú ý thu thập hạch tâm. Tống Thư Hàng trả lời. Đến lúc đó, chỉ ít trước dùng tà vọng hạch tâm chống đỡ một bộ phận Bạch tiền bối mượn tiền. Lợi tức đi. Lưu Tinh Kiếm, quần bên trong đạo hữu cũng giống vậy, nếu như có hứng thú, có thể đi làm một nhóm tà vọng hạch tâm. Có bao nhiêu chủ nhân liền thu bao nhiêu, mà lại. Không giới hạn trong linh thạch thu mua. Đến lúc đó, lấy vật đổi vật cũng có thể. Bạch tiền bối nhất bổng. Ta vĩnh viễn yêu Bạch tiền bối. Năm nay ăn Tết hoạt động quyết định. Chính là soát tà vọng hạch tâm. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, chủ nhân hy vọng Thư Hàng đạo hữu người có thể trợ giúp thu mua xuống tà vọng hạch tâm. Lưu Tinh Kiếm lại nói. Không có vấn đề, bao trên người ta. Mặt khác, ta chuẩn bị tại lần sau giảng pháp thời điểm, đem đối phó tà vọng phương pháp xem như giảng pháp bản thảo. Giảng pháp hoàn tất về sau, lại phụ bên trên thu tà vọng hạch tâm quảng cáo. Đến lúc đó, nhất định sinh ý nóng nảy. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Cửu Châu nhất hào quần thành viên. Ngươi không phải đã nói, lần trước là một lần cuối cùng giảng pháp sao? Từ mặt chữ bên trên ý tứ đến xem, bá Tống mỗi tháng giảng pháp tiết mục căn bản còn không có hoàn tất. Chờ một chút, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi mới vừa nói lần sau giảng pháp. Ngươi không phải đã một lần cuối cùng giảng pháp kết thúc rồi à? Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu vội vàng hỏi. Tại nhân tiền hiển thánh. Huyền Thánh giảng pháp khâu đánh quảng cáo. Thư Hàng ngươi thật đúng là quỷ tài. Bắc Hà tán nhân dở khóc dở cười. Nếu như đổi thành tu sĩ khác Huyền Thánh giảng pháp, chỉ sợ không ai dám chơi như vậy. Thường Viễn Tử chính là vết xe đổ, lợi dụng Huyền Thánh giảng pháp khâu lớn mật tỏ tình, cuối cùng hạn nhập tâm ma kiếp bên trong, từ nuốt quả đắng. Nhưng Thư Hàng hoàn toàn có thể như thế bốc đồng chơi một thanh, không nói trước hắn một lần cuối cùng giảng pháp cảnh cáo. JPG liền chỉ nói hắn một thân hùng hậu công đức chi lực, cũng căn bản không sợ chỉ là tâm ma kiếp. Thậm chí rất có thể Thư Hàng còn tại chờ mong tâm ma kiếp giáng lâm cũng không nhất định. Tống Thư Hàng mỉm cười, trả lời, dù sao tiếp xuống chính là ta chân chính một lần cuối cùng giảng pháp, lần trước giảng pháp thao tác sai lầm, lần này ta tuyệt đối sẽ không tái xuất vấn đề. Một lần cuối cùng giảng pháp, ta nhất định phải hợp lý lợi dụng. Diệt Phượng công tử. Ta thà rằng tin tưởng chó có thể sửa lại đớp cứt. Đậu đậu, Diệt Phượng ngươi đây là mấy cái ý tứ. Lúc này, Đông Phương Lục tiên tử đột nhiên lên tiếng nói, ta tin tưởng bá Tống, bá Nho, bá Ma, bá Long, bá Diệt đạo hữu, tiếp xuống giảng pháp nhất định là ngươi một lần cuối cùng giảng pháp. Ngươi mỗi một lần giảng pháp hoàn tất về sau, ta đều là như thế tin chắc. Phần này tín nhiệm, đến nay chưa biến. Cho nên, xem ở ta như thế tín nhiệm ngươi phân thượng. Thư Hàng ngươi lần sau nữa giảng pháp thời điểm, trước cho ta nói chuyện riêng cái nhắc nhở, để ta có chuẩn bị tâm lý thế nào. Tống Thư Hàng. Tạo hóa pháp vương phụ nói, yên tâm đi, Thư Hàng. Coi như toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần người đều không tin ngươi, ta vẫn là đối ngươi ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì ngươi là ta mê ca nhạc A, thân là ca sĩ, chính là đối fan hâm mộ có được lòng tin tuyệt đối A. Yên tâm lớn mật đi làm đi, Thư Hàng. Dược sư tiền bối tài khoản lên tiếng nói, ta chuyên môn nghiên cứu đối bá Tống hình thuốc tránh thai đã đưa ra thị trường. Chỉ cần ngươi lớn mật đi giảng pháp, đến tiếp sau cái này đan dược ích lợi ta có thể phân ngươi hai thành. Tống Thư Hàng. Ngày này hoàn toàn trò chuyện không nổi nữa. Cáo từ, cáo từ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu,
Thư Hàng, đánh xong quảng cáo về sau, người muốn ở nơi đó thu Tà Vọng Hạch Tâm. Dù sao cũng phải có cái Thư Hàng địa điểm a. Tống Thư Hàng, Lưu Tinh Kiếm, Bạch Tiền Bối có sắp xếp sao? Chủ nhân hiện tại phi thường bận bịu, cho nên mới nghĩ đến mời Thư Hàng đạo hữu người hỗ trợ thu một nhóm Tà Vọng Hạch Tâm. Lưu Tinh Kiếm trả lời. Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn Tiền Bối vuốt vuốt mi tâm, nói, mà thôi, ta vừa vặn có rảnh. Ta đến lúc đó tại mặt trăng bố trí một cái thu mua Tà Vọng Hạch Tâm địa điểm. Đến lúc đó có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu đi. Thư Hàng ngươi lần sau giảng pháp muốn lúc bắt đầu, cho ta phát cái tín hiệu, ta đem thu mua Tà Vọng địa điểm tọa độ phát cho ngươi. Tống Thư Hàng nhanh chóng đưa vào, tạ ơn Hoàng Sơn Tiền Bối. Tại Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, Hoàng Sơn Tiền Bối tựa như là cái gì đều có thể bán đại lão cái chăn, tại nhân tình này mỏng lạnh thời đại bên trong, Hoàng Sơn Tiền Bối luôn luôn có thể mang cho quần viên một tia ấm áp. Cái kia các vị tiền bối, ta buổi chiều muốn dẫn người đi soát một nhóm Tà Vọng thử một chút, tiện thể lấy nghiên cứu một chút Tà Vọng. Đến lúc đó, nếu như ta có nghiên cứu ra điểm hiệu quả, lại đến tuyến cùng mọi người chia sẻ kinh nghiệm. Tống Thư Hàng phát cái vẫy tay từ biệt biểu lộ, tạm thời hạ tuyến. Đợi Tống Thư Hàng hạ tuyến sau. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ok biểu lộ người nào muốn biết nói chuyện riêng ta. Sau một khắc, toàn bộ Cửu Châu Nhất Hào Quần tại tuyến thành viên, điên cuồng nói chuyện riêng Hoàng Sơn Tiền Bối. Hoàng Sơn Tiền Bối mượn Tà Vọng điểm thu mua sự kiện, thuận lợi moi ra Tống Thư Hàng đợt tiếp theo giảng pháp thời gian cụ thể. Đến lúc đó chờ Tống Thư Hàng cho Hoàng Sơn Tiền Bối phát tin tức về sau. Hoàng Sơn Tiền Bối liền có thể kịp thời tại quần bên trong cho mọi người đánh cái dự phòng châm. Thu hồi điện thoại sau. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, đi thôi, cách chúng ta gần nhất uy hiếp đẳng cấp tương đối cao Tà Vọng, tại vị trí nào? Tại Bạch Kinh Lộ phụ cận Hồng Mã Trấn khu vực Phạm Vi, nơi đó có một chỗ vứt bỏ trường cũ, nguyên bản ở vào đợi phá dỡ trạng thái. Thiên địa đại biến về sau, nơi đó có Tà Vọng giáng lâm, lấy khu vực kia vì tổ. Cái kia Tà Vọng không biết ra sao lai lịch, chúng ta sử dụng các loại phương pháp, cũng vô pháp đưa chúng nó xua tan, chỉ có thể miễn cưỡng đưa chúng nó áp chế ở trường cũ, nghiên cứu bọn chúng thuộc tính. Thương Hải Thư Sinh lên tiếng nói. Tà Vọng thứ này, quỷ dị khó lường, khác biệt Tà Vọng cần phương pháp khác nhau đi đối phó. Mà lại rất nhiều Tà Vọng sẽ còn tiến hóa, giữa lẫn nhau tiến hành dung hợp, hóa thành hoàn toàn mới chủng loại. Cho nên đối phó Tà Vọng. Hoặc là lấy hoàn toàn siêu việt Tà Vọng lực lượng, nhất cử đưa chúng nó triển sát. Hoặc là liền cần hảo hảo nghiên cứu bọn chúng thuộc tính, kết cấu, lại tìm ra phá giải phương pháp của bọn nó, đưa chúng nó khu diệt. Đây cũng là Tà Vọng đau đầu người khác địa phương. Hồng Mã Trấn, nhớ kỹ rất gần a. Tống Thư Hàng thần thức khuếch tán ra đến, hướng chỗ kia khu vực có chút quét qua, gật đầu nói, vẫn được, uy hiếp đẳng cấp hẳn là tại ngũ phẩm trở lên, đáng giá xuất thủ thử một chút. Hiện tại xuất phát sao? Tô Thị A Thập Lục đem Lý Âm Trúc đưa về phía Tống Thư Hàng. Nhưng khi Tống Thư Hàng chuẩn bị đem Lý Âm Trúc tiếp nhận xong lúc đến, nho nhỏ Lý Âm Trúc mày nhăn lại, bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy Tô Thị A Thập Lục quần áo không thả. Tống Thư Hàng. Ta đi thử một chút. Một bên Vũ Nhu Tử hiếu kỳ đưa tay, ôm lấy Lý Âm Trúc. Lý Âm Trúc có chút chống cự một chút, liền vung ra tay đến, thuận tay tiến vào Vũ Nhu Tử ôm ấp. Đồng thời, ngủ say bên trong nàng cái kia nhíu chặt lông mày đều nới lỏng ra, một mặt thỏa mãn. Tống Thư Hàng. Ta đây là bị chê. Có thể là đứa nhỏ này, trong tiềm thức, muốn mẫu tính ấm áp ôm ấp. Sở các chủ ngốc mau suy đoán nói. A Thập Lục, người còn cần càng thêm trưởng thành mới được a. Bạch Long tỷ tỷ cảm thán nói. Tô Thị A Thập Lục. Hồng Mã Trấn, trường cũ. Tà Vọng xây tổ khu vực phụ cận đã bị kéo lên lưới sắt, phòng ngừa không rõ chân tướng quần chúng ngộ nhập nơi đây. Đồng thời, tại lối vào có lực lượng cảnh bị phụ trách phòng thủ. Những này phụ trách thủ hộ cửa vào đều là trải qua một đoạn thời gian khẩn cấp huấn luyện, ý chí kiên định thành viên. Mỗi vị thành viên trang bị nội bộ, cũng còn mặc một chút cũ khoản pháp bào. Thiên địa biến hóa quá nhanh, rất nhiều thứ không kịp chế tạo gấp gáp. Chỉ có thể dùng đại tông môn đệ tử về hưu xuống tới pháp bảo ứng phó một chút. Tình huống đặc thù, tất cả mọi người không có chú ý như thế. Từ một cỗ màu đen xe đẩy đột nhiên thoáng hiện tại trường cũ lối vào chỗ. Trước đó chiếc này xe đẩy một mực ở vào ẩn hình trạng thái.
phụ trách bảo vệ canh gác nhân viên đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng biết lúc nào lên, xe đẩy tựa hồ tại tu chân giới lưu hành bắt đầu, năm nay có rất nhiều đại lão đều phối hợp như thế một cỗ tọa giá. Xe đẩy dừng hẳn sau. Một vị thân hình cao lớn Dương Hòa Thượng cùng một vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng, từ trên xe bước xuống. Chính là chỗ này sao? Ta đã từ đó ngửi thấy tà ác hương vị. Dương Hòa Thượng thao lấy một ngụm tiếng địa phương vị 10 phần tiếng phổ thông, nói. Chính là chỗ này, theo nghiên cứu nơi này tà vọng, có thể sẽ bị công đức chi quang khắc chế. Vị kia tiên phong đạo cốt đạo trưởng dùng một loại đau lòng giọng nói. Cho nên, lúc này ta liền phát huy được tác dụng a, sư phụ. Dương Hòa Thượng vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười ha ha nói. Vị đạo trưởng kia sờ lên lồng ngực của mình, buồn bực, phi thường khó chịu. Như vậy, ta tiến vào, sư phụ. Dương Hòa Thượng đưa tay lôi ra một kiện bích ngọc cà sa, khoác lên người. Đồng thời tay hắn trượt đi, một thanh cỡ lớn kim cương phục ma sử xuất hiện trong tay hắn. Vị đạo trưởng kia sắc mặt đều phát tím. Cuối cùng hắn thở dài, đối canh gác nhân viên nhẹ gật đầu. Canh gác nhân viên đưa tay, mở ra cửa vào đại môn, đưa mắt nhìn cái này một tăng một đạo tiến vào trường cũ. Lúc này trường cũ, bị một tầng thật dày xương trắng bao phủ, phi thường quỷ dị. Đưa mắt nhìn một tăng một đạo tiến vào trường cũ về sau, mấy vị canh gác nhân viên thận trọng một lần nữa đem đại môn đóng lại. Lại nói, vừa rồi vị đại sư kia có phải là đang gọi vị đạo trưởng kia sư phụ? Bên trái một vị mặt chữ quốc nam tử lên tiếng hỏi. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, chúng ta cũng nghe rõ ràng. Vị đại sư kia kêu nhiều lần, đều đang kêu lên dài sư phụ. Bên phải mặt dài nam tử trả lời. Phật nhận đạo thống, Phật vốn là đạo, mặt chữ quốc nam tử gật đầu nói. Mặt dài nam tử lại nói, các ngươi ai biết lái xe đẩy. Chí ít trước đem chiếc này xe đẩy chuyển qua một bên đi. Lại có một vị canh gác nhân viên nói. Đừng, tuyệt đối đừng. Mặt dài nam tử liên tục khoát tay, những này xe đẩy có độc, không thể chạm vào. Quả thực so tà vọng còn muốn đáng sợ. Hiển nhiên, vị này đã từng tiếp xúc qua cao nhân tọa giá, thậm chí đều chỉnh xuất bóng ma tâm lý. Cho nên, tay này đỡ máy kéo, cứ như vậy đặt vào liền tốt. Mặt dài nam tử dặn dò. Ước chừng mấy phút sau, rầm rầm rầm, trường cũ bên trong, truyền đến một trận bạo tạc tiếng vang. Còn có công trình kiến trúc ngã xuống oanh minh. Xem ra là đạo trưởng cùng đại sư cùng tà vọng gặp nhau. Mặt chữ quốc nam tử trầm giọng nói. Cũng không biết lần này đạo trưởng mang tới đại sư đệ tử, có thể hay không giải quyết nơi đây tà vọng. Thật sự nếu không tìm ra phương pháp giải quyết, cái này trường cũ bên trong tà vọng, chỉ sợ muốn đột phá áp chế vòng phòng ngự. Phụ trách thủ hộ nơi đây bọn hắn, mặc dù không cách nào thấy rõ tà vọng cụ thể hình dạng thế nào. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, trường cũ bên trong áp lực càng lúc càng lớn. Mỗi ngày có quỷ dị thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên, tần suất cũng càng ngày càng cao. Từ một ngày một lần biến thành hiện tại một ngày hơn 10 lần. Nếu không phải bọn hắn trải qua đặc thù huấn luyện, đã sớm không chịu nổi. Giống nha, phần phật, giống nha sân trường trong vùng. Vang lên từng đợt giống lên một tiếng. Kia là tà vọng tiếng kêu. Đây không phải một thanh âm, mà là mấy chục cái, thậm chí là mấy trăm cái thanh âm tập hợp tại cùng một chỗ, tại cùng nhau gầm rú. Nơi đây tà vọng, là nhiều cái tà vọng dung hợp tiến hóa thể, cũng là khiến tu sĩ đau đầu nhất loại hình. Ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Lúc này, vị đại sư kia thanh âm vang lên. Mơ hồ trong đó, có vạn trượng quang mang từ trường cũ bên trong nổ lên. Quang mang kia cho người ta một loại cảm giác ấm áp, quang mang kia sáng lên lúc, liền phảng phất thiên địa đều tại vì đại sư vỗ tay. Mà cái kia tà vọng giống lên một tiếng, trong chốc lát nhỏ yếu đi rất nhiều. Hữu dụng, tiếp tục, đạo trưởng trầm ổn nói. Đến a đến đỗi ta a, đại sư thanh âm tiếp tục vang lên. Sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng niệm lên một chuỗi kinh văn tới. Dùng chính là phổ thông chùa miếu bên trong đại sư niệm kinh tiết tấu. Chính là loại kia giống như là hát đồng dạng tụng kinh pháp. Nhưng cẩn thận nghe, lại phát hiện vị đại sư này đang dùng tiếng Anh thật nhanh đọc lấy cổ quái nội dung. Bởi vì đọc quá nhanh, người bình thường khả năng nghe không hiểu hắn tại niệm cái gì. Nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải Phật gia kinh văn nội dung.
bên cạnh đạo trưởng tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Mẹ đấy hống. Lúc này, Dương Hòa Thượng hét lớn một tiếng, trên tay Phật Châu bị hắn ném ra, mỗi một viên Phật Châu bên trên đều lóe sáng lên nồng đậm Phật quang. Phật Châu ném xong, Dương Hòa Thượng đối đạo trưởng kêu to, sư phụ, ta không kiên trì nổi. Đạo trưởng, những này tà vọng mặc dù bị công đức chi lực khắc chế, nhưng là ta công đức chi lực còn chưa đủ. Chúng ta rút lui trước, sau đó lại kéo một nhóm có công đức chi lực đạo hữu tới, tạo thành trận pháp, nhất định có thể phá nơi đây tà vọng. Đại sư kêu lên, đi, đạo trưởng kéo Dương Hòa Thượng cà sa, kéo lên thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía sau độn đi. Lúc đầu lần này, hắn mang đệ tử tới, cũng chính là thí nghiệm một chút công đức chi lực phải chăng khắc chế nơi đây tà vọng, cũng không có vọng tưởng qua Dương Hòa Thượng có thể giải quyết bản địa tà vọng. Chỉ cần nghiệm chứng công đức chi lực khắc chế nơi đây tà vọng, vậy bọn hắn liền có thể lập kế hoạch, triệt để đem nơi này tà vọng bóp tắt. Không tốt, sư phụ, lần này tà vọng đuổi theo chúng ta đến đây. Dương Hòa Thượng kêu lên. Bị phong ấn pháp thuật áp chế tà vọng, lần này bắt đầu cưỡng ép xung kích phong ấn, chết cắn Dương Hòa Thượng không thả. Công đức chi lực khắc chế bản địa tà vọng, nhưng cũng dụ hoặc lấy bọn chúng. Tất cả mọi người tránh lui. Đạo trưởng trầm giọng quát. Hắn đưa tay dùng sức ném đi, đem Dương Hòa Thượng ném ra ngoài trường cũ. Đồng thời, hắn đưa tay trên mặt đất nhấn một cái, kích hoạt tầng thứ hai phòng ngự phong ấn. Bản địa tà vọng khó có thể đối phó, vì phòng ngừa nó xông ra trường cũ, trước trước sau sau còn có gần 7 tầng phòng ngự. Tại Dương Hòa Thượng cùng tất cả canh gác nhân viên nhanh chóng tránh lui về sau, đạo trưởng nhanh chóng kích hoạt một tầng lại một tầng phòng ngự phong ấn, đem tà vọng ngăn lại. Liên hệ ta sư huynh. Nói cho hắn biết tà vọng bạo động, mau phái người tới trước đem tà vọng trấn áp xuống dưới. Mặt khác, công đức chi lực hoàn toàn chính xác khắc chế tà vọng, nhưng cũng sẽ kích thích tà vọng bạo động, lần sau hành động, nhất định phải nhất cử đem tà vọng đả diệt. Nếu không, hậu quả khó mà lường được, đạo trưởng quay đầu đối Dương Hòa Thượng nói. Được rồi, sư phụ, Dương Hòa Thượng lấy điện thoại cầm tay ra. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng không có gọi dãy số, mà là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời. Còn đứng ngây đó làm gì? Đạo trưởng còn tại kích hoạt phong ấn phòng ngự, thấy cái này ngốc đệ tử lúc này phát khờ, lập tức giận dữ. Này, Tống tiền bối! Lúc này, Dương Hòa Thượng đột nhiên đưa tay, đối bầu trời dùng sức lắc lư. Đạo trưởng! Hắn đồng dạng ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở trên không trung, có mấy đạo thân ảnh ngự kiếm, ngự đao, ngự hoa sen, từ không trung giáng xuống. Cầm đầu vị kia mặc dù mang theo mặt nạ. Nhưng hắn quần áo cách ăn mặc, còn có cái kia tao khí từng bước hắc liên, cùng bên hông treo bia đá pháp khí, đều để lộ ra thân phận của hắn. Bá Tống tiền bối, đạo trưởng miệng đều bầu. Vị này thiên hạ hôm nay không ai không biết, không người không hay đại lão, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? A, là ngươi a, đại sư, đã lâu không gặp. Tống Thư Hàng nhìn thấy Dương Hòa Thượng lúc, cười ha ha một tiếng. Đạo trưởng. Mình cái này khờ đệ tử, có tài đức gì, vậy mà xứng đáng bá Tống tiền bối một tiếng đại sư. Càng quan trọng hơn là, đệ tử của mình một bộ cùng bá Tống tiền bối rất quen bộ dáng. Vô Âm Tử đạo trưởng một mặt mộng bức bản thân cái này khờ đệ tử lúc nào cùng bá Tống tiền bối kết bạn. Đang lúc Vô Âm Tử đạo trưởng suy tư thời khắc, trên bầu trời bá Tống tiền bối, Tô Sơn Huyền Thánh, Linh Điệp Tử Cổ Thánh cùng hai vị tuổi trẻ đạo hữu theo thứ tự chậm rãi hạ xuống. Tại Linh Điệp Tử Cổ Thánh trong ngực còn ôm một vị tiểu cô nương. Âm Trúc Cổ Thánh. Tống Thư Hàng mỉm cười tiến lên, cùng Dương Hòa Thượng nắm tay nói, từ lần trước cùng đại sư diễn xong mặt pháp chi chiến về sau, chúng ta đã có chút thời gian không có gặp mặt đi. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ đại sư, quả nhiên ta cùng đại sư ở giữa hữu duyên. Ta cũng không có nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp gỡ Tống tiền bối, Tống tiền bối ngài phong thái càng hơn dĩ vãng. Dương Hòa Thượng dùng quen thuộc tiếng Trung trả lời. Sau lưng còn tại tồi động lấy phong ấn kết giới Vô Âm Tử đạo trưởng nghe đến đó lúc, lại là sững sờ. Đệ tử của mình vậy mà tại mạt pháp chi chiến bên trong biểu diễn qua. Hắn vì cái gì hoàn toàn không ấn tượng. Đáng tiếc mạt pháp chi chiến phim đi ra về sau, ta cũng chỉ có một chợt lóe lên màn ảnh, hơn nữa còn là trong đám người, lộ cái bên mặt. Bất quá, ta cũng rất thỏa mãn. Đạo diễn thế nhưng là trong lòng ta nghệ thuật đại sư. Dương Hòa Thượng lại cười ngây ngô lấy trả lời.
vậy lần sau nếu như chúng ta quần bên trong còn có phim muốn đập lời nói, nhất định cho đại sư một cái chính diện nhân vật. Tống Thư Hằng nói, ánh mắt rơi vào Dương Hòa Thượng áo cà sa bên trên. Cái này áo cà sa, không phải là hắn cùng Dương Hòa Thượng đổi bích ngọc cà sa sao? Đại sư, cái này bích ngọc cà sa ngươi dùng còn hài lòng không? Tống Thư Hằng vui a nói. Dương Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên, dùng tốt gấp. Tống tiền bối ngươi cho ta cái này áo cà sa, hút tán. Ta đối với nó hài lòng đến không lời nói. Nhiều lần tại siêu độ ác linh lúc, đều dựa vào lấy hắn thủ hộ, bảo ta một mạng. Vô âm tử đạo trưởng. Phốc, cái này bích ngọc cà sa, lại là bá Tống Huyền Thánh cùng mình đồ nhi đổi. Lúc trước hắn biết được bản thân đưa tặng cho đệ tử đạo bào, bị đệ tử cầm lấy đi cùng người đổi áo cà sa về sau, trong lòng cuồng nộ. Tại hung hăng đau nhức rút bản thân đệ tử dừng lại về sau, vô âm tử trong lòng quyết định, nếu có hướng một ngày gặp gỡ dùng áo cà sa cùng mình đệ tử đổi đạo bào đạo hữu lúc, nhất định phải. Không dám nhất định phải, không dám định, không dám định. Đúng rồi, đại sư, về sau sư phụ ngươi một cửa ải kia qua sao? Tống Thư Hằng lại hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ về sau có một lần, Dương Hòa Thượng tìm hắn, muốn tạm thời đem bích ngọc cà sa đổi về đạo bào, để cho hắn về tông môn đi tham gia đại điển cái gì. Đáng tiếc lúc ấy Tống Thư Hằng trong tay đạo bào hủy hoại, lực bất tòng tâm. Đương nhiên qua, mặc dù bị sư phụ quất một cái, nhưng ta cuối cùng vẫn thành công quá quan. Dương Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, hắn duỗi tay giải khai trên người bích ngọc cà sa, nhẹ nhàng hất lên, đưa nó lật lên. Chỉ thấy tại bích ngọc cà sa nội bộ, dán một tầng đạo bào skin. Dương Hòa Thượng đem áo cà sa mặc ngược mang theo, lại cài lên mấy cái ẩn tàng cúc áo, buộc lên đai lưng, một kiện áo cà sa trong nháy mắt biến thành đạo bào. Đại sư ngươi thật đúng là một thiên tài, Tống Thư Hằng khen. Vũ Nhu Tử đồng dạng gật đầu nói, đại sư não mạch kín phi thường có đặc sắc, không hổ là Tống tiền bối nhìn chúng nam nhân. Liền Tô Thị A Thập Lục cũng không khỏi nhìn nhiều mắt vị này não mạch kín lạ thường Dương Hòa Thượng. Dương Hòa Thượng sờ lên bản thân đầu, ngượng ngùng ngại ngùng cười một tiếng. Tống Thư Hằng thần thức lại quét đại sư trạng thái, tán dương, đã nhiều ngày không gặp, đại sư công đức chi lực lại tăng một mảng lớn. Thật đáng mừng. Cùng hắn mở treo thông qua giảng pháp thủ đoạn hội tụ công đức chi lực khác biệt, Dương Hòa Thượng thế nhưng là dùng thật siêu độ vong hồn, chôn vùi ác quỷ thủ đoạn, góp nhặt công đức. Trên người hắn mỗi một phần công đức, đều mạnh mẽ. Ở phương diện này, hắn hoàn toàn lên một tiếng đại sư tôn xưng. Tống tiền bối ngài công đức chi lực, tăng càng nhiều. Dương Hòa Thượng trả lời. Tống Thư Hằng mỉm cười, trả lời, phương diện này còn nhờ vào lúc ấy đại sư ngươi truyền thụ cho ta địa tàng độ hồn kinh cùng cao tăng khổ hành nhật ký. Nếu như không có ngươi lúc ấy truyền thụ cho siêu độ chi pháp, ta cũng không có cơ hội ngưng tụ cái này một thân công đức chi quang. Nếu như không có Dương Hòa Thượng lúc ấy truyền thụ cho địa tàng độ hồn kinh cùng siêu độ chi pháp, hắn liền không có cơ hội ngưng tụ ra công đức xả mỹ nhân đến, lần thứ nhất thành đoàn độ kiếp cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại, có thể sẽ thân tử đạo tiêu tại lần thứ nhất bát phẩm huyền thánh kiếp bên trong. Sau lưng, Thương Hải thư sinh, Diệu Thanh đạo cô đồng thời sững sờ. Các nàng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua vị này Dương Hòa Thượng bá Tống tiền bối công đức siêu độ chi pháp, lại là vị này Dương Hòa Thượng truyền thụ cho. Sau lưng vô âm tử đạo trưởng, đồng dạng một mặt không dám tin hắn không có nghe lầm, là mình Dương đồ đệ dạy bảo bá Tống huyền thánh địa tàng độ hồn kinh siêu độ pháp, mà không phải bá Tống huyền thánh dạy bảo đồ đệ mình. Đây đều là Tống tiền bối chính ngài công đức, ta chỉ là làm ra một cái nhỏ bé kíp nổ tác dụng. Dương Hòa Thượng khiêm tốn trả lời. Lại nói, đại sư ngươi bây giờ còn có về tông môn của mình sao? Tống Thư Hằng nhìn qua người khoác đạo bào, lóe sáng đầu chọc Dương Hòa Thượng, trong lòng hơi động, hỏi. Kỳ thật hàng năm vẫn là muốn trở về, nhưng bởi vì ta cái này đại quang đầu nguyên nhân, trở về ngược lại sẽ chọc giận sư phụ. Thậm chí sẽ để cho sư phụ trở thành tông môn thành viên trêu ghẹo đối tượng. Dương Hòa Thượng sờ lên bản thân đầu chọc, kiên định nói, mà ta là tuyệt đối sẽ không đi xúc tóc dài, sở dĩ. Ta bây giờ có thể không quay về liền không quay về. Sau lưng vô âm tử đạo trưởng, không nghĩ tới bản thân đệ tử dĩ nhiên thẳng đến có vì chính mình suy nghĩ, yên lặng chảy xuống cảm động nước mắt, cũng quyết định quay đầu liền lại rút cái này khờ hàng hai trận. Như vậy, có lẽ trong tay của ta có một cái pháp thuật, rất phù hợp đại sư cần. Tống Thư Hằng cười nói.
Dứt lời, hắn trước lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ tạo hóa tiền bối. Khi lấy được tạo hóa tiền bối đồng ý về sau, Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới lấy ra một bản cuốn sổ, nhanh chóng ở phía trên viết tăng phát thuật nguyên lý. Sau đó hắn đem một trang này tăng phát thuật kéo xuống, đưa cho Dương Hòa Thượng, pháp thuật này, tên là tăng phát thuật. Nếu như về sau đại sư cần về tông môn lời nói, liền có thể sử dụng này phát, thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu xinh đẹp tóc dài. Chờ tông môn đại điển sau khi kết thúc, xuống núi lại đem tóc dài cạo đi là đủ. Tin tưởng pháp thuật này, đại sư có thể dùng tới. Học xong về sau, nhớ kỹ đem cái này trang giấy thiêu hủy. Dương Hòa Thượng tiếp nhận tăng phát thuật tờ giấy về sau, cảm kích nắm chặt Tống Thư Hàng hai tay, thanh, thật sự là rất đa tạ Tống tiền bối. Có hắn, ta về tông môn có thể sinh tóc dài hệ đạo quan, xong việc sau lại đem đầu tóc cạo đi, mỹ tích hung ác a. Vô Âm Tử đạo trưởng tuyệt vọng vọng thiên. Trong lòng của hắn có một câu MMP, không nhịn được nghĩ nói ra miệng tới. Nhưng bởi vì quá không văn minh, sở dĩ hắn đành phải đem câu này lời thô tục giấu ở trong lòng. Đúng rồi, Tống tiền bối, ngài cũng là tới đối phó nơi này tà vọng sao? Dương Hòa Thượng đột nhiên nghĩ đến chính sự, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, vừa vặn muốn dùng tà vọng làm điểm thí nghiệm, thuận tiện giúp một vị tiền bối thu thập điểm vật liệu, sở dĩ muốn soát điểm tà vọng dự trữ một chút. Vậy thì tốt quá, Dương Hòa Thượng vui vẻ quay người đối Vô Âm Tử nói. Sư phụ, chúng ta không cần gọi viện binh. Tống Thư Hàng. Hắn nhìn về phía vị kia chính đau khổ chống đỡ lấy kết giới phong ấn, một mặt tâm mệt đạo trưởng. Vị này chính là Dương Hòa Thượng sư phụ. Cái này lúng túng a. Chàng diện có chút ít xấu hổ. Cái này giống như là âm thầm tại cùng bằng hữu lập mưu một chút nhằm vào bằng hữu ba ba đùa ác lúc, bỗng nhiên thu tay, lại phát hiện bằng hữu ba ba liền đứng ở phía sau. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng nói, đạo hữu vất vả, tiếp xuống, nơi đây tà vọng, liền giao cho để ta giải quyết đi. Đạo hữu xin hơi lui ra phía sau, buông ra phòng ấn kết giới. Vô Âm Tử nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng dậy đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái, ta thay mặt bản địa dân chúng, cảm tạ bá Tống tiền bối xuất thủ. Mặc kệ bá Tống tiền bối bởi vì nguyên nhân gì ra soát tà vọng, đối với sinh tồn ở nơi đây sinh linh đến nói, đây đều là một chuyện may lớn. Không cần đa tạ, trên thực tế, ta đây cũng chỉ là tại tận lực để cố hương bảo trì yên ổn. Tống Thư Hàng cười nói. Vô Âm Tử lui ra phía sau mấy bước, không còn duy trì kết giới. Cái kia tà vọng rốt cục giải khai tầng tầng phong tỏa, mang theo nồng đậm xương trắng, như sóng lớn hướng ra phía ngoài bốc lên mà tới. Xương trắng nhấc lên, giống thủy triều đồng dạng muốn chụp về phía đám người. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhàn nhạt ngắm xương trắng một chút. Trên người hắn công đức chi quang tăng vọt mà lên. Kinh khủng công đức chi quang, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, lóa mắt đến chướng mắt trình độ. Sau một khắc, cái kia phách lối xương trắng sóng lớn, bỗng nhiên một túng. Sóng lớn ngạnh sinh sinh rụt trở về. Xác nhận qua ánh mắt, là không chọc nổi người. Tà vọng xương trắng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, co rụt về đằng sau bắt đầu. Muốn đi, định, lúc này. Tống Thư Hàng đỉnh đầu sợ các chủ ngốc mau khẽ quát một tiếng. Oanh long long long. Trong hư không, có một sóng lớn thủy khí trống rỗng hiển hiện, hóa thành hơn 80 đạo cột nước, chấn áp mà xuống. 80 đạo cột nước hóa thành một cái vô cùng cường đại phong ấn kết giới, trực tiếp đem tà vọng xương mù đóng đinh tại nguyên chỗ, làm chúng nó nửa bước khó đi. Bá Tống tiền bối xuất thủ, vậy mà như thế khủng bố. Vô Âm Tử đạo trưởng cả kinh nói. Cái này cột nước phong ấn chi pháp, uy lực vô tận. Nói thật, loại này đẳng cấp phong ấn thuật, dùng để đối phó trường cũ tà vọng, quả thực là loại lãng phí. Có đồng dạng ý nghĩ, còn có mang sau Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô. Bá Tống Huyền Thánh xuất thủ, liền như là dùng đạn hạt nhân nổ con muỗi. Bất quá, có lẽ đối với bá Tống tiền bối mà nói, loại này đẳng cấp phong ấn, đã là nhỏ nhất uy lực thủ đoạn đi. Đồng thời, lòng của mọi người bên trong phun lên như thế cái suy nghĩ. Dù sao cũng là liền lên 5 lần huyền thánh giảng pháp nam nhân, bị cho rằng là đương kim cạnh tranh thiên đạo chi vị, chứng đạo bất hủ hạt giống tuyển thủ. Trên thực tế, không chỉ có là Thương Hải thư sinh bọn người, liền ngay cả Tống Thư Hàng cũng bị Sở các chủ xuất thủ giật nảy mình. Sở tiền bối, bất quá là cái 5-6 phẩm tả hữu tà vọng, cần phải tình cảnh lớn như vậy sao?
Tống Thư Hàng truyền âm hỏi. Ta đã tại tận lực nhỏ khống chế xuất thủ uy lực. Sở các chủ Mốc Mao nhẹ nhàng đong đưa nàng gần nhất đã tại tiến vào sinh trưởng bờ eo thon khâu, bộ phận này thân thể lại cùng tu sĩ khí hải đan điền tức tưởng quan. Mặc dù cửu phẩm kiếp tiên một thân năng lượng đã không giới hạn trong khí hải đan điền có hạn, nhưng sắp khôi phục lại bộ phận này thân thể về sau, sở các chủ có thể phát huy ra tới lực lượng, bắt đầu bạo tăng. Mặt khác, đừng lãng phí thời gian, đi vào trước đem cái này tà vọng cầm xuống. Ta không quá ưa thích cái này tà vọng, cảm giác bọn chúng rất ồn ào. Sở các chủ Mốc Mao lại nói. Bạch Long tỷ tỷ long nhãn sáng lên, nói, có phải là những này tà vọng, câu dẫn lên Mốc Mao tiên tử một chút không tốt hồi ức. Khăn quàng cổ đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều. Sở các chủ Mốc Mao nhẹ nhàng huy động. Tống tiền bối, lợi hại. Dương Hòa thượng dựng thẳng lên ngón cái, tống tiền bối lúc này họa phong, hoàn mỹ phù hợp hắn tưởng tượng bên trong hình tượng. Một thân khủng bố như đại nhật công đức chi quang, tại cái này công đức chi quang trước mặt vô luận là yêu ma quỷ quái, tà vọng vong linh, toàn bộ tránh lui, không dám cận thân. Nhẹ nhàng quát một tiếng thời khắc, liền có thể có cường đại pháp thuật rơi xuống, trấn áp yêu ma. Nếu như đem cái này hơn 80 nói cột nước cải thành Phật môn kim cương sử, liền càng hoàn mỹ hơn. Vừa rồi, bá Tống Huyền Thánh trên đầu Mao Mao có phải là phát ra âm thanh rồi? Vô Âm Tử nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Bạch Long tỷ tỷ nắm lấy cơ hội, Mao Mao tiên tử ngươi tốt. Khăn quàng cổ tiên tử, ngươi cũng mạnh khỏe. Sở các chủ Mốc Mao quả quyết mắng trả lại. Khục, Tống Thư Hàng đừng đối khục một tiếng, đánh gãy hai vị tiên tử. Sau một khắc, hắn đứng dậy nhanh chân bước vào tà vọng chỗ trường cũ. Tại trong đầu hắn, liên quan tới tà vọng tri thức nhanh chóng lật ra, cùng trước mắt tà vọng bắt đầu so sánh. Tống tiền bối, tôn này tà vọng là một loại hiếm thấy dung hợp hình tà vọng, bọn chúng sẽ bị công đức chi lực khắc chế. Sau lưng, Dương Hòa Thượng cùng theo vào, cũng lên tiếng nhắc nhở. Dung hợp hình tà vọng, thì ra là thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Công đức xà mỹ nhân từ phía sau hắn hiển hiện. Nàng hóa ra công đức hình thái, hơn 10 mét lớn nhỏ. Sau đó, nàng nâng lên quai hàm, đối trước mắt dùng sức thổi một ngụm. Nàng cái này một hơi thổi ra về sau, trước mắt bao phủ toàn bộ trường cũ xương trắng, toàn bộ biến mất ra. Tà vọng chân chính bản thể hiển hiện tại Tống Thư Hàng đám người trước mặt. Kia là đen nhánh hình người tà vọng, cũng không phải là một con, mà là một đám. Bọn này tà vọng, thân cao tại chừng 2 mét, có béo có gầy. Trong đó có một bộ phận, bị sở các chủ cột nước áp chế, sống chết không rõ. Không có xương trắng bao phủ về sau. Những này hình người tà vọng tựa hồ có chút hoảng sợ. Trong đó có một bộ phận ý đồ trốn vào mặt đất, nhưng ở sở các chủ trong phong ấn, bọn chúng lên trời không đường, xuống đất không động. Hình người, liền không tốt hạ khẩu A, Tống Thư Hàng có chút tiếc nuối nói. Dương Hòa Thượng, Phổ Âm Tử Đạo Trưởng, Thương Hải Thư Sinh, Diệu Thanh Đạo Cô. Không tốt ngoạm ăn là có ý gì? Chẳng lẽ lại bá Tống tiền bối còn chuẩn bị ăn những này tà vọng hay sao? Tà vọng không có cố định hình thái, đặc biệt là dung hợp hình tà vọng, nói không chừng bọn chúng còn có thể dung hợp thành cái khác hình thái. Bia đá đạo hữu nhắc nhở. Hô a, hô a. Lúc này, đối diện tà vọng quần bắt đầu chuyển động. Một đám nhân hình tà vọng tụ tập sắp xếp. Trên đầu của bọn nó rất đến còn có ngũ quan bộ dáng. Phần phật, có một con đặc biệt to con tà vọng bắt đầu kêu to lên. Nó diện mục tranh, trừng to mắt. Phun ra đầu lưỡi, bày ra đe dọa tư thái. Phần phật, hô a á. Sau lưng, tất cả tà vọng bắt đầu chỉnh tề kêu to lên, dùng ca hát phương thức, gầm rú lấy một chút âm tiết. Đồng thời, bọn chúng dùng sức dậm chân, cánh tay quơ, bày ra từng cái phi thường có khí thế động tác. Một bên dùng hát phương thức gầm rú lấy đồng thời, bọn chúng tập thể bắt đầu dậm chân, chậm rãi hướng về Tống Thư Hàng bọn người tới gần. Tới gần, lại tới gần. Phần phật lạp 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 phần phật tà vọng nhóm giật ra cuống họng giống hát. Tống Thư Hàng thậm chí có thể nghe được trong đó có mấy cái tà vọng, bởi vì kêu quá lớn âm thanh, đều gọi phá âm. Đây là làm gì vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Có lẽ, là muốn đem chúng ta đe dọa ra ngoài. Vũ Nhu Tử suy đoán nói. Tô Thị A Thập Lục bình luận, còn rất có khí thế, loại này giống hát tiếng ca có loại hành khúc hương vị. Lại thêm bọn chúng chỉnh tề động tác. Tựa như là một loại nào đó chiến múa.
Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, đem một màn này ghi xuống. Có lẽ tương lai có thể phát huy được tác dụng. Dù sao hắn có một đoàn hầu tử có thể sử dụng. Ghi chép hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng rút cái búng tay. Công đức xà Mỹ Nhân ngón tay nhắm ngay Tà Vọng, liên tục chỉ vào. Đột 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 thình thịch. Một nháy mắt có vô số quang mang nổ lên. Khiêu vũ giống hát Tà Vọng liền như là lúa mạch đồng dạng, liên miên đổ xuống. Tràng diện, trong lúc nhất thời bi tráng vô cùng. Nó bi tráng trình độ, đủ để khiến Mãnh Nam rơi lệ. Không cần một lát, nguyên bản cái kia một đám tại Tống Thư Hàng bọn người trước mặt giận nhảy chiến vũ, trợn mắt le lưỡi, khoát tay dậm chân Tà Vọng, liền bị một mẻ hốt gọn. Cũng may Tà Vọng dáng dấp không đáng yêu, vũ nhu tử đạo, nếu không như thế thành tốp đổ xuống, Tống tiền bối sẽ bị cho rằng là ngược đãi tiểu động vật. Thương Hải thư sinh, kết thúc. Bọn hắn từng ảo tưởng qua bá Tống tiền bối đối phó Tà Vọng các loại thủ đoạn, kết quả không nghĩ tới bá Tống tiền bối mình căn bản không cần ra tay, chỉ là đỉnh đầu hắn mau mau cộng công đức tiên tử xuất thủ, liền trực tiếp đem nhóm này dung hợp hình Tà Vọng càn quét. Không hổ là bá Tống tiền bối. Chỉ là loại trình độ này Tà Vọng, căn bản không đáng hắn tự mình xuất thủ. Bá Tống tiền bối mạnh vô địch. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong suy nghĩ bá Tống huyền thánh hình tượng lần nữa cất cao. Quét xong Tà Vọng về sau, công đức xà Mỹ Nhân ngón trỏ, ngón cái đóng vai thành súng ngắn hình, xoáy khí dọc tại bên miệng, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Công đức tiên tử làm xinh đẹp, Tống Thư Hàng khen. Đang khi nói chuyện, hắn cảm giác từ bốn phương tám hướng có từng sợi công đức chi lực, hội tụ ở trên người hắn. Ngoài ra còn có một phần nhỏ công đức chi lực, thì dung nhập phía sau hắn Dương Hòa Thượng thể nội. A, à, sư phụ người đây là tại chướng công đức, Tước Yêu Tiểu Thải kinh ngạc nói. Nàng cũng từ Tống Thư Hàng nơi đó học qua Địa Tạng Độ Hồn Kinh cùng Cao Tăng Khổ Hạnh Nhật Ký, nắm giữ siêu độ chi pháp. Cho nên đối công đức chi lực phi thường mẫn cảm. Là chướng một chút, kỳ quái. Lần trước ta bóp nát Tà Vọng lúc, cũng không có chướng công đức a. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía công đức xà Mỹ Nhân. Công đức xà Mỹ Nhân thu nhỏ vì bình thường lớn nhỏ, mở miệng hát nói, lên giá, tăng giá rồi tăng giá a, ta tiền mặt đều không đủ hoa. Giá hàng cao, giá hàng chướng, tiền lương theo không kịp giá hàng chướng. Tạo hóa tiên tử hét lên miệng nhỏ, ca hát vốn là nàng độc quyền, nhưng công đức xà Mỹ Nhân năng lực học tập cực mạnh, nàng độc quyền bây giờ bị đối phương học đi. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử hơi suy nghĩ một chút, nói, tiên tử ý tứ hẳn là lần trước cũng chướng, nhưng tăng tốc độ liền cùng tiền lương đồng dạng, tăng quá nhỏ, cho nên Tống tiền bối ngươi cũng cảm ứng không ra. Dù sao lần trước ngươi bóp nát Tà Vọng rất nhỏ yếu. Sở các chủ ngốc mau nói bổ sung. Có ý tứ, cái kia đợt tiếp theo Tà Vọng thời điểm, ta trước đem Tà Vọng đánh đến sắp chết trình độ. Sau đó tiểu thải ngươi đi lên bổ đao, thử một chút có thể hay không cường hóa một chút tự thân công đức chi lực. Tống Thư Hàng đối trên bờ vai đại đệ tử nói. Công đức chi lực diệu dụng, Tống Thư Hàng so tu chân giới phần lớn người đều hiểu thứ này, chính là vạn năng cưỡng chế đánh gãy thẻ. Chỉ cần ngươi công đức chi lực đủ mạnh, vô luận là đối mặt nguyền rủa, ác linh, Tà Vọng thậm chí là đối mặt thiên kiếp lúc, đều có thể chiếm được tiện nghi, cưỡng chế đánh gãy, giảm xuống nguyền rủa cùng thiên kiếp uy lực. Cho nên, nếu có cơ hội, hắn hy vọng đệ tử của mình cũng có thể giống như hắn. Mỗi người đều soát một thân nồng đậm công đức chi quang. Được rồi sư phụ, không có vấn đề sư phụ. Tiểu thải quơ hai cánh của mình, nàng tu luyện lâu như vậy, là thời điểm lộ một cánh. A thập lục, Vũ Nhu Tử, các ngươi đến lúc đó cũng có thể thử một chút. Thừa dịp có thời gian, chúng ta nhiều soát mấy đám Tà Vọng. Tống Thư Hàng quay đầu nói. Hắn vừa quay đầu, liền phát hiện Vũ Nhu Tử chẳng biết lúc nào, chạy đến bị công đức chi quang thình thịch rơi Tà Vọng bên cạnh. Nàng một tay ôm Lý Âm Trúc, ngồi xuống dùng tiên kiếm bắt đầu cắt chém Tà Vọng di thể. Tô Thị A Thập Lục cười đi theo, cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ. Một lát sau, Vũ Nhu Tử kêu lên, Tống tiền bối, nhóm này Tà Vọng hạch tâm ở đâu? Ta tìm nửa ngày, cũng không tìm ra bọn chúng hạch tâm. Nhóm này Tà Vọng mặc dù nhìn qua là thành quần kết đội khác biệt cá thể, bất quá trên thực tế, bọn chúng vẫn là một cái Tà Vọng. Ngươi tìm một cái ngay từ đầu lĩnh sướng con kia Tà Vọng, con kia hẳn là mới thật sự là mẫu thể. Tống Thư Hàng trả lời. Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, là con kia đặc biệt to con Tà Vọng.
chúng ta muốn đem những này tà vọng thân thể thu thập lại sao? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi. Đương nhiên, những này tà vọng thân thể có thể thu thập trở về dùng để nghiên cứu. Mặc dù là hình người, không tốt vào miệng, nhưng chúng ta đang nghiên cứu tà vọng thí nghiệm bên trong khẳng định sẽ có tiêu hao, bọn chúng có thể dùng tới làm tiêu hao phẩm sử dụng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nhất định phải ép khô mỗi một cái tà vọng có thể lợi dụng giá trị. Dứt lời, Tống Thư Hàng thao túng niệm lực, đưa tay hơi nâng, đem bị thình thịch rơi tà vọng thân thể tập trung lại, từng cái quét vào đến hạch tâm thế giới. Ở nơi đó, hạch tâm tiểu trợ thủ đã chuyên môn chuyển ra một cái thiên đình mảnh vỡ đất trống, thiết hạ phong ấn kết giới, dùng để tồn trữ tà vọng sử dụng. Tìm được, Tống tiền bối. Lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Nàng triển khai tay phải của mình, trên đó có ba cái đen nhánh hạch tâm. Một cái giống như là hột đào, khô cằn. Một cái giống như là vuốt mèo bên trên viên thịt, mềm hồ hồ. Cái cuối cùng giống như là một khối bất quy tắc kim loại. Làm sao lại có ba cái hạch tâm? Diệu Thanh Đạo Cô nghi ngờ nói. Dương Hòa Thượng hai tay vỗ tay nói, nữ thí chủ, bởi vì cái này tà vọng là dung hợp hình, nó là từ mấy cái khác biệt tà vọng dung hợp tiến hóa mà thành. Cũng chính là bởi vì dạng này, nó mới có thể như vậy khó đối phó. Đào tà vọng hạch tâm, cảm giác tựa như là mở bảo dương đồng dạng, không biết sẽ mở ra cái gì bộ dáng hạch tâm tới. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Nàng thích loại này mở bảo dương cảm giác. Lần sau đào hạch tâm sự tình liền bao trên người ta đi. Vũ Nhu Tử đạo, nàng đưa tay ném đi, đem ba cái hạch tâm chọn cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay đưa chúng nó tiếp được. Ô ô ô nghịch kình khí linh tiểu tiên tử trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu. Đồng thời, ngón tay của nàng dùng sức đâm về cái kia vuốt mèo viên thịt hạch tâm. Nhẹ nhàng đâm một cái thời điểm, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên có một đạo tin tức chợt lóe lên. Dung hợp hình tà vọng hạch tâm, có được cường đại dung hợp tính, xâm lược tính. Là giám định bí pháp. Mà lại, thông qua nghịch kình tiểu tiên tử kích hoạt giám định bí pháp, cơ hồ không đưa ra cái gì đại giới. Chẳng lẽ, khí linh tiểu tiên tử cũng có được đánh gãy thuộc tính, thông qua nàng đến thi triển giám định bí pháp, có thể cưỡng chế đánh gãy giám định đại giới. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Nghịch kình tiểu tiên tử, ngươi lại đâm xuống cái khác hai cái hạch tâm. Nếu quả như thật cùng hắn đoán đồng dạng, kia thật là đã kiếm được. Hắn Tống Thư Hàng mặc dù đối thống khổ có được rất cao kháng tính, thích ứng thống khổ năng lực nhất lưu. Nhưng hắn cũng không phải run em mờ. Mỗi lần giám định thống khổ có thể nhẹ nhõm một điểm, đương nhiên cũng là cực tốt. Y dài, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân tại Tống Thư Hàng trên ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư một chút. Sau đó thân thể nàng nghiêng về trước, tay nhỏ đâm tại cái khác hai viên tà vọng hạch tâm bên trên. Hạch đào hạch tâm, phân thân hình tà vọng, lấy hạch tâm vì hạt giống, có thể đạt tới khai chi tán diệp hiệu quả, chia ra vô số tử thể. Bất quy tắc kim loại. Kỳ quái tà vọng hạch tâm, cái này tà vọng hạch tâm có nhân công chăn nuôi, cải tạo qua vết tích. Nó cũng không phải là tự nhiên đản sinh tà vọng. A, à, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Hắn thấy được điểm sáng. Nhân công chăn nuôi. Vậy mà đã có người khai phát ra loại kỹ thuật này. Có ý tứ, nếu quả như thật đã có người mân mê ra tà vọng chăn nuôi kỹ thuật, nói không chừng tương lai có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này chăn nuôi tà vọng kỹ thuật có thể hay không phát huy được tác dụng, còn phải chờ bọn hắn nghiên cứu ra xử lý tà vọng phương pháp sau lại nói nếu như hắn thí nghiệm thành công, cái kia chăn nuôi tà vọng chi pháp, liền có thể nguyên bộ tổ hợp, đại lợi chư thiên vạn giới. Thịt kho tàu thiên kiếp nguyên vật liệu, không phải mỗi người đều có thể làm tới. Nhưng tà vọng hiện tại chư thiên vạn giới khắp nơi đều có, lấy tài liệu thuận tiện, tương lai thậm chí còn có thể nhân công chăn nuôi. Nếu như thí nghiệm thành công, tuyệt đối là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng yên lặng đem cái này mai bất quy tắc kim loại tà vọng hạch tâm chuyển rời đến một bên, đơn độc cất kỹ. Giám định bí pháp mặc dù không đưa ra càng nhiều nhắc nhở, nhưng Tống Thư Hàng trong lòng đối với cái này nhân công chăn nuôi tà vọng hạch tâm nơi phát ra, đã có một chút suy đoán. Nếu là cùng hắn đoán đồng dạng, vậy cái này chăn nuôi tà vọng chi pháp, có lẽ cùng hắn hữu duyên. Viên này kim loại tà vọng hạch tâm có vấn đề. Sở các chủ ngốc mau thấy Tống Thư Hàng đơn độc đem cái này hạch tâm tách ra an trí, lên tiếng hỏi. Cái này mai hạch tâm có chút không giống bình thường. Tống Thư Hàng mỉm cười,
sau đó hắn đem cái này mai tà vọng hạch tâm tư liệu, chuyển đến tu chân nói chuyện phiếm Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong. Hắn một tướng tà vọng trên tư liệu truyền về sau, quần bên trong lặn các tiền bối nhao nhao hiển hiện. Xốp giòn xong vạch rơi, đầu sở các chủ ngốc mau nghi ngờ nói, nhân công chăn nuôi. Thất long châu thú tù giới thần long, ta ích, ai nhàn dỗi nhất cả trứng, vậy mà nhân công chăn nuôi tà vọng. Thú tù giới hiện tại cũng là tà vọng biến khởi, lại thêm còn có trước đó còn sót lại cửu u sa đọa thần binh di chứng, hiện tại thú tù giới các vị các đại lão sọ não đau nhức. Dù là thần long tiền bối ở tại Thánh Sơn thí luyện bên trong, cũng đều biết thú tù giới loạn thành một bầy tình huống. Lúc này gặp đến lại còn có người chăn nuôi tà vọng, nó tâm tính đều nổ. Điên rồi a. Hoàng Sơn mụ mụ Hoàng Sơn tôn giả, Thư Hàng, biết là ai làm sao? Quần chủ Tống Thư Hàng, ân, trong lòng ta có chút suy đoán, nhưng còn không xác định, cũng không có chứng cứ. Đáng tin hậu bối Vũ Nhu Tử, chẳng lẽ là ăn cơm buổi trưa lúc, trò chuyện lên Vô Cực Ma Tông? Tô thị A thập lục, Vô Cực Ma Tông. Suy đoán, vẫn chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, cũng vô pháp xác định. Bất quá, Vô Cực Ma Tông trước đó không lâu không phải phải có đại động tác nha, một mực tại tuyển nhận tán tu. Mà lại, nội bộ bọn họ tựa hồ cũng có cái rất trọng yếu kế hoạch lớn. Lại thêm ăn cơm buổi trưa thời điểm, ta nghe người ta nhắc qua, Vô Cực Ma Tông đệ tử tại bốn phía hàng phục tà vọng, cảm giác có chút cổ quái. Tống Thư Hàng trả lời. Hoàng Sơn tôn giả, Đông Phương Lục Tiên Tử, Lục Tử, người biết thứ gì không? Sa thần Đông Phương Lục Tiên Tử. Ta phải đi thăm dò bên dưới, nhưng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Mặc dù cùng là ma môn, nhưng chúng ta cùng Vô Cực Ma Tông cũng không phải là một đường. Thật lâu trước chúng ta tông môn ngược lại là tại Vô Cực Ma Tông an bài qua gián điệp, cũng không biết hiện tại còn có thể hay không liên hệ với. Hoàng Sơn tôn giả, tận lực mà làm, thử dò xét thời điểm cũng cẩn thận một chút, đừng đem mình cuốn vào. Hào Kiệt Linh Điệp Thánh Quân, a, à, kỳ quái, ta đang nằm mơ sao? Vũ Nhu Tử, ta gần nhất có hay không tỉnh lại? Trong hiện thực Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Không nên nhìn ta cái gì cũng không biết. Tống Thư Hàng khoát tay áo. Hâm mộ đại tiền bối Họa Phong Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Đạo Hữu, người mấy ngày nay tại cái gì đâu? Chúng ta một mực chờ đợi ngươi qua đây cùng một chỗ thí nghiệm tới, ngươi làm sao một mực cũng không đến. Chúng ta bây giờ một người đều muốn bài thành hai nửa tại dùng đâu. Linh Điệp Thánh Quân. Thánh Quân nghe vậy lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn bắt đầu cố gắng suy nghĩ cũng nhớ lại. Trong trí nhớ, cuối cùng một màn, tựa hồ là mình đột nhiên nhất thời hưng khởi, muốn qua khảo nghiệm nữ nhi thành quả tu luyện. Lại nói tiếp, ký ức có chút mơ hồ. Tựa hồ là to lớn bạo tạc. Kinh khủng phá hư. Còn có khiến người tuyệt vọng thực lực nghiền ép. Sau đó, hắn tựa hồ liền xa vào đến trong hôn mê. Ân. Ta tại vài ngày trước, bị nữ nhi của ta cho đánh choáng rồi. Linh Điệp Thánh Quân bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn lại cực nhanh tại Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong lên tiếng nói, Vũ Nhu Tử, ta hiện tại là trạng thái gì? Linh Điệp Thánh Quân trong những lời này, đã bao hàm rất nhiều tin tức. Đặc biệt là biết Thiên Đế đang thay thế Vũ Nhu Tử, ở tạm tại Linh Điệp đảo Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, trong lòng đột nhiên hiển hiện rất nhiều ý nghĩ. Trong hiện thực Vũ Nhu Tử, lần nữa nhìn về phía Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, làm sao bây giờ? Ta muốn làm sao hồi phục cha? Hỏi một chút Thiên Đế. Tống Thư Hàng đáp. Thiên Đế đem hắn che giấu, mấy ngày nay hắn đều liên lạc không được đối phương. Mà lại Thiên Đế ngay cả mỗi ngày một giọt năng lượng đều không có truyền lại. Vũ Nhu Tử, Linh Điệp Thánh Quân lại kêu một tiếng. Vũ Nhu Tử yên lặng bắt đầu giả chết. Đồng thời âm thầm nàng nhanh chóng liên hệ Thiên Đế. Cha ta thế nào? Người cha trạng thái rất tốt đát, trước mắt còn đang bế quan trong tu luyện. Mấy ngày nay tại ta các loại bảo dược bồi dưỡng bên dưới, cảnh giới của hắn một ngày ngàn dặm, chờ hắn sau khi xuất quan, cảnh giới tuyệt đối đại tiêu xa. Thiên Đế rất nhanh trả lời nói. Vũ Nhu Tử. Không tin, ta cho ngươi truyền tấm hình. Thiên Đế lại bổ sung. Nghe không giống như là đang nói láo. Nghĩ nghĩ về sau, Vũ Nhu Tử thượng tuyến trả lời. Cha, ngươi đã quên sao? Ngươi bây giờ đang lúc bế quan a. Lần bế quan này lúc, thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cảnh giới một ngày ngàn dặm đâu. Linh Điệp Thánh Quân. Lại một lát sau,
À, mặc dù tựa hồ còn tại ngủ say trạng thái. Nhưng thực lực của ta hoàn toàn chính xác chướng một mảng lớn, về phần chống đỡ ta khổ tu trăm năm hiệu quả. Linh Điệp Thánh Quân trả lời. Chúc mừng Linh Điệp tiền bối. Tống Thư Hàng vội vàng phối hợp với Vũ Nhu Tử, vì Linh Điệp tiền bối vỗ tay. Linh Điệp Thánh Quân, thất tu Thánh Quân, thất tu đạo hữu, ta khả năng phải đợi bế quan kết thúc về sau, lại đi qua hỗ trợ. Nếu như là bế quan, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúc mừng Linh Điệp đạo hữu. Thất tu Thánh Quân cười trả lời. Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng, đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. May mắn Linh Điệp tiền bối ái nữ sốt ruột, ở phương diện này có lẽ sẽ không hướng chỗ sâu đi suy nghĩ. Ăn rất ngon biệt tuyết tiên cơ, bá Tống đạo hữu, người bên kia còn có thiên kiếp nguyên vật liệu sao? Lần trước ngươi cho ta nguyên vật liệu, đã tiêu hao sạch sẽ. Tiên cơ nắm giữ thiên kiếp món ăn phương pháp luyện chế sao? Tống Thư Hàng hỏi. Biệt tuyết tiên cơ, nắm giữ một bộ phận, cho nên còn cần một chút vật liệu thí nghiệm càng nhiều thiên kiếp menu. Đặc biệt là tâm ma kiếp vật liệu, người cái kia có bao nhiêu sao? Tâm ma kiếp vật liệu, còn xin tiên cơ tạm hoãn một chút. Mặt khác, ta chỗ này còn có một cái mới hạng mục, không biết tiên cơ có hứng thú hay không cùng một chỗ tham gia. Tống Thư Hàng nói. Biệt tuyết tiên cơ. Liên quan tới tà vọng xử lý phương pháp, nhìn xem có hay không biện pháp đem tà vọng cùng tâm ma đồng dạng an bài đến bàn ăn bên trên. Tống Thư Hàng trả lời. Đang khi nói chuyện, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, lại điểm mở VIP đại lão tổ, điểm mở Hà Chỉ Tiền Bối ảnh chân dung. Hà Chỉ Tiền Bối, ở đây sao? Tống Thư Hàng gửi đi tin tức. Hà Chỉ Ma Đế, không tại, cút. Hà Chỉ Tiền Bối chớ sợ, ta lần này cũng không chuẩn bị hố ngươi. Tống Thư Hàng không thèm để ý chút nào Hà Chỉ Tiền Bối ngữ khí, vui vẻ trả lời gần nhất cũng không có đại lão viễn trình quái toán hắn, thiên đạo di thuế cầu lại vừa bị hắn đánh nổ, tạm thời không cần lo lắng cái này nguy cơ. Hà Chỉ Ma Đế. Ta đường đường một đời ma đế, đã từng quân lâm đại địa, ma thần trụ hạ xuống chỗ đều là ta ma quốc, ta sẽ sợ ngươi. Ngươi nói không chính xác chuẩn bị lừa ta, liền sẽ không lừa ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Bá Tống lão tặc càng là nói như vậy, hắn thì càng trong lòng bất an. Nghĩ tới đây, Hà Chỉ Ma Đế thần thức khuếch tán ra đến, tại ở tạm tinh cầu bên trên khẽ quét mà qua. Lúc này Hà Chỉ Ma Đế đã dọn nhà, đem đến một cái ngay cả chính hắn cũng không biết vị diện, cũng ở đây tạm thời đào cái động phủ, bày ra các loại đại trận. Không có phát hiện Bá Tống tung tích, cũng không có kẻ ngoại lai xâm lấn vết tích, đồng thời, Hà Chỉ Ma Đế phân thân thoáng hiện, trầm giọng nói. Hà Chỉ Ma Đế cau mày, Bá Tống đến cùng muốn chơi cái gì? Phân thân hơi suy nghĩ một chút về sau, suy đoán nói, có lẽ, hắn chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, tìm bản thể ngươi tâm sự. Nếu không phải ta lần trước tại Hắc Long thế giới thụ hắn ám toán, bị lưng thọc một đao kia, hiện tại cũng không có khôi phục. Ta đã sớm đi qua, đem hắn cái này cấn tay côn trùng bóp chết. Hà Chỉ Ma Đế lãnh khốc nói. Phân thân nhắc nhở, là chuột. Lần trước bản thể ngươi thừa nhận hắn là cấn tay động vật có vú. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng nói chuyện riêng lần nữa phát tới, Hà Chỉ Tiền Bối, ngươi biết tà vọng thứ này sao? Hà Chỉ Ma Đế. Nói nhảm, ta tại Thái Cổ trong lúc đó liền chứng đạo trường sinh, tà vọng thứ này ta thấy cũng nhiều. Hắn đã từng xâm nhập nghiên cứu qua tà vọng, thử qua muốn đem tà vọng hàng phục hấp thu, hóa thành ma thần trụ một loại. Nghĩ đến Hà Chỉ Tiền Bối khẳng định là biết tà vọng. Cái kia Hà Chỉ Tiền Bối ngươi có hay không nghiên cứu qua chăn nuôi tà vọng? Tống Thư Hàng lần nữa hỏi thăm. Coi như Hà Chỉ Tiền Bối không có trả lời hắn vấn đề, nhưng hắn một người tự hỏi tự hợp, tự giải trí. Hà Chỉ Ma Đế. Bá Tống Huyền Thánh hố hắn chi tâm bất diệt, gia hỏa này quả nhiên trong bóng tối nghiên cứu chính mình. Ta đoán, tiền bối ngươi nhất định nghiên cứu qua phương diện này, cũng tiến hành qua thí nghiệm. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Gia hỏa này đến cùng muốn nói cái gì? Hà Chỉ Ma Đế đưa tay nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn. Đồng thời, hắn bắt đầu thử nghiệm phá giải Bá Tống Huyền Thánh cái này tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu công năng, nhìn xem có thể hay không đem Bá Tống cho che đậy lại. Tốt nhất có thể có một cái đem Bá Tống trực tiếp xóa bỏ công năng. Cho nên, Hà Chỉ Tiền Bối người cảm giác đem tà vọng biến thành trên bàn ăn nguyên liệu nấu ăn, khả thi lớn bao nhiêu? Ngươi thiên kiếp thịnh yến menu ngay cả thiên kiếp, liên tâm ma đều có thể biến thành nguyên liệu nấu ăn,
như vậy có được thực thể tà vọng, biến thành nguyên liệu nấu ăn có thể hay không càng thêm dễ dàng. Tống Thư Hàng đột nhiên lại nhắc nhở một câu. Tống Thư Hàng từng bước một hỏi thăm, nhưng thật ra là trong bóng tối thử thăm dò Hà Chỉ Ma Đế, lấy xác minh mình một ít suy đoán. Mặt khác, nếu như Hà Chỉ tiền bối đột nhiên đầu óc co lại, nguyện ý chính diện trả lời vấn đề của hắn, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao hỏi một chút liền lãng phí một chút nước bọt, lại không lỗ bản. Hà Chỉ Ma Đế. Bá Tống chẳng lẽ đã triệt để nắm giữ hắn thiên kiếp thịnh yến. Đang lúc Hà Chỉ Ma Đế tâm tình chập chờn thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Đinh kiểm chắc đến người sử dụng sổ đen. Lạc địa thành hộp Hà Chỉ Ma Đế, ngay tại xâm lấn tu chân nói chuyện phiếm cấu thành hệ thống. Nhân công trí tuệ hình thức hoán đổi đến nhân công phục vụ khách hàng hình thức. Ngài tốt, nhân công phục vụ khách hàng Long Lạc ý chí. Béo cầu nữ sĩ vì ngài phục vụ. Hà Chỉ Ma Đế. Người tốt, nhân công phục vụ khách hàng số 001 béo cầu nữ sĩ, phục vụ cho ngươi. Hà Chỉ Ma Đế, ta đã chờ ngươi rất lâu. Long Lạc nữ sĩ cái kia không có chút nào tình cảm thanh âm tại Hà Chỉ Ma Đế trong đầu vang lên. Hà Chỉ Ma Đế. Tống Thư Hàng gần nhất lần này tu chân nói chuyện phiếm thăng cấp, từ Long Lạc ý chí cô na nữ sĩ ở sau lưng yên lặng cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Cô na nữ sĩ tận chính mình hết thảy có khả năng, hiệp trợ Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm công năng tiến hóa. Mặt khác, vì duy trì Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm công năng thường ngày vận chuyển, nàng còn thiết lập hai tầng thủ đoạn. Tầng thứ nhất thủ đoạn, từ Tống Thư Hàng cá nhân ý chí chuyển hóa trí tuệ nhân tạo cấn tay tiểu tùng thử, phụ trách giữ gìn phổ thông hệ thống vận chuyển. Mà một khi có vượt qua xong cấn tay tiểu tùng thử có thể xử lý vấn đề phát sinh lúc, liền sẽ được chuyển tới nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ. Trước mắt, nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ từ Long Lạc ý chí tự thân lên trận. Long Lạc nữ sĩ một mực yên lặng kiêm chức nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ công tác, ngay cả tiền lương đều không cần thanh toán. Vì chính là một ngày này. Bá Tống đạo hữu tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu bên trong, có Hà Chỉ Ma Đế. Mà lấy Hà Chỉ Ma Đế tính cách, một ngày nào đó sẽ làm sự tình. Chỉ cần thực lực của hắn thoáng khôi phục một chút, khẳng định sẽ đến phản thẩm thấu tu chân nói chuyện phiếm công năng. Long Lạc nữ sĩ một mực tin chắc cái này một cái khả năng. Chỉ cần Hà Chỉ Ma Đế tiến hành đối tu chân nói chuyện phiếm phản thẩm thấu lúc, cấn tay tiểu tùng thử liền sẽ đem vấn đề được chuyển tới nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc ấy, nếu không phải Tống Thư Hàng cơ duyên xảo hợp đi vào Hắc Long thế giới, hiện tại Hắc Long thế giới nói không chừng đã đổi tên Hà Chỉ thế giới. Nàng, Long Lạc nữ sĩ, mang thù, JPG, Hắc Long thế giới, Long Lạc ý chí, Hà Chỉ Ma Đế xứng sờ. Ngọa thảo, Hắc Long thế giới cùng hiện thế ngăn cách. Lẫn nhau ở giữa rất khó thẩm thấu. Vì cái gì Long Lạc ý chí sẽ xuất hiện tại Bá Tống tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong? Nhân công phục vụ tiểu tỷ Long Lạc nữ sĩ dùng băng lãnh, không mang tình cảm thanh âm nói, tôn kính người sử dụng sổ đen. Lạc địa thành hộp, xét thấy người ý đồ nếm thử xâm lược thẩm thấu tu chân nói chuyện phiếm, chúng ta đem đối ngươi làm ra tương ứng xử phạt. Ha ha, có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Hà Chỉ Ma Đế nhếch miệng lên, trên thế giới này không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi, Hắc Long thế giới Long Lạc. Ta so chính ngươi còn hiểu hơn ngươi. Ngươi mỗi một đầu Long Lạc cấu tạo, ngươi mỗi một cái thiết điểm, ngươi mỗi một cái pháp thuật chứa đựng vị trí, ta đều rõ ràng. Long Lạc ý chí thủ đoạn, hắn thuộc như lòng bàn tay. Nếu như nàng thật dám vượt giới nhằm vào hắn lời nói, Hà Chỉ Ma Đế không ngại đưa nàng vi phạm tay cho chặt đứt, hóa thành tự thân dưỡng phân, khôi phục thương thế của mình. Ngươi rất đáng sợ. Long Lạc nữ sĩ trả lời, nhưng chúng ta là vật sống, không phải tử vật. Là vật sống, liền sẽ không ngừng học tập. Ngươi đối quá khứ ta rõ như lòng bàn tay, nhưng bây giờ ta, ngươi lại không có khả năng không gì không biết. Tên của ta là Béo Cầu nữ sĩ. Cái tên này, có thể là có được rất sâu hàm ý. Nàng từ Bá Tống Huyền Thánh trên thân, từng thu được một chút tin tức. Những tin tức kia là thuộc về Béo Cầu tin tức. Kia là Tống Thư Hàng từ hiện thế đưa vào đến Hắc Long thế giới phôi thai ngưng thị hạt giống, nở hoa sau sản phẩm. Mà kết hợp Béo Cầu bộ phận tin tức về sau, Long Lạc nữ sĩ dung hợp ra một chút pháp thuật mới kỹ năng. Cấp 10 chúc phúc pháp thuật, ngươi là người tốt. Long Lạc nữ sĩ đối với pháp thuật đặt tên, đơn giản sạch sẽ,
thẳng vào chủ đề, cũng không có cái gì cấp độ sâu hàm ý. Cấp 10 pháp thuật đại biểu cho pháp thuật này siêu việt cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc, đồng thời có toàn bộ Hắc Long thế giới long lạc chi lực làm hậu thuẫn, ẩn chứa Hắc Long thế giới ý chí, là trung cực pháp thuật. Mà lại, pháp thuật này không phải công kích hình, mà là một cái chúc phúc hình pháp thuật, nhưng là đừng tưởng rằng chúc phúc pháp thuật liền không thể tổn thương địch nhân. Chúc phúc loại pháp thuật mặc dù hiệu quả đều là tốt, nhưng nhằm vào một ít đặc thù quần thể đến nói, chúc phúc pháp thuật quả thực có độc. Đặc biệt là chúc phúc pháp thuật, chống cự bắt đầu so công kích pháp thuật phiền toái hơn. Sau cùng ngươi là người tốt pháp thuật tên, thì đại biểu cho pháp thuật này hiệu quả. Tại cái này trung cực chúc phúc ma pháp tác dụng dưới, cho dù là tội ác tài trời chi đồ, đều sẽ bị kích thích nội tâm thiện ý, làm ra khiến người cảm động rơi lệ thiện lương cử động. Đang đứng ở trọng thương trạng thái hư nhược Hà Chỉ Ma Đế, lập tức liền trúng chiêu. Phía trước một khắc, trong đầu hắn còn tại mô phỏng lấy long lạc nữ sĩ đối với hắn tiến hành tấn công từ xa thủ đoạn, cũng đang suy nghĩ cái gì muốn thế nào cắt đứt long lạc nữ sĩ công kích, tiện thể lại đem lực lượng của nàng cũng chặn được xuống tới, bổ sung tự thân, giảm xuống suy yếu. Nhưng hắn hoàn toàn không có đoán được, long lạc nữ sĩ đối với hắn tấn công từ xa vậy mà là một đạo chúc phúc pháp thuật. Chúc phúc địch nhân của ta, thống kích đội hữu của ta. Hắn trong nháy mắt bố trí rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, một cái đều không có phát huy được tác dụng. Duy nhất đưa đến tác dụng chỉ là phương diện tinh thần phòng ngự thủ đoạn. Nhưng những này phòng ngự thủ đoạn căn bản là không có cách chống cự long lạc nữ sĩ dốc lòng nghiên cứu chúc phúc. Sau một khắc, cấp 10 pháp thuật ngươi là người tốt hiệu quả kích hoạt. Coi như Hà Chỉ Ma Đế tu vi cao thâm, cũng nhận pháp thuật này chi phối 10 dư giây tả hữu. 10 giây thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chúng chiêu sau Hà Chỉ Ma Đế đột nhiên hai mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt từ mình trong hốc mắt rơi xuống. Hắn đột nhiên phát hiện mình dĩ vãng vậy mà là như thế tà ác, táng tận thiên lương, quả thực không xứng là người. Ngay sau đó, hắn lại thấy được bá Tống Huyền Thánh cùng hắn ở giữa một câu cuối cùng nói chuyện riêng. Bá Tống Huyền Thánh tại hướng hắn đặt câu hỏi liên quan tới tà vọng sự tình. Trưng cầu ý kiến tà vọng thứ này có khả năng hay không chế tác thành nguyên liệu nấu ăn, đem đến bàn ăn bên trên. Chém giết tà vọng, người người đều có trách nhiệm, đem tà vọng hóa hại vi ích, là chúng ta khi hành chi sự tình. Bá Tống tiểu hữu người ý nghĩ, ta ủng hộ ngươi. Hà Chỉ Ma Đế tại một giây thời gian bên trong, cấp tốc hồi phục bá Tống Huyền Thánh. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, Hà Chỉ tiền bối đầu óc thật đột nhiên rút. Trong lúc đang suy tư, Hà Chỉ tiền bối lại gửi đi rất nhiều nội dung tới. Lòng mang yêu quốc yêu dân, lo trước cái lo của thiên hạ, tâm lo chư thiên vạn giới dạng này cao lớn lý niệm, Hà Chỉ Ma Đế thật nhanh đem mình đối tà vọng nghiên cứu số liệu, đóng gói gửi đi cho bá Tống Huyền Thánh. Đối với tà vọng chăn nuôi thí nghiệm, Hà Chỉ Ma Đế hoàn toàn chính xác làm qua, bất quá hắn không có tiến hành xâm nhập nghiên cứu, chỉ là thoáng dính tới một chút, liền đem bộ phận này nghiên cứu tư liệu bỏ qua một bên. Những thí nghiệm này tư liệu, đều tại hắn bên ngoài lưu lại trong truyền thừa, bây giờ hẳn là phân tán đến rất nhiều ma môn trong tay. Có lẽ có cái nào ma môn hoàn thành nghiên cứu của hắn, hoàn thiện tà vọng chăn nuôi thí nghiệm cũng không nhất định. Trừ cái đó ra, liên quan tới đem tà vọng mang lên bàn ăn biến thành nguyên liệu nấu ăn phương diện, Hà Chỉ Ma Đế cũng tiến hành qua một chút cơ sở nghiên cứu. Nhưng ở nghiên cứu một nửa thời điểm, hắn quay người tiến vào đem thiên kiếp hóa thành nguyên liệu nấu ăn thí nghiệm mới bên trong. Nói đúng ra, hắn sáng tạo ra thiên kiếp thịnh yến linh cảm, liền đến bắt nguồn từ đối tà vọng nghiên cứu. Cho nên, nếu như muốn tiến hành tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa nghiên cứu đầu đề, có thể đẩy ngược hắn thiên kiếp thịnh yến menu, thu hoạch được linh cảm. Cuối cùng còn bổ sung Hà Chỉ Ma Đế đối với thế nào tồn trữ còn sống tà vọng thí nghiệm tư liệu. Tà vọng loại vật này, tính chất phức tạp. Trong đó có không ít còn có được địa vực tính, không đem bọn chúng giết chết, rất khó đưa chúng nó mang ra tà vọng nơi đản sinh. Mà Hà Chỉ Ma Đế tư liệu bên trong, liền bao quát lấy mấy chục loại đem thuộc tính khác nhau tà vọng bắt sống, đóng gói đưa vào phòng thí nghiệm phong tồn phương án. Dạng này có thể cam đoan thí nghiệm tài liệu mới mẻ độ. Ở Sa Văn Châu thành phố Tống Thư Hàng, một hơi tiếp thu được khổng lồ như thế tư liệu về sau, trợn mắt hốc mồm. Hà Chỉ tiền bối là xưng lên sao? Vẫn là mình một mực bắt lấy Hà Chỉ tiền bối hao lông dê, rốt cục để Hà Chỉ tiền bối luống cuống rồi. Cố lên nha, bá Tống đạo hữu. Vì chư thiên vạn giới nhân dân hạnh phúc cố gắng,
vì ngàn ngàn vạn vạn nhân dân quật khởi mà phấn đấu đi. Hà Chỉ Tiền Bối lại bổ sung. Có như vậy một nháy mắt, Hà Chỉ Tiền Bối tại Tống Thư Hàng trong đầu hình tượng biến quang mang bắn ra bốn phía. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, bắt đầu kiểm tra những tài liệu này. Trong đó quá cao thâm một chút tư liệu hắn nhìn không hiểu lắm, nhưng một chút cơ sở tư liệu, trên lý luận đều có thể đi được thông. Hắn lại đem những tài liệu này chia ra gửi đi cho Sở Các Chủ, Bạch Long tỷ tỷ cùng Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối bản thể đang bận thí nghiệm, Tống Thư Hàng tạm thời không đi quấy rầy. Tiếp lấy hắn lại đem tư liệu hướng Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Bia Đá Tiền Bối, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối miêu tả một lần. Một lát sau, Sở Các Chủ ngốc mau trả lời, mặc dù không xác định thật giả, nhưng những tài liệu này trên lý luận đều được thông. Giống như trên, Bạch Long tỷ tỷ nói, cảm giác tư liệu không có vấn đề, nếu như không yên lòng, chúng ta trước tiên có thể án lấy quá trình thí nghiệm một lần. Bạch Tiền Bối nơi đó, tạm thời chưa hồi phục. Có những tài liệu này về sau, lại cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng một chỗ hợp tác. Hẳn là rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra tà vọng xử lý tới. Tống Thư Hàng xoa cằm, nói, cho nên, muốn hay không hướng Hà Chỉ Tiền Bối nói lời cảm tạ một chút. Mặc dù không biết Hà Chỉ Tiền Bối nhận lấy cái gì kích thích, nhưng nhiều như vậy nghiên cứu vật liệu cùng tin tức, bày ở cái này. Vũ Nhu Tử đồng ý nói, cảm tạ một chút, hẳn là sẽ rất thú vị. Cũng đúng, Tống Thư Hàng nói, là rất thú vị. Thế là, Tống Thư Hàng lôi ra Hà Chỉ Tiền Bối danh sách, tạ ơn Hà Chỉ Tiền Bối khen thưởng tư liệu, ngày khác nếu ta nghiên cứu có thành tựu, lần sau giảng pháp thời điểm, ta muốn tại chư thiên vạn giới trước mặt, cảm tạ tiền bối. Đối diện, Hà Chỉ Ma Đế trên người pháp thuật hiệu quả đã sớm biến mất. Hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Bá Tống gửi tới tin tức. Đây hết thảy đều tại ngươi tính toán bên trong, Hà Chỉ Ma Đế trầm giọng nói, hắn tại nhằm vào Long Lạc nữ sĩ. Xin hỏi còn có cái gì có thể coi là ngài phục vụ sao? Hộp tiên sinh, nếu như không có, xin vì ta phục vụ cho điểm nha. Nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ Long Lạc nữ sĩ tiếp tục dùng không có chút nào tình cảm thanh âm nói. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, nhưng lần sau, ngươi những này tiểu thủ đoạn, không cách nào trên người ta thu hoạch được thành công. Hà Chỉ Ma Đế bình tĩnh trả lời. Dù cho bị Long Lạc nữ sĩ ngược lại đem một quân, hắn cũng bảo trì không có chút rung động nào. Cái kia, chúng ta rửa mắt mà đợi. Long Lạc nữ sĩ ngọt ngào trả lời, vẫn là câu nói kia, ta là vật sống, không phải tử vật. Hừ, Hà Chỉ Ma Đế bóp nát tay vịn, kết thúc cùng Long Lạc nữ sĩ ở giữa trò chuyện. Sau đó, hắn mở ra Tống Thư Hàng tin tức, Bá Tống, hiệp này là ngươi thắng. Tống Thư Hàng, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì ta lại thắng Hà Chỉ Ma Đế một ván? Chẳng lẽ thế giới tuyến tại ta thời điểm không biết, phát sinh nhảy vọt? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đương đương lúc này, trên đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mau, nhẹ nhàng gõ gõ Tống Thư Hàng đầu sắt sọ não hỏi, làm gì đâu? Đột nhiên sững sờ. Ta giống như giữa bất chi bất giác, lại hao Hà Chỉ Ma Đế lông dê. Tống Thư Hàng trả lời. Sở Các Chủ ngốc mau. Cảm giác hôm nay Hà Chỉ Tiền Bối trạng thái không đúng, tính cách thay đổi thất thường. Xem ra gần nhất không thể lại hao hắn lông dê. Tống Thư Hàng thở dài. Lại nói, đáng tiếc, Côn Vương Tiền Bối bị ta đánh nổ thành trứng, giao cho Bạch Tiền Bối, rõ ràng là thật vất vả gia tăng hao lông dê số 2. Cũng không biết lúc nào có thể có cơ hội, tại sổ đen số 2 bên trong gia tăng một vị giống Côn Vương Tiền Bối loại này tiêu chuẩn đại lão, có thể dùng để hao. Bạch Long tỷ tỷ nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút sau đề nghị, kỳ thật Thư Hàng ngươi có thể đem bản thân mã QR truyền cho tại phía xa hỏa tinh đến bá cầu phân thân. Nếu như hắn tại hỏa tinh bên trên gặp gỡ đối thủ thích hợp, người thì có thể làm cho bá cầu phân thân đem mã QR lộ ra tới. Sở Các Chủ ngốc mau nhìn không được nói, khăn quàng cổ tiên tử ngươi là ác long sao? Ý kiến hay, Tống Thư Hàng lại là nhãn tình sáng lên, ta phải nghĩ biện pháp, đem mã QR truyền cho bá cầu đại lão đi. Dám đi hỏa tinh khiêu chiến béo cầu đại lão phân thân, chỉ ít đều là trường sinh giả cấp tồn tại. Nếu như trong đó có một ít phù hợp tiêu chuẩn đại lão, vừa vặn có thể kéo vào đến sổ đen hai bên trong, để quạnh quẽ sổ đen hai náo nhiệt lên. Sở ngốc mau yên lặng hướng lên bầu trời nhếch lên, mau mau vọng thiên, yên tĩnh không nói. Tống Thư Hàng, mặt khác, liên quan tới vừa rồi Hà Chỉ Tiền Bối truyền tống qua tới tư liệu,
chúng ta vừa vặn có thể thí nghiệm một chút. Vừa rồi lấy được tà vọng thí nghiệm vật liệu, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói, ta đối Hà Chỉ truyền đến bộ phận này thí nghiệm tư liệu rất có hứng thú, người tại tiểu thế giới vì ta mở khu thí nghiệm, ta đến nghiệm chứng bên dưới bộ phận này tư liệu. Nếu như thí nghiệm thành công, bá Tống Huyền Thánh có lẽ thật có thể mân mê ra tà vọng tiệc tới. Chắc hẳn, bất kể là cửu U Bạch Chúa Tể vẫn là hiện thế Bạch Thánh, đều sẽ rất ưa thích mới đúng. Sở dĩ, thân là chủ nhân trung thành nhất pháp khí, hắn có nghĩa vụ trợ giúp Tống Thư Hàng để hoàn thành tà vọng tiệc thí nghiệm. Da đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra, nói, Tống tiền bối, ta cũng đi vào, trợ giúp bia đá tiền bối đi. Dù sao bản thể đi theo Tống tiền bối bên người, nàng lưu tại nơi này lời nói, tại kinh lịch phương diện chỉ sẽ cùng bản thể trùng hợp, còn không bằng đi làm điểm chính nàng muốn làm sự. Tỷ như an tĩnh học tập, khoái hoạt tiến hành một số độ khó cao thí nghiệm, nghiệm chứng, thực tiễn lý luận tri thức. Đi thôi, sau đó ta nhìn nhìn lại có thể hay không đem Biệt Tuyết Tiên Cơ lừa qua đến, hiệp trợ chúng ta hoàn thành thí nghiệm. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Sau lưng, Vô Âm Tử, Thương Hải Thư Sinh, Diệu Thanh Đạo Cô đang nghe bá Tống Huyền Thánh nhắc lên Biệt Tuyết Tiên Cơ bốn chữ lúc, nhịn không được nước bọt liền đi ra. Biệt Tuyết Tiên Cơ mặc dù không tính là tu chân giới xinh đẹp nhất cái đám kia tiên tử, nhưng nàng tuyệt đối là tu chân giới có thể nhất làm cho người chảy nước miếng tiên tử. Một bên khác, Biệt Tuyết Tiên Cơ chính cao mày, suy tư bá Tống đề nghị. Đem tà vọng cũng cùng tâm ma một dạng mang lên bàn ăn. Biệt Tuyết Tiên Cơ vuốt vuốt mi tâm. Nếu như mấy tháng trước, có người nói với nàng muốn ăn tà vọng, nàng khẳng định một cái tát phung đi qua tà vọng loại vật này, có thể ăn sao? Nhưng bây giờ, liền uy nghiêm thiên kiếp đều biến thành nguyên liệu nấu ăn. Cái kia có được thực thể tà vọng, bị mang lên bàn ăn tựa hồ càng có khả thi. Suy tư thật lâu về sau, Biệt Tuyết Tiên Cơ trả lời, muốn đem tà vọng chế thành nguyên liệu nấu ăn, người có nắm chắc. Ta mới từ một vị viễn cổ đại lão trong tay, đạt được một phần kỹ càng tà vọng nghiên cứu tư liệu, mà lại theo vị này viễn cổ đại lão chính miệng thừa nhận, hắn nghiên cứu thiên kiếp phần món ăn linh cảm. Liền bắt nguồn từ đối tà vọng nghiên cứu. Sở dĩ, ta cảm thấy nếu như tiên cơ ngươi muốn làm sâu sắc đối thiên kiếp phần món ăn lý giải, có thể tới tham gia chúng ta tà vọng nghiên cứu hạng mục. Tống Thư Hàng trả lời. Biệt Tuyết Tiên Cơ dây về, thành giao. Sáng tạo thiên kiếp phần món ăn viễn cổ đại lão, đối tà vọng nghiên cứu tư liệu, thật sự là quá hấp dẫn nàng. Nàng thực sự cự tuyệt không được khổng lồ như vậy dụ hoặc. Đối với nàng tới nói. Loại này đối nguyên liệu nấu ăn nghiên cứu tư liệu, có thể so với kiếp tiên cấp công pháp đối phổ thông tán tiên lực hấp dẫn. Mà lại, vị kia viễn cổ đại lão không có hoàn thành tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa, từ nàng tới đón lời nói, đối với nàng mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Tiên chủ chi đạo đến khiêu chiến. Ngươi bây giờ ở đâu, ta đi tìm ngươi. Biệt Tuyết Tiên Cơ không che giấu chút nào bản thân không kịp chờ đợi cảm xúc. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Ngài đối Biệt Tuyết Tiên Cơ sử dụng Hà Chỉ Ma Đế tà vọng nghiên cứu vật liệu dụ hoặc công kích. Biệt Tuyết Tiên Cơ chịu đến 1 vạn điểm thương tổn. Ngài thành công dụ lấy được đến 1 đầu Biệt Tuyết Tiên Cơ. Tống Thư Hàng, Tiên Cơ ngươi đi tìm Sở Sở, sau đó, ta trực tiếp lợi dụng không gian lực lượng đem bọn ngươi mang tới. Mặt khác, trong quá trình thí nghiệm có thể sẽ cần tiên chủ đồ làm bếp, Tiên Cơ ngươi nhớ kỹ mang lên. Sở Sở trên người mang theo lạc ấn đao gỗ tọa độ. Kể từ đó, hắn có thể trực tiếp đem Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng Sở Sở tiếp vào đến hạch tâm thế giới. Vận khí tốt, buổi tối hôm nay có lẽ có thể nhấm nháp Biệt Tuyết Tiên Cơ chủ nghệ. Mặt khác, chờ Biệt Tuyết Tiên Cơ đúng chỗ về sau, bọn hắn soát tà vọng tốc độ cũng phải tăng lên. Miễn cho Tiên Cơ người tới, hắn lại không cách nào cung cấp đầy đủ tà vọng vật thí nghiệm. Như vậy tiếp đó, kế tiếp tà vọng địa điểm đi lên. Tống Thư Hàng quay người. Đối Thương Hải Thư Sinh nói. Thương Hải Thư Sinh gật đầu nói, đón lấy đến cách chúng ta vị trí gần nhất cường đại tà vọng, là cách 2 cái tiểu trấn Sơn Thôn Hồ Áo vị trí, ở nơi đó trong một chỗ núi rừng có một cái cấp 5 uy hiếp phía trên tà vọng, thực lực cụ thể không biết. Đi thôi, đến lúc đó ta xuất thủ trước đem tà vọng đánh cái gần chết, sau đó A Thập Lục, Vũ Nhu Tử còn có tiểu thải, các ngươi thay phiên soát mấy con tà vọng nhìn xem. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái. Tế ra Hà Long thần hành chiến xa. Trước khi đi, hắn lại nhìn mắt Dương Hòa Thượng cùng Vô Âm Tử đạo trưởng. Hơi suy nghĩ một chút về sau,
hắn duỗi tay lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Dương Hòa Thượng. Dương Hòa Thượng nghi ngờ tiếp nhận bình nhỏ, Tống tiền bối, đây là cái gì? Một loại có thể kéo dài tuổi thọ tuyền thủy, có thể kéo dài 50 năm thọ nguyên. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói, ta nghĩ, ngươi nên dùng tới được hắn. Dương Hòa Thượng sững sờ, sau đó hắn đối Tống Thư Hàng vỗ tay, tạ ơn Tống tiền bối. Sư phụ của hắn Vô Âm Tử đạo trưởng lúc tuổi còn trẻ nhận qua trọng thương, bây giờ thọ nguyên không lâu. Tống tiền bối tiễn hắn phần lễ vật này, chí ít có thể để sư phụ lại nhiều hưởng 50 năm thọ nguyên. Phần lễ vật này, hắn thực sự không cách nào cự tuyệt. Dù là sư phụ mỗi ngày rút hắn, nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật vẫn là rất kính yêu sư phụ. Đáng tiếc, nếu như sư phụ là tên hòa thượng thì tốt hơn. Dương Hòa Thượng dùng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Vô Âm Tử. Làm gì? Vô Âm Tử trong lòng cảnh giác nói. Kỳ thật sư phụ ngươi đầu hình, thật sự rất thích hợp đầu chọc. Dương Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên, nhe răng cười một tiếng. Vô Âm Tử, quay đầu nhìn ta quất chết ngươi không? Hà Long thần hành chiến xa tốc độ, phi thường ra sức. Đây là Tống Thư Hàng thích nhất một kiện phi hành pháp khí, hắn chính mang hàng rào, bay lên lúc cảm giác an toàn 10 phần. Ngồi lên Hà Long thần hành chiến xa về sau, Thương Hải thư sinh có chút khẩn trương duỗi tay lặng lẽ sờ lên chiến xa hàng rào, bá Tống tiền bối, đây chính là ngài bộ kia bản mệnh pháp khí một trong sao. Không sai, Tống Thư Hàng trả lời. Quả nhiên, đây là trường sinh giả thần binh A, Thương Hải thư sinh nội tâm kích động nói. Cái này Hà Long thần hành chiến xa nội bộ, tựa hồ ẩn giấu đi một cái vô cùng cường đại trái tim hạch tâm, cái này hạch tâm có thể vì chiến xa cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Lấy Thương Hải thư sinh thực lực, tự nhiên phán đoán không ra cái này hạch tâm cụ thể đẳng cấp. Cân nhắc đến bá Tống tiền bối thân phận, cái này chiến xa rất có thể là trong truyền thuyết trường sinh giả thần binh. Đời ta, đáng giá. Nhân sinh có thể tại trường sinh giả thần binh ngồi một hồi trước, đã không có tiếc nuối. Ông bởi vì bị Thương Hải thư sinh vừa đi vừa về vuốt ve ăn đậu hũ, Hà Long thần hành chiến xa phát ra có chút kháng cự chi ý. Khí linh, Diệu Thanh đạo cô thốt ra bá Tống tiền bối trên người lại một kiện khí linh thần binh. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, đáp, còn không có, đây vẫn chỉ là yếu ớt thần binh ý thức, cự ly chân chính ngưng tụ khí linh còn cần một đoạn thời gian. Tống tiền bối một bộ đầy đủ bản mệnh pháp khí, đại bộ phận cũng còn ở vào giai đoạn này. Ta nhớ được trong truyền thuyết, bá Tống tiền bối bản mệnh pháp khí là 33 kiện tổ hợp thần binh A. Thương Hải thư sinh nói thật nhanh. 33 kiện tổ hợp thần binh, toàn bộ ra đời yếu ớt thần binh ý thức. Không hổ là vang danh thiên hạ bá Tống tiền bối. Một bộ đích thật là 33 kiện, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Nhưng là hắn trên người bây giờ có hai bộ đát. Bạch tiền bối đem hắn bộ kia ném cho Tống Thư Hàng về sau, vẫn không có thu hồi. Hiện tại thứ hai bộ trên danh nghĩa là bạch tiền bối vật sở hữu, nhưng trên thực tế một mực là Tống Thư Hàng đang vui đùa. Đạo cô cùng thư sinh hít vào ngụm khí lạnh. Trong suy nghĩ, ba Tống tiền bối hình tượng lại một lần nữa tăng lên đợi quay đầu, đây đều là bọn hắn cùng đạo hữu khoác lác đề tài nói chuyện. Diệu Thanh đạo cô lại nhìn không được lấy điện thoại cầm tay ra, cho mình cùng Thương Hải thư sinh tới chương tự chụp. Hiện tại, chúng ta chính cưỡi bá Tống tiền bối trường sinh giả thần binh Hà Long thần hành chiến xa bên trên phi hành, hai đến không được. Sơn thôn chỗ sâu tà vọng động tổ, đồng dạng có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện canh gác nhân viên chấn giữ, miễn cho không rõ chân tướng thôn dân hoặc lưu hữu ngộ nhập nơi đây. Tống Thư Hàng Hà Long thần hành chiến xa lặng lẽ đáp xuống tà vọng động tổ hơn 200 mét bên ngoài, sau đó lựa chọn xuống xe đi bộ tới gần tà vọng động phủ. Hà Long thần hành chiến xa nội bộ chứa ngụy, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim, nếu như trực tiếp đáp xuống trước mặt người bình thường, sẽ cho người bình thường thân thể tạo thành nhất định áp bách. Tống tiền bối, một hồi tiến vào tà vọng động tổ về sau, có thể hay không trước hết để cho chính chúng ta tới đối phó tà vọng. Thật sự không đi lời nói, lại từ tống tiền bối ngươi xuất thủ. Vũ Nhu Tử duỗi tay, đem trong ngực lý âm trúc giao cho Tống Thư Hàng. Dù sao, soát tà vọng niềm vui thú ở chỗ hưởng thụ quá trình. Tống Thư Hàng cười nói, tốt ha, cái kia đến lúc đó tiến xào huyệt về sau, ta trước đem tà vọng đặc thù nói cho các người biết, từ chính các người xuất thủ trước đối phó, ta ở hậu phương cho các người trấn trận. Hắn đem ngủ say lý âm trúc tiếp nhận, đưa nàng treo ở trên lưng mình. Đồng thời,
mái tóc của hắn hóa thành biện thủ, đem Lý Âm Trúc nâng. Sở các chủ ngốc mao, người thật là tú. Nàng dạy cho Tống Thư Hàng biện đao cửu trảm tại Tống Thư Hàng trong tay, thể hiện ra các loại tao thao tác. Suy nghĩ kỹ một chút, bất kể là pháp thuật gì, rơi xuống Tống Thư Hàng trong tay lúc, đều sẽ biến quỷ dị. Sở tiền bối quá khen, Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào đến tà vọng xào huyệt vị trí. Phụ trách trông coi canh gác nhân viên xa xa nhìn thấy Tống Thư Hàng một đoàn người tới gần, trong đó có hai vị liền vội vàng nghênh đón. Dừng lại, nơi này là khu vực nguy hiểm, xin đừng nên tới gần nơi này. Canh gác thành viên hướng phía Tống Thư Hàng bọn người khoát tay nói. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Thương Hải thư sinh. Bá Tống tiền bối, bởi vì chúng ta tới tương đối vội vàng, sở dĩ ta còn không có thông chi phụ trách trông coi nơi này phòng giữ nhân viên. Thương Hải thư sinh trả lời. Bá Tống tiền bối soát tà vọng sự, cũng là lâm thời khởi ý. Thương Hải thư sinh còn chỉ kịp đem Bá Tống huyền thánh muốn soát tà vọng sự tình phản hồi đi lên, nhưng cũng không có nhắc lên Bá Tống tiền bối muốn soát cái nào mấy cái tà vọng. Diệu Thanh đạo cô nói bổ sung, bất quá không quan hệ, chỉ muốn hướng bọn hắn biểu lộ một chút thân phận của chúng ta liền tốt. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đang lúc này, phía trước nghênh đón hai vị canh gác trong thành viên. Có một vị nam tử đeo mắt kiếng đột nhiên lên tiếng nói, Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Hắn nghi ngờ nhìn về phía vị kia kính mắt nam tử. Đối phương nhìn qua hẳn là hơn 40 tuổi bộ dáng. Có thể để ra tên hắn, hẳn là người biết hắn. Nhưng Tống Thư Hàng trong trí nhớ cũng không nhận ra vị đại thúc này. Ngươi là lão Tống hài tử Thư Hàng đi, ta là bằng hữu của ba ngươi. Từ khi ngươi lần trước diễn cái kia bộ phim mạt pháp chi chiến về sau, lão Tống cả ngày tại chúng ta bên tai giới thiệu ngươi, lỗ tai đều nghe ra kén. Kính mắt nam tử cười nói, bằng không hắn thật đúng là không nhất định có thể nhận ra Tống Thư Hàng tới. Là Tống ba bằng hữu. Thúc thúc ngươi tốt, Tống Thư Hàng lộ ra một cái thiện lương vô hại thiếu dung. Sau lưng Thương Hải thư sinh. Diệu Thanh đạo cô. Bá Tống tiền bối, tiết tháo đâu. Ngài một tiếng này thúc thúc kêu ra miệng đến, cũng không sợ đối phương thiên thọ sao. Tại đạo cô cùng thư sinh trong mắt xem ra, Bá Tống tiền bối thế nhưng là sống ngàn ngàn vạn vạn năm đại lão. Loại này vạn cổ cự đầu mở miệng gọi một vị hơn 40 tuổi tiểu gia hỏa thúc thúc, thực sự quá giảm thọ. Nói đến, nhà ngươi hoàn toàn chính xác liền tại phụ cận Bạch Kinh Lộ. Đáng tiếc ta hiện tại đi không ra, nếu không thật đúng là muốn đi cùng lão Tống gặp cái gặp, uống hai chén. Kính mắt đại thúc cười ha ha nói. Ngưng cười, hắn lại nghiêm túc đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, các ngươi nếu như muốn du lịch lời nói, tốt nhất trước chuyển sang nơi khác. Hắn nhìn Tống Thư Hàng đoàn người này, có nam có nữ, nhìn lấy giống như là lên núi du ngoạn dáng vẻ. Yên tâm đi, thúc thúc, chúng ta chính là phụ trách đến xử lý cái này trong xào huyệt tà vọng. Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời. Kính mắt đại thúc. Không cần lo lắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem bên trong tà vọng xử lý thỏa đáng. Đến lúc đó, nếu như có rảnh rỗi người còn có thể tìm ta ba uống hai chén. Tống Thư Hàng rỗi nhẹ tay nhẹ vung lên. Sở các chủ ngốc mao có chút đong đưa. Sau một khắc, không gian bên trong lượng nước ngưng tụ, hóa thành bốn cái cột nước, từ trên trời giáng xuống, đem chọn cái tà vọng xào huyệt phong tỏa. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng hướng về tà vọng xào huyệt bước đi. Kính mắt đại thúc, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô tiến lên, bắt đầu hướng kính mắt đại thúc giới thiệu thân phận của mình. Tô Thị A thập lục đối kính mắt thúc thúc mỉm cười, duỗi tay tế ra bản thân dù đao, theo sát lấy Tống Thư Hàng tiến vào. Kính mắt đại thúc nhìn thấy Tô Thị A thập lục trong tay quang mang lóe lên, liền có một thanh xinh đẹp dù che mưa hiển hiện, chẳng lẽ, lão Tống gia hài tử cùng tiểu cô nương này, đều là trong truyền thuyết tu luyện giả. Bái bai Vũ Nhu tử cười hì hì phất tay, nàng thon dài hai chân nhẹ nhàng phóng ra, xúc địa thành thốn, thân hình thuấn di đến Tống Thư Hàng sau lưng. Vị cô nương này cũng không phải tầm thường. Đồng thời, kính mắt đại thúc sốt cục chú ý tới sau lưng Tống Thư Hàng, còn mang theo cái tóc bạc tiểu nữ hài. Thư Hàng sau đầu, có mấy buộc đặc biệt dài tóc, đem cái này tóc bạc tiểu nữ hài cột vào sau lưng. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ còn chứng kiến Tống Thư Hàng trên bờ vai. Có hai cái rất đẹp. Mỹ nhân đầu, hai cái phong cách không giống nhau Mỹ nhân đầu, từ Tống Thư Hàng chỗ cổ mọc ra, chính đối hắn cười.
nếu không phải kính mắt đại thúc tâm tính kiên cường, lại từng tại thiên địa biến hóa trước đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ sợ đã hoảng sợ kêu thành tiếng. Lão Tống gia hài tử đến cùng là cái nào thể hệ tu luyện giả? Kính mắt đại thúc yên lặng sờ lên túi bên trong điện thoại. Lúc này hắn thật nghĩ gọi điện thoại cho lão Tống, an ủi một chút. Tống tiền bối chờ chúng ta một chút, Thương Hải thư sinh giao phó xong thân phận của mình về sau, lễ phép hướng bá Tống thúc thúc phất phất tay, liền cùng Diệu Thanh đạo cô cùng một chỗ truy hướng Tống thư hàng. Kính mắt đại thúc ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu hắn quay người nhìn về phía mình đồng bạn. Thư Trung, người biết vừa rồi vị kia Tống tiền bối. Vừa rồi phụ trách cùng Diệu Thanh đạo cô giao tiếp chính là canh gác tiểu đội trưởng, hắn nhìn về phía kính mắt đại thúc, lên tiếng hỏi. Tống tiền bối, Tống thư hàng sao? Kính mắt đại thúc gật đầu nói, đó là ta một vị lão hữu nhà hài tử. Thư Trung ngươi kỳ ngộ nói không chừng muốn tới. Vị tiểu đội trưởng kia nói, người lão hữu nhà hài tử, cũng không phải phàm nhân. Vị này Tống tiền bối, tại tu chân giới bối phận phi thường cao, hắn xa xa không có nhìn qua còn trẻ như vậy. Rất có thể là đã sống mấy trăm năm thậm chí càng lâu tồn tại. Mặc dù vừa rồi đạo cô không có lộ ra càng nhiều, nhưng ta từ ánh mắt của nàng bên trong liền có thể đoán ra rất nhiều thứ tới. Kính mắt đại thúc, lão Tống gia hài tử, là người khác trong miệng Tống tiền bối, hắn trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng tới. Liền hài tử đều mạnh mẽ như vậy, bị người tôn kính. Nói cách khác, nhà ngươi lão hữu rất có thể cũng là cao nhân lánh đời. So với Tống tiền bối đến, khẳng định càng mạnh, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, có thể sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi. Ngươi có thể cân nhắc đi gặp người bạn già của ngươi. Đội trưởng đề nghị, tại bây giờ cái này biến hóa khó lường thời đại bên trong, cùng cao nhân lánh đời cùng một tuyến phi thường trọng yếu, nói không chừng liền có thể tại trong nguy cấp bảo bản thân một mạng. Mà Tống tiền bối phụ thân, vị kia cao nhân lánh đời, đã nguyện ý cùng Thư Trung trở thành bằng hữu. Vậy hắn nhất định cảm thấy Thư Trung trên người có hắn thưởng thức điểm nhấp nháy. Đó là cái cơ hội a. Lão Tống, là cao nhân lánh đời sao? Thư Trung đẩy mắt kính của mình, trong đầu nhớ lại Tống ba ba cùng hắn quen biết sau kinh lịch. Tại hắn trong hồi ức, vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, lão Tống đều không có lộ ra hắn ẩn thế cao nhân đuôi ngựa. Triệt để dung nhập vào cuộc sống của người bình thường, lão Tống quả nhiên lợi hại a. Kính mắt đại thúc cảm thán nói. Lúc này, tại phía xa Bạch Kình Lộ Tống ba ba, đột nhiên có chút không giải thích được ngẩng đầu vọng thiên. Làm gì đâu, Tống mụ mụ hỏi. Tống ba ba cúi đầu tiếp tục rửa chén, trả lời, đầu óc của ta còn tại chậm rãi tiếp nhận thân thể tin tức phản hồi. Thân thể của hắn tiếp nhận nhi tử khẩu thuật cực lớn tin tức, hiện tại chính chậm rãi phản hồi cho đại não, để đại não hảo hảo tiêu hóa. Tà vọng xào huyệt bên trong. Hồ công đức xà mỹ nhân nâng lên quai hàm dùng sức thổi ngụm khí, đem bao phủ tại xào huyệt bên trong tà khí toàn bộ thổi tan, lộ ra ẩn núp ở nơi này tà vọng chân thân tới. Một đầu gần cao 5 mét cự thú, xuất hiện trong mắt mọi người. Đây cũng là một loại có được thực thể tà vọng. Hắn chỉnh thể bên trên giống như là họ chó sinh vật bộ dáng, nhưng chân trước ngắn nhỏ, chi sau thì cường tráng hữu lực, tràn đầy cơ bắp, xem xét liền rất ngon miệng. Lúc này, cái này cao 5 mét tà vọng, có chút túng túng bước nhỏ lui lại, cảnh giác nhìn qua Tống thư hàng bọn người, không ngừng nhe răng. Ta đánh cược, hắn lại so với phía trước đám kia tà vọng ăn ngon. Vũ Nhu Tử nói. Tống thư hàng đồng ý nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đồng thời, hắn liếc một cái này khuyển hình tà vọng, trong đầu liên quan tới tà vọng tin tức nhanh chóng hướng dẫn tra cứu, cùng trước mắt tà vọng so sánh. Thương Hải thư sinh cộng Diệu Thanh đạo cô. Lần này các nàng không có nghe lầm, bá Tống tiền bối bọn hắn, là muốn ăn tà vọng. Tô Thị A thập lục xoáy chuyển trong tay dù, hỏi, thư hàng, có cái này tà vọng tin tức sao? Có, đây là một loại thú hình oán khí loại tà vọng, sinh linh oán niệm cùng tai nạn tà vọng lực lượng dung hợp về sau, ngưng tụ ra loại này thú hình tà vọng. Đặc điểm là khả năng có được cực mạnh huyễn thuật thủ đoạn. Công đức chi lực đối với nó sẽ có chấn nhiếp tác dụng. Mặt khác bổ sung lấy ý chí chi lực thủ đoạn công kích, đối với nó sẽ có đặc hiệu. Đao ý, kiếm ý, quyền ý thậm chí là chú tâm, đều có không tệ hiệu quả. Tống thư hàng trả lời. Vậy cái này cục ta tới đi. Tô Thị A thập lục quất ra dù bên trong thẳng lưỡi đao đao, bá khí đao ý tại nàng trên lưỡi đao ngưng tụ. Bạch Long tỉ tỉ uể oải dạo qua một vòng,
thuần bạch sắc loại công đức chi lực tại bao trùm lấy Tô Thị A Thập Lục thân thể. A Thập Lục huyền thánh trên cổ khăn quàng cổ, lại là nàng công đức chi lực biến thành. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô lại phát hiện điểm sáng. Mà lại, A Thập Lục huyền thánh công đức chi lực, mạnh vượt qua tưởng tượng. Có chút tiết lộ ra ngoài một sợi khí tức, đều để các nàng hai chân như nhũn ra. Chú ý nó huyễn thuật thủ đoạn, chớ bị bề ngoài của nó mê hoặc. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Hiểu rồi, Tô Thị A Thập Lục trong tay thẳng lưỡi đao nhẹ nhàng hất lên. Bá đạo đao ý bên trong ẩn giấu một đạo khác ý chí chi lực lặng yên vẩy xuống, lực lượng kia tại tà vọng xào huyệt làm giấy, âm thầm cấu vẽ một bức tranh. Khuyển hình tà vọng mắt liếc hậu phương Tống Thư Hàng bọn người, lại nhìn phía không ngừng tiếp cận Tô Thị A Thập Lục, hắn gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Tô Thị A Thập Lục đánh tới. A Thập Lục không chút nào yếu thế, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bộc phát ra như cự long khí thế, chính diện nghênh tiếp tà vọng. Đối phó loại này tà vọng, nàng lựa chọn chính diện đánh nổ. Cường đại long uy, bao phủ cả cái xào huyệt. Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra, đem màn ảnh nhắm ngay Tô Thị A Thập Lục, bắt đầu thu video. Nhưng là chịu đến tà vọng khí tức ảnh hưởng, lại thêm trong chiến đấu A Thập Lục tốc độ di chuyển cực nhanh, điện thoại màn ảnh theo không kịp hình ảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.